chương 71. Hắn đây là cách không cùng toàn thế giới biểu thị, hắn là có chủ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 71 Hắn đây là cách không cùng toàn thế giới biểu thị, hắn là có chủ. Ngay tại dịp lâm tây cúi đầu thưởng thức hoành liên bên trên cái này bốn cái rồng bay phượng múa chữ, mới phát hiện phó cẩm hoành cũng viết chữ đẹp. Đấy lòng nhất thời có gan, người đàn ông này không phải là cái kho báu giống như là mỗi lần làm sao đào đều có thể đào ra ưu điểm của hắn. Đột nhiên, nàng nghe được Phó Cẩm Hoành tự hồ bảo tố một câu không khỏi thô tục, nàng thuận thế ngẩng đầu, đã nhìn thấy Phó Cẩm Hoành chấp mũi lại có một cái điểm đen. Nàng lại nhìn về phía Phó lúc tầm, liền gặp hắn nâng lấy bút lông trong tay, trên mặt lộ ra một chút ấy nấy. Thật có lỗi, nhất thời thất thủ. Ánh mắt của hắn rơi vào Phó Cẩm Hoành trên chắp mũi, lại là cười một tiếng đã kết hôn nam sĩ. Diệp Lâm Tây. Nàng là tiến vào cái gì tiểu học gà căn cứ sao? Thẳng đến Diệp Lâm Tây đi theo phó Cẩm Hoành trở về phòng về sau, nàng còn không có lấy lại tinh thần, có loại không khỏi xung kích cảm giác. Phó Cẩm Hoành tại trong phòng vệ sinh, rửa mặt xong ra. Diệp Lâm Tây ghé vào gian phòng trên giường, đột nhiên lăn một vòng ngồi xuống, ngươi cùng ca ca chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm Tây khoa tay lấy mặt của hắn, liền các ngươi đột nhiên dạng này, ta còn rất không thích ứng. Bình thường tách ra nhìn, một cái ôn nhã một cái lãnh đạm, kéo ra ngoài tất cả đều là nam thần cấp bậc nhân vật, kết quả ghé vào một khối, giống như là một chút phát động cái gì bút, song song biến thân ngây thơ không chịu thua tiểu học gà. Tương phản quá lớn, làm cho nàng bị khiếp sợ đến bây giờ đều không bình tĩnh nổi. Phó Cẩm Hoành tại trên đầu nàng tùy ý xoa nhẹ dưới đó là bởi vì ngươi nhìn thiếu diệp lâm tây do dự nói các ngươi trước kia cũng vốn là như vậy phó cẩm hoành thuận thế tại bên người nàng nằm xuống ta không có cái này trả đũa ý là khiêu khích luôn luôn phó lúc tầm diệp lâm tây lộ ra không quá tin tưởng biểu lộ diệp lâm tây lại cảm thấy chơi vui nàng nói ta trước đó đúng là không hiểu rõ lắm còn vẫn cho là các ngươi là loại kia huynh hữu đệ cung hài hòa huynh đệ quan hệ đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, đại khái là nàng đối bọn hắn photoshop quá dày. Phó Cẩm Hoành ngước mắt nhìn nàng. Chính ngươi không phải cũng có ca ca, ngươi cùng ngươi ca quan hệ thế nào? Khi không giống, Diệp Lâm Tây đắc ý nói. Anh ta mới sẽ không như thế đối với ta đâu. Phó Cẩm Hoành chậm rãi nói. Khi là hắn không dám diệp lâm tây vốn là nghĩ muốn thừa cơ khoe khoang một chút nàng cùng dịp tự thâm quan hệ ai ngờ còn chưa bắt đầu trước hết lật xe nàng nói thầm nói cái gì gọi là hắn không dám ta lại không có đánh qua hắn phó cẩm hoành lườm nàng một chút đếm cho nàng một cái ngươi từ nhỏ đến lớn đến cùng làm cái gì mình đáy lòng không có bức số sao ánh mắt cho nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn diệp lâm tây mặc dù trên mặt còn giữ vững bình tĩnh có thế đã dưới đáy lòng cắn răng Diệp Lâm Đông, ngươi chết. Giữa trưa ngày thứ hai, Phó Cẩm Hoành mang theo Diệp Lâm Tây trở về Diệp Gia. Bởi vì ăn tết bọn họ ở tại nhà của bên trong, cho nên Nam Y sợ ba ba của nàng bên kia sẽ không vui, sợ dĩ chủ động để bọn hắn giữa trưa qua đi ăn cơm, cơm tối thời điểm trở lại. Lúc gần đi, Nam Y lại để cho lái xe cầm thật nhiều lễ vật trên xe. Trước đó niên kỷ lễ, Phó Cẩm Hoành đã sớm để cho người ta đưa qua. Cho nên Diệp Lâm Tây nhìn xem lái xe bao lớn bao nhỏ hướng trên xe chuyển, mở miệng ngăn cản nói: "Mẹ, không cần cầm nhiều như vậy, còn có cái này tổ yến lấy về cũng không ai ăn." Nam Y nói: "Cũng không phải cái gì quý giá, luôn luôn chúng ta một chút tâm ý nha." Hai người trở về Diệp gia, kỳ thật Diệp gia cũng không tính thanh lãnh. Diệp Lâm Tây nãy nãy còn tại thế, chỉ bất quá bình thường nãy nãy đều cùng cô cô nàng ở cùng nhau bởi vì nhà cô cô bình thường ở nhà thời gian rất nhiều, mà lại cô cô con trai cũng kết hôn sinh đứa bé. Lão thái thái thích náo nhiệt, tổng phàn nàng trong nhà mình quá quạng cô ẻ. Tất cũng không kể là dịp đóng vẫn là dịp tự thâm đều thường xuyên không ở nhà, dịp lâm tây sau khi kết hôn, cũng ở ở bên ngoài. Trước khi ăn cơm, dịp lâm tây biểu ca biểu tỷ nhà đứa bé, trong phòng khách chơi đùa không ngừng. Lão thái thái thỏa mãn nhìn lên trước mặt hi hi nháo nháo lũ tiểu gia hỏa. Nhìn không được quay đầu nhìn về phía Diệp Lâm Tây, cái nhìn này liền để Diệp Lâm Tây thầm cảm thấy không tốt. Cũng không trách nàng suy nghĩ nhiều, thật sự là đầu năm nay dục sinh đại pháp thực sự để cho người ta khó lòng phòng bị. Đến mức nãy nãy nhìn nhiều, Diệp Lâm Tây liền bị hại chứng vọng tưởng cảm thấy nàng muốn thúc mình sinh con. Sự thật chứng minh, nàng cũng xác thực không nghĩ nhiều. Bởi vì lão thái thái đầy cõi lòng vui mừng nói. Ngươi xem một chút cái này một phòng đứa bé, nhiều náo nhiệt. Náo nhiệt. Diệp Lâm Tây đối với bà nội nàng Photoshop có chút bất đắc dĩ, nếu không phải là bởi vì lão thái thái ở chỗ này, nàng sớm để nhóm này đầu củ cải toàn bộ ngậm miệng xem TV, há tha cho bọn họ ở đây cãi nhau ầm ĩ. Đợi lão thái thái chính muốn tiếp tục nói. Nãy nãy lớn nhất tâm nguyện chính là. Trông thấy anh ta kết hôn, Diệp Lâm Tây tại nãy nãy dừng một chút lúc, đoạt trước mở miệng nói ra một bên lúc đầu đang tại nói chuyện với phó cẩm hoành diệp tự thâm nghe được câu này lúc quay đầu nhìn qua liền nghe diệp lâm tây nói nãy nãy ngươi nhìn ta ca hắn còn không phục diệp tự thâm làm một lớn tuổi độc thân nam thanh niên lúc đầu vấn đề liền so diệp lâm tây lớn rất nhiều lão thái thái vốn là bị diệp lâm tây phân thần bây giờ lực chú ý lập tức bị thay đổi vị trí tới tự nhiên là bậc hết hỏa lực ngươi cũng đừng luôn luôn cười đùa tí tưởng nãy nãy mỗi lần chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện của ngươi, thật sự là cơm cũng ăn không vô cảm giác cũng ngủ không ngon. Mỗi lần chỉ cần vừa nhắc tới để ngươi kết hôn, ngươi liền ra sức khước từ, ngươi cô cô trong trường học tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp không ít, giới thiệu cho ngươi ngươi liền nhìn cũng không nhìn một lần. Nói đến dịp tự thâm kết hôn chuyện này, lão thái thái đều không cần ấp ủ. Quả thực là có thế xuất khẩu thành thơ. Diệp tự thâm không nghĩ tới mình lại còn bị liên lụy, hắn bất đắc dĩ nói nãy nãy ngươi không phải tại quan tâm lâm tây sự tình lâm tây tốt xấu còn kết hôn ngươi làm ca ca đâu đến bây giờ đều không có kết hôn ngươi nói ngươi đi ra ngoài người khác hỏi ngươi ngươi có ý tốt sao dịp tự thâm mỉm cười ngược lại là muốn nói hắn xác thực có ý tốt nhưng nhìn đến một bên cha hắn biểu lộ hắn bất đắc dĩ cúi đầu ta xấu hổ được nếu biết cái kia cũng không tính là muộn Vừa vặn ăn Tết tất cả mọi người ở nhà, không nếu như để cho ngươi cô cô an bài cho ngươi một chút ra mắt. Các loại lão thái thái rời đi, Diệp Tự Thâm muốn cười không cười nhìn về phía Diệp Lâm Tây. Ngươi có thể nha. Lão công, hắn uy hiếp ta, Diệp Lâm Tây không sợ chút nào, đưa tay kéo lại Phó Cẩm Hoành cánh tay nũng nịu nói. Phó Cẩm Hoành quay đầu nhìn xem Diệp Tự Thâm, Lâm Tây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tại Diệp gia thời điểm, Diệp Lâm Tây còn có thể kéo Diệp tự thâm làm mình tấm một, ban đêm trở lại phó gia đại trạch ăn cơm, đối mặt đồng dạng ám chỉ, Diệp Lâm Tây cũng không dám cãi lại, chỉ có thể cúi đầu yên lặng ăn cơm. Bất quá nàng không dám mở miệng, phó cẩm hoành ngược lại là thay nàng mở miệng. Hắn không nhanh không chậm nói. Là vấn đề của ta, là ta nghĩ trước chuyên chú sự nghiệp, mới không có ý định muốn đứa bé. Diệp Lâm Tây nguyên bản cúi đầu ăn cơm, mặt hơi kém vùi vào trong chén. Ai ngờ phó cẩm hoành một câu nói kia, làm cho nàng ngẩng đầu nhìn tới. Lúc đầu nàng coi là phó cẩm hoành sẽ tùy tiện nói hai câu, qua loa tắt trách một chút các trưởng bối, có thế nàng không nghĩ tới hắn đem chỗ có trách nhiệm đều nắm ở trên người mình. Trong lúc nhất thời, nàng thật sự có bị cảm động đến. Một bên nải nải bất mãn. Bận biệu bận rộn công việc đến không để ý gia đình, cái này cũng không tốt ba ba của ngươi lúc lớn cỡ như ngươi vậy, ca của ngươi cùng ngươi cũng có. Mẹ, hiện tại người trẻ tuổi đều chú trọng thế giới hai người, lâm tây bọn họ cũng mới kết hôn một năm mà thôi. Nam y sợ lão thái thái gần sang năm mới không vui, hỗ trợ trấn an vài câu. Mặc dù phó gia cũng có một cái lớn tuổi độc thân nam thanh niên ở đây, thế nhưng là ai cũng không dám sách. Cũng may mọi người cũng biết, bọn họ kết hôn mới hơn một năm, xác thực còn không quá gấp, cho nên trò chuyện một chút chủ đề liền chuyển hướng địa phương khác. Ăn cơm tối xong về sau, tất cả mọi người lưu trong phòng khách. Hàng năm tiết mục cuối năm là người Trung Quốc từng nhà cố định tiết mục, mặc dù tiểu bối mà nhóm đối với cái này không có hứng thú gì, bất quá vì bồi trưởng bối, mọi người cũng vẫn là lưu trong phòng khách. Trên TV đang tại phát ra tiết mục cuối năm bắt đầu trước cuối cùng một đoạn quảng cáo. Tất cả đều là toàn các nơi trên thế giới cho mọi người chúc Tết các từ ngữ. Diệp Lâm Tây trên điện thoại di động nhảy ra một đống sớm năm mới chút phúc, bởi vì uy chắc thực tại chấn động không ngừng, nàng chỉ có thể đưa di động trước yên lặng. Không đầy một lát, nàng liền phát hiện trong đám bắt đầu phát hồng bao. Ngay từ đầu, là đoàn đội bọn hắn bày. Mọi người đùa dẫn phát ra hồng bao, Diệp Lâm Tây tiện tay đoạt một cái, phát hiện thế mà mới ba khối hai. Nàng thở dài một hơi, lại bỏ qua tiếp xuống mấy cái hồng bao. Thế là Diệp Lâm Tây tiện tay cũng phát một cái. Bởi vì bọn hắn đoàn đội người cũng không coi là nhiều, hết thảy liền mấy cái, nàng dứt khoát một người phát 200. Mọi người mỹ mãn, ai cũng không cần đoạt, tốt bao nhiêu. A a a a ta cướp được 200, cảm ơn Lâm Tây tỷ. Đây là trong đoàn đội mới tới thực tập sinh. Ta cũng thế. Ta. Sau đó mọi người mới chú ý tới, Diệp Lâm Tây phát hồng bao là mỗi người 200 trong lúc nhất thời, mọi người vui vẻ ở trong bầy các loại năm mới chúc phúc dịp lâm tây. Thẳng đến Ninh Dĩ Hoài cũng tiến bầy, cấp tốc phát mấy cái hồng bao, lại lui bầy. Mọi người một trận đoạt xong, phát hiện hắn cũng là phát đủ số 200 hồng bao. Trong đám vui vẻ một hồi, Diệp Lâm Tây đột nhiên đưa tay để liễu để phó cẩm hoành, ngươi cho ngươi nhân viên phát hồng bao sao. Ta cho bọn hắn phát cuối năm thưởng, phó cẩm hoành ánh mắt còn dừng ở đối diện tivi bên trên. Diệp Lâm Tây. Cuối năm thưởng là cuối năm thưởng, năm mới hồng bao là năm mới hồng bao nha. Liền Ninh dĩ hoài loại này nhìn cái gì đều không thèm để ý người, đều sẽ đến trong đám phát một chút hồng bao. Tần Chu sẽ giúp ta phát. Phó Cẩm Hoành không thèm để ý nói. Diệp Lâm Tây. Ngươi nhất hẳn là ban thưởng người chính là Tần Chu, hắn quả thực là mười hạng toàn có thể trợ lý. Phó Cẩm Hoành quay đầu nhìn về phía nàng. Mười hạng toàn năng. Ngươi sẽ không liền từng chu giấm đều muốn ăn đi. Diệp Lâm Tây cố ý đồ hắn, ai ngờ Phó Cẩm Hoành không nói chuyện, bởi vì hắn nhẹ nhàng dựa đi tới, cúi đầu hôn môi của nàng, đưa nàng còn lại tất cả đều nuốt xuống. Hai người ngồi ở ghế sofa bên này, Phó Cẩm Hoành lại ỷ vào mình thân hình cao lớn, đưa nàng cả người đều cản trong ngực. Các trưởng bối còn chưa có xem đến, hắn đã buông lỏng ra Diệp Lâm Tây. Thế là Diệp Lâm Tây khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên đỏ ửng, đưa tay đẩy hắn một thanh. Sau đó Phó Cẩm Hoành tay khoác lên nàng trên vai, trực tiếp đem người kéo đến trong ngực. Diệp Lâm Tây vốn đang không quen tại các trưởng bối trước mặt cùng hắn thân mật như vậy, nhỏ giọng nói. Như vậy không tốt đâu. Chỗ nào không tốt. Phó Cẩm Hoành dứt khoát đem ngón tay của nàng, bóp tại trong lòng bàn tay thưởng thức, mọi người lúc này đáy lòng vụn trộn vui vẻ đây. Tú ân ái còn có thể xuất sắc loại này lẽ thẳng khí hùng khí thế, cũng đúng là trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Rất nhanh, Diệp Lâm Tây cũng phát hiện các trưởng bối xác thực không có nhìn về bên này, tâm thần buông lỏng. Mấy ngày nay nàng nghỉ ngơi rất đúng giờ, liên tiếp mấy ngày đều là 10 giờ tối liền lên giường đi ngủ, cho nên qua 11 giờ, nàng liền không nhịn được ngáp một cái. Phó Cẩm Hoành cúi đầu nhìn nàng. Vây lại. Diệp Lâm Tây nửa ghé vào trong ngực hắn, cố gắng mở to mắt. Còn tốt. Buồn ngủ lời nói liền lên lâu ngủ đi, Phó Cẩm Hoành đưa tay muốn đem nàng kéo lên đi, nhưng là Diệp Lâm Tây lại không động. Thật vất vả bồi ba ba mụ mụ một lần nhìn tiệc tối, vẫn là nhìn thấy kết thúc đi, Diệp Lâm Tây hiện ra ủ rũ nói. Phó Cẩm Hoành thấy thế, vẫn là phải lôi kéo nàng lên lầu. Cuối cùng vẫn là nam y để bọn hắn đều đi về nghỉ, dù sao hiện tại cũng không có gì đón giao thừa thói quen. Lên trên lầu, Diệp Lâm Tây đi tắm rửa. Bất quá nàng đặc biệt dẫn điện thoại di động, còn đem thời gian thiết lập tại 23. 59, nàng biết mình tắm rửa luôn luôn thời gian dài, cho nên sợ qua điểm. Cốt trong lòng nàng vẫn nghĩ chuyện này, từ gian tắm rửa lúc đi ra còn mấy phút nữa, nàng thừa dịp thời gian này tranh thủ thời gian xoa xoa tóc. Thẳng đến trên bồn rửa tay điện thoại chuông báo vang lên. Diệp Lâm Tây nhìn thoáng qua, nàng lập tức cầm điện thoại di động lên, điều đến nhất tinh chuẩn tính theo thời gian thời gian. Đợi dây chỉ hướng không điểm thời gian như vậy, Diệp Lâm Tây mở ra cửa phòng rửa tay, một chút liền xông ra ngoài, đi vào bên giường ôm lấy vừa vặn đứng tại đầu giường nam nhân. Năm mới vui vẻ, nàng trong thanh âm lộ ra phi dương cùng vui vẻ, như muốn đem cái này bóng đêm thắp sáng. Phó Cẩm Hoành quay người cũng đưa nàng ôm lấy, thấp giọng nói lâm tây năm mới vui vẻ dịp lâm tây ngửa đầu nhìn xem hắn nhìn không được hưng phấn nói ta trước đó liền nghĩ kỹ ta tại lúc không giờ nói cho ngươi năm mới vui vẻ ta muốn để ngươi một năm này nghe được câu đầu tiên chúc phúc là ta nói ra ta muốn để ngươi tại năm mới nghe được câu nói đầu tiên là ta nói nàng nói lời này lúc trong suốt đen nhánh trong mắt đựng đầy tinh quang sáng tỏ để tinh thần của hắn khẽ đung đưa chỉ muốn xa vào ở trong đó. Tết xuân qua đi, mọi người một lần nữa trở lại làm việc cương vị. Rất nhanh, trong nước khoa học kỹ thuật vòng liền ra một cái nặng cân tin tức. Thịnh Á khoa học kỹ thuật chính thức thu mua an hàng khoa học kỹ thuật, đồng thời hai nhà công ty đã hoàn thành sáp nhập, đổi tên là Vân Khởi khoa học kỹ thuật. Sở dĩ triệt để thay tên, cũng là vì để Vân Khởi khoa học kỹ thuật chính thức đánh vỡ thịnh Á hệ ràng buộc, chính thức trở thành một hoàn toàn độc lập mới sản nghiệp ai khoa học kỹ thuật thời đại phong vân tế hội dương buồn xuất phát vân khởi liền bọn họ thời đại mới mặc dù phó cẩm hoành cố ý để vân khởi thoát ly thịnh á của thương nghiệp hệ thống nhưng là dù sao đây là một cái lợi tin tức tốt vẫn là kéo theo thịnh á giá cổ phiếu liên tục tăng lên rất nhiều ngày liền diệp lâm tây cũng nhìn ra được phó cẩm hoành tâm tình không tệ đại khái là bởi vì lúc trước hắn tại thịnh á làm việc tất cả mọi người cảm thấy hắn là dựa vào bậc cha chú mới đi tới vị trí hiện tại. Không thể phủ nhận, Phó Cẩm Hoành đúng là trời sinh đứng ở cao hơn địa phương. Nhưng là vân khởi thành công, sẽ làm cho tất cả mọi người trông thấy tên của hắn, hiểu rõ năng lực của hắn. Tên của hắn sẽ không còn bị bậc cha chú chỗ che đậy, chân chính tiến vào trong tay của mọi người. Người đàn ông này có bao nhiêu ưu tú, Diệp Lâm Tây vẫn luôn rõ ràng. Sau đó, Vân khởi khoa học kỹ thuật trèn sắt khi còn nóng, tổ chức sản phẩm buổi họp báo, chính thức đối ngoại đẩy ra đời thứ hai bảo an người máy nhỏ ca. Cùng ngày buổi họp báo hấp dẫn không ít truyền thông, càng là khai thác mạng lưới trực tiếp. Dù sao Vân khởi không phải quả táo, ten sen như thế thế giới lớn nhãn hiệu, lúc đầu người tổ chức cũng không có trông cậy vào có bao nhiêu người. Kết quả theo buổi họp báo tổ chức, thế mà online nhân số dần dần tăng nhiều, cuối cùng đột phá triệu nhân chi nhiều người tổ chức lúc này mới phát hiện, chân chính hấp dẫn người cũng không phải là sản phẩm mới, mà là có mặt sản phẩm buổi họp báo phó cẩm hoành. Người mặc thỏa đáng âu phục nam nhân, ngày hôm nay khó được mang theo một bộ viền bạc kính mắt, cả người nhìn đã cấm dục lại kiêu căng. Đặc biệt là hắn đắp chân ngồi lúc, lãnh đạm khuôn mặt bị ống kính một vùng mà qua, một thân A khí hơi kém đột phá màn hình. Trước đó hắn bởi vì là tề tri giật tiểu cửu cửu, liền nhận lấy rất lớn chú ý nhưng hắn không có Weibo, cũng không có rất ít tại truyền thông bên trên lộ diện. Liền ngay cả dịp lâm tây tại ô long tai tiến về sau, không còn có đổi mới qua ISN, bạn trên mạng chú ý vốn chính là từng đợt, lúc trước tin tức thanh thế to lớn, có thế trận kia đầu gió qua, cũng cũng không có cái gì người lại chú ý. Kết quả cũng không biết là ai phát hiện hắn có mặt lần này buổi họp báo. Ngay từ đầu, vẫn chỉ là tề tri giật phan hâm mộ đến vây xem cháu trai nàng dâu đến đây nhìn lén tiểu cửu cửu má ơi vừa rồi cái nhìn kia là tâm động cảm giác đi phía trước tâm động cái kia mưa đạn lồng gà cảnh cáo một lần a à giật là mọi người chúng ta tiểu cửu cửu nhất định phải chỉ có thể là tiểu cửu mẫu về sau có người đem hắn động đồ đoạn bình phong ra ngoài một đầu ủy bộ thế mà bị phát hết mấy chục ngàn đến cuối cùng trên màn hình tất cả đều là đến vây xem cơ thể sống bá đạo tổng giám đốc đeo kính cảm giác này cũng quá nhã nhặn bại hoại đi là sống bá tổng mụ mụ ta rốt cuộc gặp được sống bá đạo tổng giám đốc cái này mặt mày khí chất này tất cả đều tuyệt diệp lâm tây nguyên bản khi làm việc đều bị trong đám tin tức chấn động đến không có cách nào chuyên tâm đi làm khương lập hạ hoa hồng nhỏ lão công ngươi đỏ lên khương lập hạ má ơi trên mạng đám người này quá điên cuồng một cái khoa học kỹ thuật công ty buổi họp báo thế mà xem online vượt qua bách vạn khương lập hạ cái này một triệu người đều là hướng về phía lão công ngươi đi kha đường đi vây xem một chút chỉ có thể nói phó tổng mặt đáng giá một triệu người khí khương lập hạ công ty bọn họ làm sao không dứt khoát cho hắn oán mặt làm cái bách vạn đập thẳng diệp lâm tây đợi nàng đi vây xem một chút sau khi trở về nàng có loại cái này đều kêu cái gì nha chỉ có thể nói ở cái này xem mặt thời đại phó cẩm hoành là trời sinh người thắng chỉ bất quá nhìn xem đầy bình phong hoa si hắn nhắn lại nàng không khỏi có chút khó chịu đây chính là nàng người nàng chỉ là tại ống kính lần nữa nhắm ngay phó cẩm hoành lúc đột nhiên hắn khẽ nâng tay ngón tay nhẹ nhàng chuyển động chính mang tại tay trái bên trên nhẫn cưới ánh mắt của hắn vẫn như cũ dừng lại trên đài chỉ là động tác này rất quen giống như là hắn một cái vô ý thức động tác. Má ơi, chuyển chiếc những động tác này giết ta. Là những cứ đi, nhìn hắn giống như thường xuyên chuyển, quả nhiên tiểu cửu cửu cùng tiểu cửu mẫu chính phú thật tốt đập. Tề tri giật, chính phú kỹ nữ tử, mau chạy ra đây đập kẹo đường A. Không cho phép lại hoa si, bảo hộ toàn thế giới nhất xứng tiểu cửu cửu cùng tiểu cửu mẫu. Diệp lâm tây cách màn hình nhìn hắn động tác, đột nhiên vừa rồi khó chịu, toàn đều biến mất hầu như không còn. Hắn đây là cách không cùng toàn thế giới biểu thị, hắn là có chủ. Bởi vì Phó Cẩm Hoành xuất hiện, vân khởi khoa học kỹ thuật buổi học báo đạt được to lớn chú ý, một thiên tài nổi danh diễn đàn phát biểu văn chương, khoa học kỹ thuật cự đầu vần sáng phía dưới từng đống thi cốt. Kinh người như vậy tiêu đề, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt. Lại thêm phía sau trợ giúp, thiếp mời cấp tốc phiêu hồng đương nhiên dạng này rung rung tiêu đề phối hợp nội dung cũng là thật phấn khích bởi vì văn chương giảng thuật chính là một cái tự xưng tầng dưới chót nhân viên kỹ thuật vạch trần trước đó hắn chỗ lập nghiệp công ty tại gặp một cái công ty lớn cưỡng ép thu mua về sau người sáng lập đều bị đối phương đá đi mà vị này đáng thương nhân viên sớm cũng bởi vì lý niệm vấn đề từ trong công ty rời chức cũng bởi vì cùng nguyên người sáng lập quan hệ tốt ở công ty thu mua về sau đột nhiên tao ngộ trả thù thức khởi tố. Cái này cự đầu công ty thuê nghiệp nội một cái thu phí cực kỳ đắt đỏ tụng côn, khởi tố hắn trái với cạnh nghiệp hạn chế, để hắn bồi thường bách vạn. Mà gia đình của hắn cũng bởi vì vì đột nhiên xuất hiện này tố tụng gặp phải vỡ vụn, liền cơ bản sinh hoạt đều nhanh không cách nào bảo hộ. Thế nhưng là cái này dẫm lên trước người sáng lập, trước nhân viên công ty lớn, lại một lần trở thành nghiệp giới lương tâm nhưng là bọn họ mới tuyên bố sản phẩm lại cùng người khác tương tự quá nhiều loại này lập nghiệp công ty xé bức luôn luôn liền làm cho người ta chú ý chớ nói chi là thiên văn chương này chỗ vạch trần nội dung như vậy đặc sắc trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang suy đoán cái công ty này đến tột cùng là ai thẳng đến có cái bình luận ở phía dưới nói chỉ đường toàn thế giới đẹp trai nhất tiểu cửu cửu đừng cáo ta cáo ta cũng vô dụng dù sao ta ở nước ngoài bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72 Muốn đời này, đều không cần gặp lại loại người này. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 72 Muốn đời này, đều không cần gặp lại loại người này. Toàn thế giới đẹp trai nhất tiểu cửu cửu. Cái này chỉ hướng tính liền có một chút quá phận rõ ràng dù sao hai ngày trước vân khởi khoa học kỹ thuật buổi họp báo về sau, Phó Cẩm Hoành liền lấy toàn thế giới đẹp trai nhất tiểu cửu cửu cái này tét leo lên hot search, đồng thời hắn động đồ tức thì bị phát hết mấy chục ngàn. Dưới đáy vạch trần người, vẫn là rất nhanh bị điểm tán đến phía trên nhất. ngưu bức, hiện tại liền nhà tư bản cũng bắt đầu làm marketing. Ta trước mấy ngày nhìn thấy liền muốn nói, vị này không phải là muốn học nước ngoài mấy vị khoa học kỹ thuật đại lão đi dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì, tâm vẫn là đen. Đương nhiên loại này vạch trần mọi người cũng không tất cả đều là tin tưởng, dù sao không có chứng cứ sự tình. Dưới đáy có đồng ý cũng có phản bác, dù sao ồn ào thành một đoàn. Tùy tiện một đầu vạch trần đều phải tin tưởng, vậy ta còn nói nhà giàu nhất là cha ta đâu. Ta cảm thấy cái này vạch trần người cũng không vô tội đi, người xác định không phải mình trái với cạnh nghiệp hạn chế nếu không ngươi đem pháp viện bản án dán ra đến để chúng ta nhìn xem loại đại công ty này muốn chỉnh một cái tầng dưới chót nhân viên đừng đề cập nhiều dễ dàng đúng thế không thấy vạch trần bên trong còn nói xin đặc biệt quý tụng cung. mà cái này thiếp mời vốn đang chỉ là suy đoán dù là có người vạch trần là cùng vân khởi công ty có quan hệ thẳng đến phùng kính phát một đầu vòng kết nối bạn bè phùng kính quá khứ tổng tổng không nghĩ nhắc lại Đối với tương lai lập nghiệp người, chỉ có 8 chữ khuyên bảo. Huynh đệ bất hòa, dẫn sói vào nhà. Đầu này vòng kết nối bạn bè rất nhanh bị nhiều chuyện người show đến bộ còn có biết hồ này địa phương. Nguyên bản thịnh Á khoa học kỹ thuật thu mua an hàng, về sau gây dựng lại vân khởi khoa học kỹ thuật, ngay tại khoa học kỹ thuật trong vòng sinh ra chấn động không nhỏ. Nhưng bởi vì vân khởi khoa học kỹ thuật còn chưa đối phương công bố mình tầng quản lý, trước mắt ngoại giới đối với vân khởi hiểu rõ còn rất ít nhưng là đối với phùng kính người bạn này vòng thái độ hẳn là rời đi đã từng phấn đấu địa phương trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía hẳn đến lại một cái tự xưng là nội bộ vạch trần người tài khoản xuất hiện đồng thời chiều sâu vạch trần một chút vân khởi nội bộ tình huống trên mạng vạch trần đều là thật sự phùng kính cùng quan bằng phi hai vị người sáng lập đều rời đi công ty ba vị người sáng lập đi rồi hai cái ai là lớn nhất người thắng, mọi người cũng đều có thế đoán được. Kỳ thật chúng ta bộ phận kỹ thuật rất nhiều nhân viên đều không thích vị kia, bởi vì vì người khác phẩm rất kém cỏi, hơn nữa còn sẽ bài trừ đối lập, chúng ta đều cho rằng người sáng lập ở giữa mâu thuẫn, đều là từ hắn mà lên. Má ơi, Kiều Vân phàm loại này kỹ thuật trạch, cung đấu thế mà cũng lợi hại như vậy. Ta còn vẫn cảm thấy Kiều Vân phàm rất ngưu bức. Lại cùng nhau lập nghiệp xé bức án lệ, ta nói các ngươi những người sáng lập này có thể hay không liền cùng phú quý một lần cho chúng ta nhìn xem. Đây đều là khoa học kỹ thuật trạch, rất chú ý những này khoa học kỹ thuật vòng sự tình, cho nên đối với an hàng ba vị người sáng lập đều hiểu rất rõ. Mặc dù vạch trần người không có chỉ mặt gọi tên nói Kiều Vân Phàm, nhưng là hết thảy ba vị người sáng lập, hai vị rời đi. Như vậy còn lại cái kia, không phải liền là lớn nhất người thắng. Sau đó vạch trần người cũng không có đình chỉ, tiếp tục bắt đầu bạo mãnh liệu. Về phần dẫn sói vào nhà, nói đến vậy thì càng đặc sắc. Ban đầu ở công ty tiến hành A vòng đầu tư bỏ vốn lúc, mời luật sư là B Vấn Ninh Dĩ Hoài. Bọn họ nhiều lần tới công ty làm tận điều, người của công ty đều nhìn thấy qua. Kết quả về sau vì đầu tư bỏ vốn tổ chức ban giám đốc, thịnh á người của công ty tuyên bố thu mua công ty, về sau nội bộ công ty thanh tẩy một đợt nhân viên nhưng về sau đánh cạnh nghiệp hạn chế kiện cáo vẫn là cái này ninh dĩ hoài há đúng ninh dĩ hoài bên người có người phụ tá luật sư họ diệp nàng là ai không cần ta vạch trần ta nghĩ rất nhiều bạn trên mạng đều biết đi cái này vạch trần triệt để đem trọn sự kiện nhóm lửa nguyên bản mọi người còn nửa tin nửa ngờ thế nhưng là vạch trần người nói rất nhiều đều nhất nhất đối ứng cho nên ta đến tổng kết một chút chính là phùng kính lúc trước chuẩn bị a vòng đầu tư bỏ vốn xin luật sư kết quả người luật sư này kiều vân phàm còn có thịnh á người nội ứng ngoại hợp làm phùng kính để phùng kính từ mình khởi đầu công ty bị loại lầu một tổng kết đúng chỗ chính xác cái này cung đấu vở kịch cũng quá đặc sắc đi nội ứng phản nội ứng nội ứng ngoại hợp đều đầy đủ hết leo tường chụp lén người đối diện sản phẩm thư kiện phát hiện ký phần giả hợp đồng mang tráng háng đi công ty này ra tủ sắt, từ khi nhìn trong nước thương chiến những này cẩu huyết sự kiện về sau, cuối cùng có một cái thoạt nhìn là cao cấp. Ta nói các ngươi còn đang khen người không có vấn đề đi, loại này xí nghiệp lớn tùy ý chèn ép công ty nhỏ, loại tên lưu manh này đi khổ sở nói không nên bị chỉ trích. Còn có Ninh Dĩ Hoài loại này tụng côn, chính là nhà tư bản chó săn đi. Trước đó hắn khai trừ người khác lúc, thủ đoạn nhiều hung ác hiện tại lại lợi dụng cạnh nghiệp hạn chế làm rời chức nhân viên. Rất nhiều khoa học kỹ thuật công ty cạnh nghiệp hạn chế hiệp nghị liền không hợp thói thường, một khi rời chức, ở cái này vòng cơ hồ liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Sau đó cấp tốc có người truyền lên một chương Strangers Ta đi bê vấn sở luật trang web nhìn một chút, Ninh Dĩ Hoài trong đoàn đội có người phụ tá luật sư gọi Diệp Lâm Tây. Diệp Lâm Tây. Bạn trên mạng bác quái cứu giác bỗng chốc bị nhóm lửa đặc biệt là liên quan tới diệp lâm tây cùng phó cẩm hoành quan hệ giữa bởi vì lúc trước ô long tai tiến sự tình bộc lộ qua bởi vậy cái này vạch trần lần nữa được chứng thực về sau mọi người đối với cái này thiếp mời bên trong vạch trần nhiều ít bắt đầu tin tưởng thậm chí có rất nhiều người cho rằng bắt đầu đứng tại phùng kính bên này nhất thời thật thật giả giả, giả giống như đều lên men thành một trận sóng to gió lớn diệp lâm tây vừa từ bên ngoài về công ty nàng mới vừa vào công ty đã nhìn thấy mấy cái đồng sự vây quanh ở một đoàn thần sắc nghiêm túc trò chuyện cái gì chờ bọn hắn nhìn thấy mình lúc một chút cấm âm thanh vẫn là trần minh mở miệng lâm tây ngươi nhìn một chút điện thoại dịp lâm tây không biết xảy ra chuyện gì chỉ là mở ra điện thoại rất nhanh nàng liền thấy trong đám một đầu kết nối đợi nàng hoa thêm vài phút đồng hồ đem cái này thiếp mời từ đầu tới đuôi nhìn một lần ý niệm đầu tiên hoang đường hoang đường đến cực điểm nàng xưa nay không biết văn tự có thể đem một sự kiện đổi trắng thay đen đến trình độ như vậy trong lúc nhất thời bàn tay nàng khẽ run đợi lúc ngẩng đầu lên hít sâu một hơi nhưng vẫn là khống chế không nổi thân thể khẽ run nói láo hết bài này đến bài khác hồ ngôn loạn ngữ trần minh an ủi nàng đúng chúng ta đều biết loại này văn chương rất hoang đường nhưng dù sao việc quan hệ ngươi cùng ninh ba. Ninh dĩ hoài nay thiên nhất trực không đến sở luật, Trần Minh bọn họ phát hiện ra trước trên mạng cái này thiếp mời, cho nên còn không biết Ninh dĩ hoài có nhìn thấy hay không. Vừa vặn Diệp Lâm Tây trở về, bọn họ lúc này mới đem chuyện này nói cho nàng. Diệp Lâm Tây. Ninh ba biết sao? Trần Minh lắc đầu. Rất nhanh, Diệp Lâm Tây để thư ký gọi điện thoại cho Ninh Dĩ Hoài, nói cho hắn biết chuyện này mà chính nàng nhưng là lại nhìn một lần cái này vạch trần còn phùng kính phát vòng kết nối bạn bè sự tình nàng cũng nhìn thấy bỏ đá xuống giếng chuyện này quả nhiên không thiếu người làm huống hồ cái này thiếp mời đột nhiên tuôn ra đến nói phía sau không ai sai sử nói ra đoán chừng đều không ai tin tưởng diệp lâm tây ngồi tại chỗ lúc nhìn xem người phía dưới bình luận từ lúc mới bắt đầu hoài nghi đến bây giờ chửi rủa chửi mắng vốn lý nghiền ép lên án tầng dưới chót người làm việc không dễ dàng, thậm chí còn có không ngừng mà mang tiết tấu nhục mạ phó cẩm hoành. Thẳng đến nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hiện đang tức giận cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Chỉ có tỉnh táo suy nghĩ, tài năng phá cục. Sau đó nàng nhìn thấy không ít người đều đang nói vân khởi khoa học kỹ thuật mới đẩy ra sản phẩm nhỏ ca, cùng hoa khang khoa học kỹ thuật trước đó đẩy ra tiểu an tại rất nhiều chức năng bên trên có dị khúc đồng công chỗ liền ngay cả ngoại hình trên đều đụng đạo văn chuyện này cũng không phải là có thế tùy tiện kết luận sự tình thế nhưng là mắt thấy trên mạng những này bình luận giống như liền muốn cho phán định xuống tới diệp lâm tây ngồi ở vị trí của mình đang tại cúi đầu suy nghĩ trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên nàng nhìn màn hình là phó cẩm hoành đánh tới nàng kết nối liền nghe đến phó cẩm hoành nói lâm tây ngươi thấy trên mạng văn chương sao thấy được diệp lâm tây đang nghĩ ngợi ứng phải an ủi như thế nào hắn liền nghe đến phó cẩm hoành nói ngươi không nên nhìn những cái kia không tốt bình luận ta sẽ mau chóng giải quyết chuyện này câu nói này hẳn là ta tới dỗ dành ngươi đi diệp lâm tây không nghĩ tới hắn ngược lại trước an ủi mình nàng nói phó tiên sinh Người trên Internet đều nhanh thành lãnh khốc vô tình hấp huyết quỷ nhà tư bản. Dù sao lên mạng đại đa số đều là người bình thường, bọn họ lại càng dễ đứng tại người bình thường góc độ, thay vào bị áp bách thụ khi dễ tình cảnh, nhục mạ công ty của trách lão bản, giống như dạng này chính là vì chính nghĩa phát ra tiếng. Phó Cẩm Hoành thấp giọng nói, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, mặc dù nhìn xem hiện tại náo động đến rất lớn, nhưng là như thế này bị tận lực đẩy lên nhiệt độ, lên đến nhanh tán cũng sẽ nhanh hơn. Không tin ngươi đợi thêm ba ngày, chuyện này liền sẽ tan thành mây khói. Câu nói này Diệp Lâm Tây ngược lại là rất tin tưởng. Trước đó nàng cùng tề tri giật ô long tai tiếng, cùng ngày lúc bột phát liền ủy bộ đều sắp bị làm tê liệt. Kết quả đến ngày thứ hai, tất cả nhiệt độ đều tán đi không sai biệt lắm. Dù sao đại chúng quan tâm chính là tai tiếng, là kinh dị, bọn họ tịnh không để ý chân tướng của sự thật dịp lâm tây nhưng vẫn là rất nổi nóng nàng người này bao che khuyết điểm lại keo kiệt nàng tức giận nói thế nhưng là bọn họ như thế mắng ngươi ta liền không vui câu nói này có loại lại dám khi dễ đến đầu của ta bên trên khó chịu rất nhanh điện thoại đối diện lại vang lên nàng kiều rất thanh âm ta nhìn thấy rất nhiều mắng ngươi đều là nam bạn trên mạng ta cảm thấy khẳng định là ghen ghét ngươi dù sao ngươi không chỉ có dáng dấp đẹp trai còn có năng lực mấu chốt nhất là cưới lão bà đều so người khác xinh đẹp. Quả nhiên, Phó Cẩm Hoành nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn làm sao có thể nghe không hiểu, đây là Diệp Lâm Tây đang cố ý đùa hắn. Trước kia hắn vẫn cảm thấy Diệp Lâm Tây là không chút nào vì người khác cân nhắc tính cách, ích kỷ lại cực độ bản thân, có thế là sự thật giải về sau, mới biết được lòng của nàng có bao nhiêu mềm mại. Cho dù là hiện tại, rõ ràng nàng cũng tại vạch trần thiếp bên trong, có thế nàng quan tâm chỉ có hắn bị chửi chuyện này. Phó Cẩm Hoành nguyên bản đứng ở cửa sổ, trước đó đáy lòng lửa giận, tại bất tri bất giác ở giữa tiêu tán. Lâm Tây. Hắn nhẹ giọng hô tên của nàng. Diệp Lâm Tây thấp giọng ân hạ. Tin tưởng ta, sẽ không có việc gì. Diệp Lâm Tây lúc đầu nghĩ về hắn một câu, đương nhiên. Thế nhưng là đột nhiên nàng vô ý thức hô. A à hành kỳ thật nàng rất ít la như vậy hắn dạng này quá thân mật xưng hô mỗi hô một lần nàng trong lòng đều sẽ khẽ run một chút loại chuyện này ngươi có phải hay không là gặp được rất nhiều lần diệp lâm tây hỏi bị chửi bới bị hiểu lầm bị đập vào mặt mặt trái bao vây mọi người chỉ từ mặt ngoài hiểu rõ đến đôi câu vài lời liền bắt đầu tùy ý phát tiết tâm tình của mình huống hồ phó cẩm hoành đứng tại hắn dạng này vị trí bên trên hắn đối mặt chất vấn chỗ tao ngộ làm khó dễ. Trong điện thoại di động trầm mặt chỉ chốc lát. Hồi lâu, bên kia rốt cục vang lên hắn thanh âm trầm thấp. Từng có. Vừa mới bắt đầu tiến công ty lúc, kỳ thật rất nhiều người đều đang đợi lấy ta phạm sai lầm, dù sao thịnh á trải qua nhiều năm như vậy, nội bộ thế lực trường ra. Dù là ta họ phó, cũng không phải thông suốt. Cái này là lần đầu tiên, Diệp Lâm Tây nghe được hắn nhắc tới những thứ này diệp lâm tây há to miệng thế nhưng là cuốn họng giống như là bị thứ gì ngăn chặn phó cẩm hoành đừng đau lòng ta dù sao ta đứng tại trên vị trí này ta được đến nhiều như vậy tự nhiên nên tiếp nhận đồng dạng áp lực muốn mang vương miệng tất nhận nó nặng diệp lâm tây nghe được hắn trong lòng vẫn là triểu nặng có lẽ cái này không chỉ là phó cẩm hoành vấn đề còn có cái khác rất nhiều người đều đứng trước vấn đề như vậy bọn họ trưởng thành tại quan hoàng dưới nhìn như trải qua người khác khó mà với tới sinh hoạt có thế thừa nhận cũng là bên cạnh người không cách nào tưởng tượng vấn đề giống như là hôn nhân từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền không cách nào lựa chọn hôn nhân của mình chỉ là may mắn chính là bọn họ yêu lẫn nhau để hôn nhân không có có trở thành phần mộ của bọn hắn phó cẩm hoành sau khi cúp điện thoại kêu tần chu tiến tới hắn nói thiên văn chương này từ nơi nào phát, ra ra được chưa? Chúng ta nhân viên kỹ thuật vẫn đang tra, bất quá lần này ban đầu hạ tràng marketing hào, chúng ta đều ghi xuống, đồng thời tra ra được đối phương sở thuộc công ty. Tần Chu đâu vào đấy nói. Loại này mạng lưới sự kiện, ngay từ đầu đều sẽ có đẩy tay ở phía sau trợ giúp. Phó Cẩm Hoành gật đầu. Tạm thời không cần phát ra thanh minh, đã bọn họ muốn xào lớn cái này tin tức, vừa vặn cũng là một cơ hội. Tần Chu không hiểu nhìn về phía hắn. Nhỏ Ca cùng Hoa Khang đẩy ra sản phẩm Tiểu An, hai cái sản phẩm ở giữa chỗ tương tự vốn là có, người để bộ phận kỹ thuật bên kia đem công việc của mình ghi chép làm tốt, đã bạn trên mạng như thế thích lục gia, chẳng bằng để bọn hắn đào sạch sẽ. Hoa Khang muốn lợi dụng bọn họ lên trước thì ưu thế, trả đũa, nói xấu Nhỏ Ca thiết kế Đạo Văn. Thế nhưng là cố khải trái với cạnh nghiệp hạn chế là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Hoa Khang còn thật sự coi chính mình có thế một tay che trời che giấu sự thật đâu. Tần Chu lập tức rõ ràng hắn ý tứ. Ngài là nói, chúng ta trước không trả lời chuyện này, để dư luận lớn như vậy xuống dưới, đợi cho đỉnh điểm lúc, chúng ta lại làm ra làm sáng tỏ. Dư luận luôn luôn là thanh kiếm hai lưỡi, đã có thể hại người cũng có thể thương tổn được chính mình. Phó Cẩm Hoành yên tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói. Vừa vặn, đây cũng là nhỏ ca một cái tuyên truyền cơ hội. Lúc đầu khoa học kỹ thuật vòng tin tức là không cách nào gây nên đại chúng chú ý, Phó Cẩm Hoành ngày đó có mặt buổi họp báo, cũng chỉ là bộ phận bạn trên mạng ăn dưa mà thôi, chú ý trọng điểm cũng đều tại Phó Cẩm Hoành trên thân. Mà không phải bọn họ tuyên bố người máy nhỏ ca, vì không dứt khoát lợi dụng cơ hội lần này. Đã bọn họ nghĩ tạc một chậu nước bẩn tới, vậy liền tạm thời trước tiên đem cái này bùng nước bẩn trước đón lấy, chỉ còn chờ cơ hội thích hợp, lại trả lại. Phó Cẩm Hoành không chỉ có là thương nhân, mà lại đúng là bạn trên mạng chỗ mắng cái chủng loại kia vô tình lãnh khốc nhà tư bản. Bởi vì, dù là là chính hắn, hắn đều có thể lợi dụng. Diệp Lâm Tây tại sở luật bên trong đêm làm xong việc, đã đến buổi tối 7 giờ. Ninh Dĩ Hoài cũng không trở về đến, chỉ là cho nàng phát một đầu uy chát, chỉ có bốn chữ. Tạm không trả lời kỳ thật nàng cũng không cái có thể chịu chịu ủy khuất người, như là dựa theo nàng tính cách của mình, đại khái sẽ lập tức đem chứng cứ dán tại trên mặt mọi người, để bọn hắn mở to hai mắt nhìn xem, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là nàng vẫn là tạm thời nhẫn nại xuống tới. Ban đêm, nàng nhịn không được cho phó cẩm hoành gọi điện thoại, kết quả hắn không có nhận. Rất nhanh, hắn phát một cái tin tức. Đêm nay có thể muốn đã khuya về nhà, trước tiên ngủ đi, không cần chờ ta nàng nhàm chán ở trong bầy hỏi một câu có người hay không muốn ra uống rượu kha đường ta tới khương lập hạ tại đoàn làm phim đêm nay nghe nói có đêm diễn muốn chụp cho nên liền không tới dịp lâm tây đem địa chỉ phát cho kha đường hai người hẹn gặp tại bên kia gặp mặt là không phải là bởi vì ngày hôm nay cái kia thiếp mời kha đường sau khi ngồi xuống gặp nàng không có tinh thần gì Diệp Lâm Tây thở ra một hơi, uống rượu đi. Bất quá chính nàng cũng không có uống bao nhiêu, dù sao nàng tửu lượng này vẫn là uống ít vi diệu. Hai người ngồi ở tầng hai gần cửa sổ địa phương, nhàn đến nhàm chán, Kha Đường còn nhìn về phía ngoài cửa sổ, cười hì hì nói: "Nghe nói trong quán Ba Soái ca đặc biệt nhiều, ta làm sao một cái đều không nhìn thấy nha." "Đều là lừa người khác chứ gì, Diệp Lâm Tây không thèm để ý nói." Đột nhiên Kha Đường chỉ chỉ, cái kia, mau nhìn cái kia xuyên vải ca chấm ca y sắc áo khoác nam nhân, bóng lưng này, tuyệt đối là soái ca. Diệp Lâm Tây theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang. Liền gặp một cái thân hình thẳng tắp nam nhân đứng tại ven đường, độc đối với các nàng, bên hông ghiềm một cây dây lưng, lộ ra vai rộng hẹp eo lại chân dài, loại này trăm phần trăm quay đầu xuất dáng người quả thực là ưu việt tới cực điểm. Diệp Lâm Tây lại thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì một giây sau, nam nhân quay đầu lại kha đường cũng nhìn thấy trừng to mắt nói ra đây không phải là lão công ngươi nàng vừa dứt lời một người mặc màu hồng nhạt áo khoác nữ nhân chậm rãi đi đến trước mặt hắn ngửa đầu nhìn qua hắn mặc dù hai người đứng tư thế cũng không thân mật nhưng là nữ nhân nói chuyện lúc hướng về phía hắn cười trêu chọc xuống tóc kha đường hé miệng không dám nói lời nào thẳng đến một chiếc xe mở đến ven đường phó cẩm hoành đi qua mở cửa xe nhưng là nữ nhân lại tiến lên muốn bắt cánh tay của hắn. Diệp Lâm Tây Long mày phút chốc một chút nhíu lên, có thế một giây sau, Phó Cẩm Hoành không chút do dự hất ra cánh tay của đối phương. Cũng không quay đầu lại lên xe. Kha đường nhìn thấy như thế một màn, cũng là thở dài một hơi. Nàng liếc trộn Diệp Lâm Tây, giọng nói nhẹ nhàng nói. Ta nói ngươi nhà phó tổng loại này coi như không tệ, bên ngoài loại này tiểu yêu tinh, một mắt cũng không nhìn thêm ngươi xem một chút vừa rồi kia nữ còn nghĩ túng hắn đâu liền bị hắn lập tức bỏ qua rồi diệp lâm tây yên tĩnh lấy không nói gì nói thật sự loại này thật đúng là không có cách có vài nữ nhân chính là biết rõ đối phương có lão bà còn nhất định phải bên trên cột đi lên nhào diệp lâm tây nữ nhân này ta đã thấy kha đường nguyên bản một cái miệng nhỏ còn đang bá bá nghe được cái này lập tức trừng to mắt thứ đồ gì nàng còn dám đến trước mặt ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước đi quy ninh chùa sao diệp lâm tây nói kha đường suy nghĩ một chút đột nhiên nói là lần kia cùng chúng ta cùng một chỗ nghe giảng thiền nữ nhân kia diệp lâm tây nhẹ gật đầu kha đường đem chén rượu trong tay bỗng nhiên đập ở trên bàn cái này nữ lần trước liền là hướng về phía ngươi đi a à, khó trách ngươi lần trước trông thấy nàng về sau một mặt không thích hợp nàng có phải là đã nói gì với ngươi dịp lâm tây tại do dự đối phương nói sự tình suy nghĩ hồi lâu vẫn là không có nói ra có lẽ nàng cũng đang sợ cái kia liên quan tới chân ái cố sự sẽ là thật sao thế nhưng là một giây sau nàng lại nghĩ tới phó cẩm hoành đã từng nói qua với nàng hắn nói tại nàng trước đó hắn chưa bao giờ có thích trải qua nàng phải tin tưởng hắn chỉ cần hắn nói qua nàng nên tin tưởng nguyên bản đáy lòng còn sót lại một chút vẻ lo lắng một chút liền tán đi nàng trực tiếp đứng lên ta nên về nhà kha đừng lúc đầu cho là nàng sẽ không vui nhưng là nhìn lấy nét mặt của nàng nhưng lại không giống không cao hứng bộ dáng vẫn là dịp lâm tây chủ động nói yên tâm đi ta sẽ không suy nghĩ nhiều bởi vì hắn nói qua cho nên ta liền tin tưởng hắn đại khái tín nhiệm chính là như vậy một khi quyết tâm tin tưởng hắn nói mỗi một chữ đều thật sâu khắc ở đáy lòng của nàng nàng còn không có lúc về đến nhà liền nhận được phó cẩm hoành gọi điện thoại tới hắn hỏi ngươi không ở nhà hẹn kha đường uống rượu với nhau lập tức tới ngay nàng nói phó cẩm hoành ân hạ rất nhanh nàng đến nhà bên trong đã nhìn thấy phó cẩm hoành trong phòng khách đợi nàng nàng một chút tiến lên ôm thật chặt hắn ngươi đang chờ ta phó cẩm hoành ôm nàng cúi đầu tại trên trán nàng hôn một cái ngươi thật giống như nhìn không mấy vui vẻ diệp lâm tây ngửa đầu hắc bạch phân minh trong mắt mang theo mong đợi ánh mắt rất nghiêm túc nói nếu không nói cho ta một chút ngươi có thể nói với ta ngươi gặp được bất cứ chuyện gì phó cẩm hoành nghe nàng nhìn qua con mắt của nàng lâu dài trầm mặc diệp lâm tây biết hắn tính tình như vậy người rất không dễ dàng chủ động mở miệng nói ra chỉ là, nàng đáy lòng có cái tiểu tiểu kỳ vọng đi. Kỳ vọng lấy hắn có một ngày, cũng có thể nói với nàng, liên quan tới hắn sự tình. Diệp lâm tây đáy lòng bản thân an ủi dưới, được rồi, cậu nam nhân miệng vốn là so võ sò so còn gấp. Sống 30 năm, để hắn một khi sửa lại cũng không thực tế đi. Có thế sau một khắc, nàng liền nghe đến hắn thanh âm trầm thấp nói. Gặp để cho ta không vui người. Câu trả lời này xác thực vượt quá Diệp Lâm Tây đoán trước. Để ngươi không vui tới trình độ nào. Diệp Lâm Tây thấp giọng hỏi. Phó Cẩm Hoành tự hồ trầm tư hạ. Muốn đời này, đều không cần gặp lại loại người này. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73 A à Hành, ta mang ngươi đi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 73 Ta hành ta mang ngươi đi Diệp lâm tây vẫn cho là có ít người yêu hận sinh ra liền rất nhạt tựa như phó cẩm hoành thuở thiếu thời nàng biết hắn chỉ cảm thấy hắn là cái kia ôm nhuận minh nhã tiểu ca ca liền cười lúc đều cực mỏng nhạt về sau lớn lên lại tương phùng lúc cả người hắn trở nên nội liễm đạm mạc đến mức về sau hắn tự nhủ một câu thích cũng là khó như vậy mở miệng thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn chán ghét một người thế mà đến trình độ như vậy một cái để hắn chỉ là gặp được liền không vui hận không thể cả một đời đều không cần gặp lại người diệp lâm tây không biết nên làm sao mở miệng chỉ là nhẹ nhàng ôm eo của hắn hồi lâu nàng thấp giọng nói vậy liền cả một đời đều không cần trông thấy đến đêm bên người phó cẩm hoành đã chìm vào giấc ngủ hắn là ăn thuốc ngủ chìm vào giấc ngủ diệp lâm tây tự mình nhìn xem hắn ăn trước đó hắn cũng có ngủ không được tình huống lúc, thỉnh thoảng sẽ dựa vào dược vật. Diệp Lâm Tây tựa ở bên giường, trong phòng màn cửa kéo kỹ càng, không lưu một tia sáng. Có thế con mắt của nàng thích ứng cái này hắc ám về sau, quay đầu nhìn qua bên người nam nhân. Lờ mờ còn có thể trông thấy hắn gương mặt hình dáng. Hắn dạng này thiên chi kiêu tử một người như vậy, tự hồ đã từng không có cách nào nghịch quá khứ. Đột nhiên, Diệp Lâm Tây thật đáng ghét này thời gian trước kia nàng không ở ý giữa bọn hắn kém lấy tuổi tác thế nhưng là nàng giờ phút này nhưng lại không khỏi cảm thấy khổ sở nếu như lúc trước nàng có thế ở bên cạnh hắn tốt biết bao nhiêu mặc kệ hắn gặp cái gì nàng đều sẽ bồi tiếp hắn một mực một mực diệp lâm tây nhịn không được nhẹ nhàng tới gần hắn người đàn ông này cho tới bây giờ đều sẽ nàng kéo ra phía sau mình che chở thế nhưng là lần này nàng cũng muốn liều mạng bảo vệ hắn một lần nhất thời Diệp Lâm Tây cũng giống như lại trở về thuở thiếu thời, cái kia tâm tâm niệm niệm nhớ phó cẩm hoành chính mình. Có lẽ là sau khi lớn lên, tạp niệm nhiều lắm. Ngược lại quên đi lúc trước thuần túy. Bây giờ cái này trong đêm khuya, bốn phía an tĩnh chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập, Diệp Lâm Tây lỗ tai dán bộ ngực của hắn, kia nặng mà chậm nhịp tim. Từng cái tại bên tai nàng quanh quẩn. Dù là qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn là như thế thuần túy thích hắn. Sáng ngày thứ hai, Phó Cẩm Hoành rời giường lúc đã nhìn thấy Diệp Lâm Tây ngáp một cái xuống giường, hắn đưa tay nhéo một cái chóp mũi của nàng, tối hôm qua làm đầu trộn đuôi cướp rồi. Khốn thành dạng này. Hắn bởi vì ăn thuốc ngủ sớm đi ngủ. Cho nên thật sự không biết Diệp Lâm Tây đến quá nửa đêm còn chưa ngủ. Diệp Lâm Tây đương nhiên không có khả năng nói cho hắn biết, mình là bởi vì nhớ hắn mới hơn nửa đêm không ngủ, chỉ nói là làm một buổi tối mộng phó cẩm hoành lại lắc đầu cười hạ tốt tại không có hỏi tới xuống dưới rất nhanh dịp lâm tây đi theo rời giường nàng bên cạnh đánh răng vừa nhìn hướng bên người nam nhân làm sáng tỏ tuyên bố các ngươi đánh tính lúc nào phát phó cẩm hoành nhìn một chút ngày hôm nay dư luận dẫn hướng không thể không nói hiện tại số liệu lớn thời đại liền ngay cả đối với một sự kiện dư luận dẫn hướng đều có thể bị chiều sâu phân tích có hơn trăm nhiều thiếu là chính diện phần trăm nhiều ít là mặt trái đều có chuyên môn số liệu công ty tại làm chuyện như vậy lấy cung cấp có thể quan hệ xã hội phương hướng diệp lâm tây là hoa khang làm sao loại này văn chương không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện huống hồ cố khải cũng là hoa khang người bình luận bên trong cũng đều tại mang tiết tấu nói nhỏ ca đạo văn hoa khang tiểu an muốn nói không phải hoa khang làm ra Diệp Lâm Tây đều không nghĩ ra được như thế thấy việc nghĩa hăng hái làm đến cùng là ai. Trước mắt chứng cứ đều chỉ hướng bọn họ, Phó Cẩm Hoành thân tay cầm khăn mặt lau mặt mình. Diệp Lâm Tây biểu môi. Ngươi lừa ta gạt, ác nhân cáo trạng trước, phía sau đâm lãnh đao tử, hoa khang ngược lại là một cái không lọt. Rõ ràng là hoa khang trước chiêu mộ cố khải, lợi dụng hắn đánh cấp an hàng thương nghiệp cơ mật. Rõ ràng bọn họ tại cố khải cạnh nghiệp hạn chế kiện cáo bên trên đã thắng, có thế là đối phương nhưng vẫn là lợi dụng đại chúng đối với tin tức không hiểu rõ, cố ý đánh đòn phủ đầu thả ra tin tức giả lừa dối. Loại này bị ổi thủ đoạn, nếu là nhiều đặt ở công ty mình kinh doanh buôn bán bên trên. Ngược lại cũng không cần nhìn chầm chầm vào người khác công ty. Phó Cẩm Hoành quay đầu nhìn nàng, cười nhẹ nói. Loại chuyện này không cần ngươi tức giận. Làm sao không cần, ta còn bị mắng đâu hôm qua phó cẩm hoành cùng ninh dĩ hoài hai cái là kéo nhiều nhất cừu hận đương nhiên nàng cũng không ít bị mắng đều đang nói nàng cố ý tiếp cận phùng kính bán công ty cơ mật cho phó cẩm hoành nàng có cần phải sao tốt xấu nàng cũng là danh phù kỳ thực đại tiểu thư cần thấp kém như vậy ra bán nghề nghiệp của mình đạo đức sao diệp lâm tây cảm thấy khó chịu đương nhiên cũng sẽ không che giấu đám người này thật là buồn cười Ta bởi vì cái này sự tình đều nháo đến muốn ly hôn trình độ, bọn họ lại còn cảm thấy ta bán thương nghiệp cơ mật cho ngươi. Bọn họ không đi viết tiểu thuyết quả thực là đáng tiếc, hẳn là để Khương Lập hạ bút cho bọn hắn, để cho bọn họ tới viết. Phó Cẩm Hoành thấp nở nụ cười. Diệp Lâm Tây lại nghĩ tới chuyện lúc trước, nhìn không được trừng hắn. Ngươi còn cười, ngươi có biết hay không ngày đó ta xối mưa, so y bình đi ba nàng nhà đòi tiền cái kia thiên hạ mưa còn lớn hơn rốt cục phó cẩm hoành phá lên cười. Hắn cái này nhân tình tự luôn luôn nội liễm, dù là cười cũng hơn nữa là công môi cười yếu ớt. Cực ít dạng này ý cười dạt dào. Không đợi dịp lâm tây lại mở miệng, hắn thấp giọng nói. Cho nên ta đặc biệt đau lòng. Dạng này chịu thua, để dịp lâm tây cũng không tốt nói thêm gì nữa, bằng không lộ ra nàng nhiều yêu lôi chuyện cũ giống như. Thẳng đến phó cẩm hoành lại gần, tại nàng mí mắt hôn lên hạ dịp lâm tây buổi sáng nhìn thấy ninh dĩ hoài quả nhiên đối phương hoàn toàn không có đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng còn làm cho nàng tiếp tục chuẩn bị vân khởi cổ phần cùng công ty chế độ rất nhanh vân khởi khoa học kỹ thuật lần thứ nhất cổ đông đại hội liền muốn tổ chức người bên ngoài gặp ninh dĩ hoài dạng này tỉnh táo tự kiềm chế bộ dáng cũng là thả một trái tim ngược lại là sở luật chủ nhiệm tưởng vấn lại bởi vì chuyện này tìm đến ninh dĩ hoài cái khác đối tác đối với gần nhất trên mạng chuyện này, rất có phê bình kính đáo, tưởng vấn bất đắc dĩ nói. Dù sao việc này mặc dù nhằm vào Ninh Dĩ Hoài, thế nhưng là đem bê vấn sở luật cũng liền mang tới. Ninh Dĩ Hoài trước đó còn có tốt tính tình nghe hắn nói những này, lúc này được nghe lại dạng này lý do thoái thác, lúc này cười lạnh. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn họ trước đó là dựa vào trên mạng dư luận tiếp bản án sao? Trước đó tống ba cái kia ly hôn kiện cáo, không phải cũng là huyên náo nhốn nháo, còn có hứa ba tại trên mạng phát biểu những cái kia ngôn luận, là cần ta từng cái liệt kê đi ra không? Tưởng vấn nghe xong, cũng có chút chột dạ, vẫn là nói. Kỳ thật ta xem qua các ngươi làm bản án, vấn đề hoàn toàn không ở ngươi, nếu không chúng ta sở luật phát cái luật sư văn kiện. Bình thường bọn họ không chỉ có muốn giúp người khác phát luật sư văn kiện, không phải sao, ngẫu nhiên còn phải giúp mình phát. Ninh dĩ hoài luật sư văn kiện sự tình ta sẽ nhìn xem xử lý tưởng vấn biết hắn đây là ngại mình lắm điều thế là hắn cũng không có nói thêm nữa lúc đầu coi là ngày hôm nay dư luận sẽ chuyển biến tốt đẹp dù sao mỗi ngày tin tức cũng rất nhiều bạn trên mạng ánh mắt rất dễ dàng bị thay đổi vị trí ai ngờ ngược lại bạo phát càng lớn tranh luận bởi vì lúc trước có hai nhà công ty quyền tài sản tri thức kiện cáo vừa vặn vào hôm nay tuyên án Ai ngờ Hoa Khang một vị phó tổng tài, ngay tại mình ủy bộ bên trên, phát một đầu có ý riêng ủy bộ. Hoa Khang phó tổng tài. Quyền tài sản tri thức bảo hộ con đường, gánh nặng đường xa, chỉ mong có chút đồng hành có thế tự trọng, nhiều một chút kỹ thuật của mình, ít một chút đồ của người khác. Lúc đầu ngày hôm qua cái thiếp mời sự tình, đã đem vân khởi khoa học kỹ thuật cùng Hoa Khang ở giữa mâu thuẫn bày ở ngoài sáng, lúc này Hoa Khang phó tổng tài, giống như ném vào mặt hồ cự thạch, đem nguyên vốn là không an tĩnh mặt hồ nhất lên cự sống to gió lớn. Một nháy mắt, hai nhà công ty đều lên hót xớt. Hoa Khang phó tổng tài chỉ trích đạo Văn Hoa Khang khoa học kỹ thuật Vân Khởi khoa học kỹ thuật Diệp Lâm Tây nhìn thấy hai cái này hót xớt, hơi kém bị chọc phát cười. Mặc dù hai nhà này khoa học kỹ thuật công ty bây giờ ở trong nước xác thực rất có thực lực, nhưng cũng không trở thành một cái phó tổng tài phát một đầu chỉ tốt ở bề ngoài ôi bộ, liền lập tức đem hai bên kéo lên hót xớt đặc biệt là cái thứ hai hot search, hai nhà cùng tiến lên. Diệp Lâm Tây nhìn chầm chầm nhìn thoáng qua, liền cười lạnh. Nàng trước đó bởi vì tề tri giật cũng coi như hỗn qua một trận cơm vòng, biết hot cũng có thể mua. Mà lại loại này hai nhà cùng tiến lên hot lệ cũ chính là phía trước một phương mua hot search. Hoa khang khoa học kỹ thuật mặc kệ là vì lẫn lộn mình, vẫn là vì mây đen lên khoa học kỹ thuật, đều xem như triệt để vạch mặt mà dưới đáy bình luận cũng rất nhanh phá vạn loại này hai nhà công ty trực tiếp xé bước tràn diện vẫn là rất hiếm thấy năm đó cảm ơn đại chiến lúc thế nhưng là đến toàn dân vây xem trình độ dịp lâm tây không phải không nín được tính tình nàng trực tiếp cầm lấy bao đứng dậy rời đi nàng trực tiếp đi vân khởi khoa học kỹ thuật mới ký túc xá bởi vì hai nhà công ty sáp nhập về sau an hàng khoa học kỹ thuật nhân viên liền tập thể rời đi nguyên bản viện khoa học kỹ thuật đem đến trung tâm chợ cấp cao văn phòng. Diệp Lâm Tây trước đó đã tới qua, cho nên trực tiếp lái xe tới. Chỉ là vừa đến văn phòng bên cạnh, Diệp Lâm Tây đã nhìn thấy Phó Cẩm Hoành thần thái trước khi xuất phát vội vàng xuống lầu, mà một bên tầng chu tiến lên, tự hồ còn tại thuyết phục cái gì, nhưng là Phó Cẩm Hoành không để ý đến hắn, trực tiếp lên xe rời đi. Mắt nhìn phía trước xe đã mở đến trên đường, mắt thấy muốn biến mất ở trong dòng xe cộ diệp lâm tây ma xui quỷ khiến bên trong vẫn là một cước chân ga đạp xuống đi theo phó cẩm hoành xe thế nhưng là xe dần dần mở đi nàng mới phát hiện không hợp lý bởi vì cái này phương hướng tựa như là đi phó gia đại trạch quả nhiên cuối cùng tại nhìn thấy quen thuộc địa phương lúc thật sự xác nhận ý nghĩ của nàng thật là phó gia đại trạch các loại phía trước xe sau khi đi vào diệp lâm tây đợi vài phút mới tiến vào đi nàng cũng không biết mình làm sao lại không hiểu thấu làm lên theo dõi chuyện này chỉ là vừa mới nhìn đến phó cẩm hoành bộ dáng dường như khó thở nàng rất ít gặp đến hắn tức giận như vậy cho nên không khỏi nàng liền theo sau dịp lâm tây đem chiếc xe mở đến đại trạch bên ngoài trên đường dừng lại trong xe ngồi một hồi nàng vẫn là đẩy cửa xe ra xuống dưới đợi nàng vừa đi đến cửa miệng lúc liền nghe đến bên trong truyền đến tranh chấp thanh âm tranh chấp bởi vì lớn cửa cũng không có khóa nghiêm, Diệp Lâm Tây đi tới cửa tự nhiên mà vậy đẩy cửa ra, đã nhìn thấy trong phòng khách đứng đấy mẹ con. Nam Y mặt mũi tràn đầy lúng túng nói: "Mẹ chỉ là lo lắng ngươi." "Lo lắng ta sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì công ty?" Phó Cẩm Hoành giọng nói mang vẻ thất vọng đến cực điểm. "Nam Y, ta biết ngươi không thích Tống gia, thế nhưng là ta đi gặp Tống nhân là bởi vì nàng gọi điện thoại nói cho ta." đủ rồi, đột nhiên phó cẩm hoành dự định nàng, dường như một chữ đều không muốn nghe xuống dưới. Đã ngươi biết nhiều chán ghét kia người một nhà, vì cái gì còn muốn một lần lại một lần không để ý sự phản đối của ta đi gặp người nhà kia. Nam y há to miệng, thấp giọng nói. Nàng nói lần này công chuyện của công ty là bị hãm hại, nàng có chứng cứ có thể giúp ngươi. Nàng biết ngươi chán ghét nàng, cho nên muốn mời ta đem chứng cứ giao cho ngươi. Nàng có chứng cứ. Phó Cẩm Hoành giống như là nghe được một cái cực lớn trò cười, hắn thấp giọng nói: Nàng tính là thứ gì? Nàng tống nhân, lại đến tột cùng tính là thứ gì? Diệp Lâm Tây đứng tại cửa ra vào, nghe Phó Cẩm Hoành cái này cực giận thanh âm, nàng chưa bao giờ thấy qua hắn thất thố như vậy bộ dáng. A à Hành, ngươi không nên tức giận, mụ mụ đáp ứng ngươi, về sau mãi mãi cũng sẽ không lại gặp nàng. Nam Y Vương Tây tự hồ muốn kéo bàn tay của hắn trấn an hắn. Thế nhưng là Phó Cẩm Hoành lại lui về sau một bước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nam Y, thấp giọng nói. 12 năm. Nam Y toàn thân run lên. Sau đó hốc mắt của nàng một chút xúc lấy một lớp mỏng manh nước mắt. Xuyên thấu qua hai mắt đẫm lệ nhìn về phía người trước mặt, 12 năm, đầy đủ để một cái ôn nhuận thiếu năm trưởng thành làm một cái lạnh lùng nam nhân, đầy đủ từ đầu đến đuôi thay đổi một người phó cẩm hoành thất vọng nói năm đó ta cũng tin tưởng các ngươi nói lời kết quả đây các ngươi lại là làm sao làm nam y giống như là khắc chế không được nàng khóc giải thích nói lúc trước ta làm như vậy cũng là vì bảo hộ ngươi bảo hộ ta phó cẩm hoành đóng hạ con mắt giống như là cực kỳ gắng sức kiềm chế ở tâm tình của mình hắn thất vọng nhìn qua nam y loại này bảo hộ ta từ vừa mới bắt đầu cũng đừng có thẳng đến trên lầu truyền tới tiếng bước chân nguyên lai like hôm nay phó núi non dày đặc cũng không đi công ty sắc mặt hắn có chút tái nhợt thoạt nhìn là bị bệnh hắn là trong phòng ngủ nghe được dưới lầu cải lộn động tỉnh mới có thể xuống tới xem xét không nghĩ tới lại là phó cẩm hoành trở về mà lại đang cùng nam y tranh chấp cái gì phó núi non dày đặc vừa muốn nói chuyện trước ho khan một tiếng ngươi cùng ngươi mẹ tại lăng tăng cái gì không thấy đều đem mụ mụ ngươi tức khóc Hắn một câu liên tiếp ho khang hai ba âm thanh mới nói xong, Nam Y tranh thủ thời gian tại hắn phía sau lưng vỗ vỗ. Phó Cẩm Hoành tự hồ cũng không muốn nói thêm, hắn chỉ thấp giọng nói. Công chuyện của công ty, ta sẽ nhìn xem xử lý. Nhưng là ta hy vọng ngươi về sau có thế tuân thủ hứa hẹn, đừng lại đi gặp bọn họ, lại càng không muốn tự tác chủ trương tốt với ta. Phó Cẩm Hoành, ngươi đây là thái độ gì? Phó núi non dày đặc không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy vẫn là giận dữ mắng mỏ hắn một câu. Nam Y liên tục không ngừng nói. "Tốt, A à Hành, mụ mụ nhớ kỹ. Ngươi đừng lại nuông chiều hắn, ngươi xem một chút hắn đây là càng lớn vượt không tiến triển, phó núi non dày đặt gặp Nam Y như thế hèn mọn bộ dáng, tự nhiên đau lòng, lúc này trách cứ con trai." Thế nhưng là Nam Y lại lôi kéo cánh tay của hắn, không cho hắn nhiều lời. Nhưng là phó núi non dày đặt lại cảm thấy Nam Y đây là mẹ chiều con hư thế muốn giáo huấn phó cẩm hoành trong lúc nhất thời nam y kéo không được hắn liền nghe đến phó núi non dày đặc nói nếu như ngươi thật có thể xử lý tốt công chuyện của công ty liền sẽ không tùy ý tại trên mạng làm đến sôi sùng sục lên lúc này phó cẩm hoành ngược lại tại dạng này dưới cơn thịnh nộ bình tĩnh lại hắn nhìn nói với nam y làm đến sôi sùng sục lên ở trong đó không thì có ngài đi gặp người kia công lao nam y hơi kinh ngạc Ngươi đại khái không hiểu rõ hiện tại tống nhân đi, nàng có thế cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia tội nghiệp chạy đến nơi đây đến nàng mặc dù tại yêu quan hệ xã hội làm việc, nhưng là nhà công ty này cùng hoa khang khoa học kỹ thuật có thiên ti vạn lũ quan hệ, hoa khang mỗi một lần buổi họp báo còn có marketing đều là giao cho nhà công ty này. Cho nên ngài cho là nàng vì sao lại có chứng cứ, chứng minh vân khởi là trong sạch. Bởi vì lần này vân khởi tại trên mạng gây nên tranh luận, đều là nàng cùng sau lưng nàng hoa khang làm ra. Nàng chính là vừa ăn cướp vừa la làng cái kia tặc. Hiển nhiên Nam Y cũng bị cái này cái cự đại chuyển hướng sợ ngây người. Nam Y lắc đầu. Ta thật sự không biết. Hiện tại ngài biết chưa, Phó Cẩm Hoành thần sắc lạnh lùng nói, lần sau đừng lại làm những này tự cho là đúng đối với ta sự tình. Phó núi non dày đặt gặp hắn giọng điệu lạnh lùng như vậy, cũng không khỏi cả giận nói mẹ ngươi cũng là quan tâm ngươi, làm vì cha mẹ, khó nói chúng ta sẽ còn hại ngươi sao? Quan tâm. Phó Cẩm Hoành đột nhiên cười khẽ hạ. Hắn nhìn về phía đối diện cha mẹ, giống như là muốn ngọn lửa từ biên giới chỗ dần dần cháy bốc cháy, trong lòng từng tầng từng tầng đang thiêu đốt, tự hồ muốn tất cả lý trí, khắc chế, nhẫn nại đều tại thời khắc này thiêu đốt hầu như không còn. Quan tâm như vậy để cho ta từ 18 tuổi bắt đầu, liền gánh vác lấy một cái mạng. Diệp Lâm Tây cầm tay cầm cái cửa bàn tay, bỗng nhiên siết chặt. Nàng Đường Hoàng nhìn qua trong phòng khách người. Cái này một cái chớp mắt, thật yên tĩnh. Ta trước kia sẽ nói cho các ngươi biết, Tống Nam cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Rốt cục cái tên này, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rốt cục lần nữa từ trong miệng hắn nói ra. Cái tên này, tự hồ giống như là một cái nút, để đối diện nguyên bản còn giận lửa phó núi non dày đặc đều trầm mặt lại các ngươi không lời nào để nói đúng không phó cẩm hoành nhìn lấy bọn hắn nửa ngày thanh âm hắn thản nhiên nói kỳ thật ta cũng thế ta cũng thế đã sớm không lời nào để nói phó cẩm hoành quay người lại ý ở ngoài trông thấy đứng tại cửa ra vào dịp lâm tây hai người ánh mắt đột nhiên đụng vào hắn con ngươi đen nhánh như bị che lấp tại dãy núi nồng vụ về sau nhìn không ra cảm xúc thẳng đến không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng đát giòn vang, giống như là đập bể cái này yên tĩnh. Diệp Lâm Tây từng bước một hướng hắn đi tới, hắn vẫn như cũ yên tĩnh đứng tại chỗ, rõ ràng cao lớn như vậy thẳng tắp người, lúc này không khỏi mang tới mấy phần yếu ớt. trải qua nhiều năm tích lũy cảm xúc, giống như tại thời khắc này tất cả đều ép ở trên người hắn, nồng đậm đến đem cả người hắn đều đè sập. thẳng đến nàng nhẹ nhàng đưa tay qua bàn tay kéo hắn rủ xuống tại bên người bàn tay, hắn luôn luôn bàn tay ấm áp, lúc này có chút lạnh quá phận. Diệp lâm tây đem ngón tay nhẹ nhàng cắm. Nhập tay của hắn khe hở, thẳng đến 10 ngón đang xen. A à hành, ta mang ngươi đi. Nếu như nơi này để ngươi thống khổ, không vui, ta liền mang ngươi đi có được hay không? Phó Cẩm Hoành liền giống bị nàng câu nói này đã động, hắn lại mặc cho nàng lôi kéo mình, trên đường đi xe nàng ngồi tại trên ghế lái, nổ máy xe thời điểm, thậm chí ngay cả mục đích đều không có. Thế nhưng là nàng liền là muốn dẫn hắn rời đi nơi này. Xe rất nhanh khởi động, một đường chạy như bay rời đi. Rất nhanh, xe cảnh sát chung quanh biến hóa, trong xe càng là an tĩnh quá phận, liền ngay cả xe tải hướng dẫn thanh âm, đều bị dịp lâm tây đóng lại. Lúc này ngày dần dần rơi, nắng gắt biên giới bị nhiễm lên một tầng màu cam dần dần cái này màu cam từ biên giới chỗ khuếch tán cho đến đêm cả mảnh trời tế đều nhiễm lên nồng đậm sắc thái mà xe dừng ở biến trời chỗ va chạm lúc lạc nhật dư huy đem trọn phiến đại hải bao phủ màu xanh thẳm trên mặt biển hiện ra màu cam sóng ánh sáng hai người ngồi ở trong xe yên tĩnh thưởng thức cảnh sắc trước mắt nguyên bản phổ thông phong cảnh cũng bởi vì giờ khắc này tâm cảnh trở nên như thế đặc biệt rốt cục tại dư huy dần dần biến mất lúc Diệp Lâm Tây quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân, mà Phó Cẩm Hoành cũng tại thời khắc này nhìn về phía nàng, đột nhiên hắn cười nhẹ nói: "Lâm Tây, câu nói này ta hẳn là cho tới bây giờ không có đã nói với ngươi đi." Diệp Lâm Tây yên tĩnh nhìn xem hắn, thẳng đến hắn nói: "Tại gặp ngươi trước đó, ta vẫn cho là đời ta cũng liền bộ dạng như vậy. Có lẽ là bởi vì đã từng quá khứ, để hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên công việc." hắn muốn đứng tại có thế nắm giữ hết thảy vị trí bên trên không còn bị động tiếp nhận bất luận kẻ nào ép buộc mang cho hắn đồ vật hắn không quan tâm tình cảm gì thậm chí là chán ghét cái gọi là tình cảm hắn quan tâm chỉ có cái kia có thế tự mình nắm giữ hết thảy vị trí chỉ là nhân sinh luôn có chệch hướng phương hướng hắn lấy vì mình đời này sẽ không ở thụ tình cảm chỗ mệt mỏi đột nhiên hắn đưa tay giải khai trên người nàng dây an toàn đưa nàng kéo qua ôm vào trong ngực Diệp Lâm Tây yên tĩnh tựa ở trong ngực hắn. Thẳng đến hồi lâu, hắn thấp giọng nói: "Lâm Tây, ngươi muốn biết liên quan tới ta hết thảy sao? Đã từng phó Cẩm Hoành, hiện tại phó Cẩm Hoành. Hết thảy tất cả, ngươi nguyện ý biết sao?" Diệp Lâm Tây đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn: "Ta muốn. Liên quan tới cái này gọi phó Cẩm Hoành nam nhân hết thảy, nàng đều muốn giải." Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 74 Ta cổng không nổi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 74 Ta cổng không nổi Nắng chiều hào quang tại cái này biến trời ở giữa, rơi hạ tối hậu một tia dư vị. Phó Cẩm Hoành buông ra dịp lâm tây lúc, tuy có sóng biển ở bên, tiếng gầm dậy sóng, nhưng lòng dạ mang theo chưa bao giờ có an ninh trầm tĩnh, dường như liền kia chưa từng nguyện đề cập chuyện cũ lại nghĩ lên lúc, cũng mất như vậy kháng tự Phó Cẩm Hoành tốt nghiệp trung học về sau, ra nước ngoài học là trong nhà sớm định ra. Chỉ bất quá hắn mặc dù cũng không ở trong nước tham gia thi đại học, nhưng là hắn cũng không thích quốc tế ban không khí, bởi vậy vẫn như cũ còn lưu tại bình thường lớp. Về phần hắn bằng hữu bên cạnh, hơn phân nửa giống như hắn, thi đại học xong sau liền xuất ngoại. Chỉ có dịp tự thâm giống như hắn, Hai người không có ở quốc tế ban. Lớp 11 chia lớp về sau, hai người một làm ra khoa học tự nhiên ban lớp chọn cấp. Lớp chọn học tập áp lực lớn, huống mà còn có thi đại học đầu này áp lực tuyến tại, mỗi lần khảo thí đều giống như một cây roi da, xua đuổi lấy mọi người anh dũng hướng phía trước. Ngược lại là Phó Cẩm Hoành bởi vì thiên tư thông minh, học tập bên trên luôn luôn dễ dàng. Khoa học tự nhiên lớp chọn học sinh, nhìn như thiên tử kiêu tử thế nhưng là trong đó cũng không ít học vẹt học sinh. Ngồi ở Phó Cẩm Hoành trước bàn Tống Nam chính là một người trong đó. Phó Cẩm Hoành từ lớp 11 bắt đầu cùng Tống Nam ngồi chỗ ngồi trước sau, thế nhưng là hai người bình thường liền mấy câu đều chưa nói qua, Tống Nam chính là phổ thông cao trung nữ sinh, tướng Mạo Xuyên đều phổ thông, tính cách càng là khiếp nhược, chỉ có thành tích coi như là qua được. Mà Phó Cẩm Hoành nhưng là toàn trường đều chú ý người, đặc biệt là lớp 11 lúc hắn cùng dịp tự thâm hai người dẫn đầu đội bóng rổ, nhất cử cầm xuống toàn thành phố học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quán quân. Đây là nhất trung trường học sử thượng đệ nhất lần cầm tới người quán quân này. Về sau các lớp khác cấp nữ sinh thường xuyên mượn cớ trải qua lớp chọn ngoài cửa. Phó Cẩm Hoành mặc dù đối với những chuyện này tập mãi thành thói quen, dù là ngụy triệt bọn họ thường xuyên lấy chuyện này mà trêu ghẹo hắn. Hắn cái bàn bên trong thỉnh thoảng còn có không biết là ai vụng trộn nhét vào thư tình, nhưng là phó cẩm hoành đối với mấy cái này đều không có hứng thú gì, mỗi lần cũng không nhìn, chỉ là đưa đến người khác nhìn không thấy địa phương lại xé toan. Phó gia gia giáo rất tốt, bởi vì lấy nam y từ nhỏ dạy bảo, phó cẩm hoành thực chất bên trong mặt dù kiêu ngạo, lại trên mặt vẫn như cũ khiêm tốn. Cho dù là có nữ sinh trước mặt mọi người thổ lộ, hắn cũng nhiều lắm thì không mất ôn hòa cự tuyệt. Bởi vì những chuyện này, hắn không ít bị trò cười phó cẩm hoành có khi phiền bọn họ cũng sẽ trực tiếp một cước đá đi bất quá cũng chính là dạng này phó cẩm hoành cùng cái nào cái nữ sinh đi đều không gần hắn tốt nghiệp trung học liền muốn xuất ngoại cần gì phải đàm một trận không có gì tương lai yêu đương đơn giản là chậm trễ người khác cũng chậm trễ chính mình hắn không biết sự tình ban đầu là từ đâu mà thay đổi nhưng hắn lần thứ nhất đối với tống nam người này có ấn tượng là lần kia hắn tự học buổi tối không có bên trên đi tìm từ xế chiều liền chạy khóa ngụy triệt còn có dịp tự thâm hai người này coi trời bằng vung đã quen tại nhất trung dạng này nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn trường học cũng dám trốn học ai ngờ đến lúc đó còn không tìm được dịp tự thâm bọn họ ngược lại trông thấy ven đường xuyên đồng phục đang tại khóc trống người vẫn là nhất trung đồng phục một thân trắng xanh đang xen đồng phục tại đường đi trong dòng người phá lệ dễ thấy đối diện một bên khóc một bên vừa đi vừa về tìm được tự hồ là đang tìm thứ gì. Phó Cẩm Hoành nhiều nhìn thoáng qua, mới phát hiện thứ này lại có thể là Tống Nam. Sau đó hắn nghĩ tới buổi tối hôm nay Tống Nam tự như là tự học buổi tối xin nghỉ, chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được nàng. Tống Nam còn đang khóc, cuối cùng dứt khoát đứng tại bên đường dùng cánh tay che lớn khóc lên. Mặc dù Phó Cẩm Hoành cùng nữ sinh sẽ rất ít có giao lưu, nhưng đối phương đến cùng là mình bạn học cùng lớp, vừa khóc thành dạng này. Cuối cùng hắn vẫn là đi qua, nhẹ giọng hô nàng. Tống Nam. Thiếu nữ ngẩng đầu trông thấy hắn, nguyên bản khóc chính đại âm thanh, đột nhiên ngạnh ở. Phó Cẩm Hoành nhẫn nại tính tình hỏi. "Ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì sao?" Tống Nam vốn là khiếp nhược tính tình, cùng Phó Cẩm Hoành dạng này thiên chi kiêu tử ngồi trước sau bàn gần một năm, liền lời cũng không dám nói nhiều với hắn vài câu, sợ bị bạn học khác trông thấy truyền nhàn thoại lúc này nàng miếm môi, lời nói cũng không dám nói. Nàng cũng biết mình dạng này tính cách rất chán ghét, ở nhà lúc, nàng liền thường xuyên bởi vì tra hỏi không trả lời bị đánh. Cũng may phó cẩm hoành coi như có kiên nhẫn, chủ động hỏi. Là ném đi vật gì không? Tống Nam gật đầu. Là. Là. Quỷ lớp, nàng nghẹn ngào mở miệng, lại nói tiếp lại là khóc không thành tiếng. Ta đem quỷ lớp ném đi. Nguyên lai like Tống Nam hôm nay là đặc biệt xin phép nghỉ, ra cho trong lớp mua đồ. Phó Cẩm Hoành nguyên bản còn tưởng rằng nàng ném đi cái gì vật quý giá, không nghĩ tới chỉ là cái này, hắn buồn cười nói. Liền vì cái này. Cái này còn chưa đủ à. Tống Nam con mắt mũi đều khóc màu đỏ bừng, nàng vốn là tướng mạo phổ thông, lúc này trước hiển có chút chật vật. Nàng mất 800 khối quỷ lớp. 800 khối. Nàng điều kiện gia đình không tốt, tỷ đệ ba người, cha mẹ lệch sủng đệ đệ nhỏ nhất. Nàng mỗi cái tuần lễ tiền sinh hoạt chỉ có 100 khối, mỗi ngày muốn trong trường học ăn cơm, còn muốn đón xe về nhà. Ngẫu nhiên cần phải mua bản sách tham khảo, đều muốn động một tí bị khiển trách mắng một trận. Nàng học tập là tốt, nếu là đặt ở những khác trong gia đình, nàng hài tử như vậy hẳn là sẽ là cha mẹ kiêu ngạo đi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nàng sinh ở một cái trọng nam kinh nữ gia đình đệ đệ là cha mẹ mệnh căn tử, dù là lại ưu tú nữ nhi, cũng bất quá là bổ sung phẩm mà thôi. Chính là bởi vì dạng này, mới dưỡng thành tống nam loại này khiếp nhược tính cách. Lúc này ném đi 800 khối quỷ lớp, cơ hồ là nàng hai tháng tiền sinh hoạt. Nàng không thường nổi. Không dám trở về nói với lão sư, lại không dám cùng gia trưởng nói. Chỉ có thể trên con đường này vừa đi vừa về tìm. Phó Cẩm Hoành gặp nàng một bộ trời sập xuống bộ dáng, đáy lòng mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng là trên mặt nhưng như cũ như thường, phản mà ngữ khí rất tự nhiên hỏi. Mất nhiều ít. 8. 800. Cái này tại Tống Nam đáy lòng thiên văn sổ tự, giống như núi, chỉ muốn nhớ tới đến, đáy lòng đã cảm thấy nặng nề đến thở không nổi. Thở thiếu thời đợi, không chính là như vậy, có đôi khi nhỏ bé một sự kiện, chính là chồng ở trước mắt trùng trùng điệp điệp. Giống như vĩnh viễn không vượt qua nổi, vượt không đi. Phó Cẩm Hoành lần này không có lại cảm thấy buồn cười, hắn nhìn xem Tống Nam khóc lúc, thở dài một hơi. Rất nhanh, hắn tự mình trong túi sách xuất ra túi tiền. Không nhiều không ít, vừa vặn có 800. Hắn đưa tới giao cho Tống Nam lúc, đã nhìn thấy nàng một mặt dáng dấp khiếp sợ, còn lui về sau một bước, hắn lại đi trước đưa một chút. Lấy trước đi trên nệm, về sau có tiền trả lại cho ta là tốt rồi. Tống Nam đáy lòng lo sợ bất an, thế nhưng là lại nghĩ tới trước mắt khốn cảnh. Cuối cùng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí vươn tay nhận lấy. Về sau, ta sẽ trả cho, Tống Nam bóp lấy tiền trong tay, giống như là bắt lấy một tia cây cỏ cứu mạng, thấp giọng nói. Phó Cẩm Hoành, cảm ơn ngươi. Phó Cẩm Hoành tùy ý nói. Không cần cảm ơn. Rất nhanh, Phó Cẩm Hoành liền rời đi đi tìm dịp tự thâm bọn họ. Mà chuyện này, Đối với hắn mà nói, tựa như là một viên hòn đá nhỏ rơi trong hồ, rất nhanh liền bị quên. Thẳng đến 2 tháng về sau, hắn bàn đọc sách bên trong xuất hiện một cái phong thư, cũng không phải là trước đó rất nhiều nữ sinh đưa tới màu hồng phong thư, mà là rất phổ thông gia trâu phong thư. Bên trong chứa đồ vật, đột nhiên nắm lại đến liền không giống như là giấy viết thư. Cho nên Phó Cẩm Hoành mở ra nhìn thoáng qua, bên trong lại là 800 khối tiền. Còn có một tờ giấy phía trên liền hai chữ. Cảm ơn. Hắn thu được tiền về sau, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút chỗ ngồi trước mặt Tống Nam một chút. Cũng không để ở trong lòng. Cấp 3 sinh hoạt rất buồn tẻ, tất cả mọi người hướng phía cùng một mục tiêu lao tới, dù là phó cẩm hoành dạng này cũng không cần tham gia thi đại học người, đều bị dạng này không khí lây nhiễm. Mà một năm này, có người bay vọt tự nhiên là có người rơi xuống. Tống Nam tại mấy lần trong cuộc thi, dần dần lui bước, từ hơn 10 người thối lui đến hơn 20 tên, cuối cùng lại rơi xuống hơn 30 tên. Mỗi lần phát bài thi lúc, đầu của nàng liền hận không thể chôn ở bàn đọc sách bàn động. Thẳng đến có một lần, nàng quay người đem bài thi giao cho Phó Cẩm Hoành, hắn lại đột nhiên thoáng nhìn cổ tay nàng bên trên một đạo có thể thấy rõ ràng vết thương. Một đầu tinh tế thật dài tổn thương, vừa kết liễu vẫy. Giống như là đao cắt ra đến. Phó Cẩm Hoành nhất thời đáy lòng vi kinh, lại cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi. Ăn cơm buổi trưa, hắn cùng Diệp tự thâm bọn họ cùng một chỗ. Suy nghĩ hồi lâu vẫn là không nhịn được hỏi. Các ngươi nếu là thành tích trượt sẽ làm sao? Diệp tự thâm ở một bên thối túng ta. Thành tích trượt. Khi không tồn tại. Ta ngược lại thật ra có khả năng, bất quá trượt liền xuống trượt thôi, nhiều lắm là bị mắng một trận, chẳng lẽ lại thật đúng là để cho ta đập đầu chết, Ngụy Triệt chẳng hề để ý nói. Bọn họ đều xuất thân ưu Việt, thi đại học vốn cũng không phải là đường ra duy nhất. Lại không tốt, để trong nhà quyên tiền ra ngoại quốc trước danh giáo. Ai lại sẽ để ý lần một lần hai thành tích cuộc thi? Diệp tự thâm còn viện bờ vai của hắn hỏi. Thế nào, ngươi cuộc thi lần này bước lui? Không có, Phó Cẩm Hoành đưa tay nhấn xuống cái trán, có chút bất đắc dĩ nói ta chỉ là nghe nói, có ít người thành tích trượt, còn giống như sẽ từ tàn. Ngụy Triệt lập tức lai liễu kình. "Đừng nói, thật là có dạng này chúng ta lên một giới ngươi biết a, à, có cái học trưởng mỗi lần thi xong chỉ cần thành tích trượt, liền hướng trên người mình động dao." Loại chuyện này kỳ thật cũng không tính hiếm thấy. Phó Cẩm Hoành không nói chuyện, chỉ là đáy lòng thở dài một hơi. Hắn cũng không phải là lòng nhiệt tình đến mọi chuyện đều muốn quản người biết mỗi người đều có bí mật của mình dù là trong lúc vô tình phá vỡ người khác bí mật chỉ làm như không nhìn thấy là tốt rồi vì vậy đối với tống nam bí mật hắn dù đánh vỡ lại chưa nhiều lời dù sao đối với hắn mà nói tống nam bất quá là cái phổ thông hơn nửa bạn học liền quan hệ tốt ba chữ này cũng không bằng thẳng đến lần kia giữa trưa hắn vốn đã đi xuống lầu dưới lại bởi vì điện thoại không mang gãy quay trở lại trong phòng học không có một ai chỉ có hắn chỗ ngồi trước mặt nữ sinh kia còn chui đầu vào nơi đó. Nàng giống như tại nước nở. Phó Cẩm Hoành vốn không muốn xen vào việc của người khác, thế nhưng là ánh mắt liếc qua lại thoáng nhìn trong tay nàng cầm tiểu đao. Loại kia học sinh tiểu học mới có thể dùng thanh đao nhỏ. Không lớn, lại rất sắc bén. Quả nhiên, Phó Cẩm Hoành đi qua quăng lên cánh tay nàng, đã nhìn thấy tống nam trên cổ tay lại một đường máu me đầm đìa vết thương. Tống Nam cũng không nghĩ tới, trống rỗng trong phòng học sẽ lại có người vòng trở lại. Nàng giống như là bị đánh vỡ nhất chật vật không chịu nổi một mặt, lúc này khóc lên. Cái này vừa khóc, lại phản phất muốn đem hết thảy đều phát tiết ra. Ta quá ngu ngốc, cái gì đều học không tốt, thành tích một lần sau một lần hạ xuống lợi hại. Mẹ ta nói, nếu là ta thi không đậu một bản, liền để ta đi làm công, nàng sẽ không để cho ta học lại cũng sẽ không hoa tiền tiêu uổng phí lên cho ta vô dụng đại học luôn luôn nhát gan khiếp nhược thiếu nữ khi nhìn đến là phó cẩm hoành lúc đáy lòng giống như sụp đổ nàng sao có thể lại để cho hắn nhìn thấy mình như thế bộ dáng chật vật người đi hoang kỳ thật cũng không thể tương thông tựa như sinh ra liền phú quý trôi chảy phó cẩm hoành không thể rõ ràng vì cái gì mẫu thân của tống nam muốn như thế đối nàng nhất trung lớp chọn cái nào sợ không phải người nào đều có thể bên trên 985, 211 dạng này trường học, nhưng là đại bộ phận vẫn là không có vấn đề. Tống Nam mặc dù bây giờ thành tích trượt, nhưng là nàng so đại đa số vẫn là ưu tú rất nhiều. Mãi cho đến rất nhiều năm, Phó Cẩm Hoành đều đang nghĩ, nếu như năm đó hắn không có xen vào việc của người khác, không có kia một phần thiện niệm. Như vậy về sau hết thảy sẽ không sẽ khác nhau đâu. Hắn không biết hắn cũng vĩnh viễn không cách nào biết. Mà hắn lúc này, đứng ở cái này nhìn gánh chịu lấy áp lực thật lớn thiếu nữ trước mặt, vẫn là thấp giọng mở miệng. Ta xem qua ngươi bài thi, kỳ thật ngươi cơ sở rất vững chắc. Cũng không phải là cái gì đều học không tốt. Ngươi chỉ phải buông lỏng, đừng đem mình bức quá gấp, thành tích của ngươi liền sẽ tăng lên. Tống Nam, ngươi rất ưu tú, tin tưởng chính ngươi. Tống Nam hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, hắn có bình thường thiếu niên không có cao gầy dáng người, trường thân ngọc lập, ngũ quan tuấn giật, mang theo trong sáng thiếu niên khí. Cái nhìn này, tựa như vạn năm. Sau đó, Phó Cẩm Hoành tiến lên đem trong tay nàng tiểu đao lấy đi. Hắn thấp giọng nói. Loại vật này quá nguy hiểm, vẫn là ta đến ném đi đi. Từ chỗ này về sau, Tống Nam tự hồ tốt hơn nhiều, thành tích lại có tăng trở lại phó cẩm hoành gặp cánh tay nàng bên trên cũng không có lại tăng thêm mới vết tích cũng không tiếp tục nhiều lời vốn cho rằng hết thảy đều nơi này tựa như rất nhiều thanh xuân trong chuyện xưa phần cuối dù là liền phó cẩm hoành đều cảm thấy tống nam bất quá là hắn nhân sinh bên trong gặp được ngàn ngàn vạn vạn người trong một cái thẳng đến nước khác bên ngoài thư thông báo trúng tuyển xuống tới trong trường học gián đại tự báo bởi vì năm nay trong nước harvard trúng tuyển học sinh bất quá năm cái hắn chính là một cái trong số đó. Thế là toàn bộ trường học đều biết, nguyên bản liền trong trường học phong quan vô hạn Phó Cẩm Hoành, càng là danh tiếng vô lượng. Phó Cẩm Hoành mình đối với kết quả này sớm có đoán trước, ngược lại không có gì quá mức mừng rỡ. Bất quá cái khác cùng hắn giao hảo bạn học, nháo để hắn mời khách. Liền Phó Cẩm Hoành dạng này trầm ổn tính cách đều bị làm ầm ĩ không có cách, cuối cùng định ở cuối tuần mời bạn học ra đi ăn cơm cuối cùng hắn dứt khoát cũng gọi là bạn cùng lớp đại bộ phận đều ứng cuối tuần thời điểm tất cả mọi người đến phó cẩm hoành đặt trước địa phương đầu tiên là đi ăn cơm về sau lại có người đề nghị đi ktv chơi thế là mọi người lại cùng đi bên kia nửa đường phó cẩm hoành bị bọn họ làm ầm ĩ ra thanh tĩnh không nghĩ tới lại đụng vào ở bên ngoài tống nam tại nhìn thấy tống nam một cái chớp mắt phó cẩm hoành còn cười hỏi nàng làm sao không đi vào chơi. Hắn cùng nữ sinh quan hệ đều bình thường, Tống Nam bởi vì ngồi ở trước mặt hắn, xem như hắn bình thường tiếp xúc nhiều nhất nữ sinh. Tống Nam cúi đầu, một bộ không biết nên nói cái gì bộ dáng. Phó Cẩm Hoành thấy thế, còn tưởng rằng là câu hỏi của mình làm cho nàng xấu hổ, dứt khoát 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 tay, ra hiệu mình đi ra ngoài trước. Ai ngờ hắn vừa muốn quay người, Tống Nam đột nhiên gọi hắn lại. Phó Cẩm Hoành đại hắn quay đầu, đã nhìn thấy Tống Nam giống như mang theo chờ đợi nói. Ngươi có thể hay không chia ra nước? Phó Cẩm Hoành lộ ra vẻ giật mình, còn cho là mình là nghe lầm. Phó Cẩm Hoành, ngươi có thể hay không ở lại trong nước, lưu ở bên cạnh ta? Tống Nam nhìn qua hắn, giống như là đem dấu ở đáy lòng, rốt cục nói ra miệng. Lời này lại làm cho Phó Cẩm Hoành khiếp sợ. Hồi lâu, hắn mang theo xin lỗi nói. Thật xin lỗi hắn suy nghĩ hồi lâu, tự hồ mới nghĩ đến ôn hòa tìm từ, hắn thấp giọng nói. Có phải là ta trước đó cử động để ngươi hiểu lầm, đúng vậy, ta giải thích với ngươi. Phó Cẩm Hoành đối với chuyện như thế này luôn luôn quả quyết, cũng không thích cho hư vô mờ mịt hy vọng cho người khác. Huống hồ hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất ngoại. Tống Nam luôn luôn mở to hai mắt, tự hồ cũng không nghĩ tới mình sẽ tới như thế minh xác cự tuyệt, miệng nàng môi khẽ rung, hồi lâu, mới thất hồn lạc phách nói có thế là trước kia ngươi giúp ta ngươi cho ta mượn tiền ngươi còn an ủi ta ngươi nói ta ưu tú đúng không là ngươi chính miệng nói với ta ta hiện tại chỉ cần nghĩ đến ngươi đối với lời ta nói ta liền toàn thân tràn ngập lòng tin ta nhất định có thể thi đậu đại học tốt ngươi đối với ta tốt như vậy ngươi làm sao lại không thích ta đây kỳ thật ngày ấy tống nam bừa bãi nói với hắn rất nói nhiều có cẩm hoành nhìn xem nàng bộ dáng cảm thấy nàng rất đáng thương đáng thương cũng không phải là thích tựa như hắn đã từng trợ giúp nàng đồng dạng đều không phải thích chỉ là ra ngoài hắn không đành lòng và thiện tâm thế là cuối cùng hắn rất nghiêm túc nói thật có lỗi ta thật sự không thích ngươi hắn coi là dạng này kiên quyết nói rõ ràng đối với mọi người chỉ có chỗ tốt thế nhưng là hắn không nghĩ tới về sau hết thảy sẽ hướng hắn hoàn toàn không nghĩ tới phương hướng phát triển. Rất nhanh, ba thi thử thử bắt đầu rồi, kết quả lần này thành tích ra, Tống Nam bởi vì một chút rơi xuống lớp xếp hạng đếm ngược thứ năm, bị giáo viên chủ nhiệm gọi tới nói chuyện. Tự học buổi tối, Phó Cẩm Hoành liền nhìn xem Tống Nam một mực ghé vào trên bàn học. Tận tới đêm khuya muốn thả tiết học, nàng thu thập túi sách quay đầu nhìn thoáng qua Phó Cẩm Hoành, thấp giọng nói một câu. Phó Cẩm Hoành cũng không nghe rõ ràng, chỉ là trông thấy nàng giật giật miệng. Hắn không hỏi, bởi vì Tống Nam trực tiếp rời đi. Dù là quá khứ nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũ còn nhớ rõ cái kia âm trầm sáng sớm. Bầu trời mây đen dày đặc bao trùm lấy, giống như tùy thời muốn trở trời rồi sắc. Phó Cẩm Hoành ngồi nhà mình xe đến cửa trường học, đã nhìn thấy luôn luôn ngay ngắn trật tự cửa chính, thế mà bị người chặn lại cửa, cổng mười mấy người, có người trên đầu mang theo bạch lăng có người đang bị người đỡ lấy gào khóc còn có bên cạnh có gia trưởng đang thảo luận nghe nói hôm qua ba mô hình thành tích ra có học sinh về nhà liền xảy ra ngoài ý muốn ai nha chuyện gì xảy ra không biết nói là trong trường học bị buộc làm sao có thể nha dù là thành tích không có thi tốt cũng không trở thành như vậy đi khẳng định là bởi vì sự tình khác đi hiện tại những hài tử này a à một chút xíu việc nhỏ liền than thở người tiếc hận người đều có đến trong phòng học phó cẩm hoành liền thấy vốn nên nên đọc sách phòng học lúc này ồn ào vô cùng mọi người xem đứng lên đều rất tâm thần có chút không tập trung thẳng đến hắn sau khi ngồi xuống hắn ngồi cùng bàn đè ép thanh âm nói tống nam không có không có cái gì gọi là không có phó cẩm hoành đột nhiên nghĩ đến chặn lấy cổng đám người kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước trống trơn bàn cái kia trống rỗng bàn lúc này giống như là một cái lỗ đen thật lớn muốn đem hắn nuốt hết toàn bộ buổi sáng đều không có lão sư qua tới cho bọn hắn lên lớp trong lớp giống giống như chết yên tĩnh dù là bình thường nhất chuyên chú học sinh cũng bị mất chuyên chú lực thẳng đến có lão sư tới đem phó cẩm hoành gọi tới hắn được đưa tới phòng làm việc của hiệu trưởng nói là ở bên kia có người muốn theo hắn tâm sự đến bên kia hắn mới biết được muốn cùng hắn trò chuyện người là cảnh sát nhân dân bởi vì bọn hắn tại tống nam trong nhà tìm được một bản nhật ký bản bên trong ghi lại tất cả đều là liên quan tới hắn ngày đó xảy ra chuyện gì phó cẩm hoành không quá nhớ được hắn chỉ biết sự tình cuối cùng là tống nam cha mẹ mang theo thân thuộc vọt vào trường học tại nhìn thấy hắn lúc một mực chắc chắn là hắn đối với tống nam bội tình bạc nghĩa hại chết nàng đến mức đối phương nhào tới xé rách hắn lúc Phó Cẩm Hoành đứng tại chỗ không động. Hắn dạng này thiên chi kiêu tử, sống đến 18 tuổi xuôi gió xuôi nước, người trong nhà đừng nói nhục mạ, liền ngay cả một câu lời nói nặng đều ít có đối với hắn. Hôm đó, hắn liền đứng ở nơi đó, trơ mắt lấy đối phương một ngụm một câu, tự hồ muốn dùng nước miếng dìm nó chết. Đến mức hắn cãi lại câu kia ta không có, bị dìm ngập đang chửi mắng phía dưới. Cuối cùng vẫn là trong trường học tranh thủ thời gian xin cha mẹ của hắn tới, phó núi non dày đặc cùng Nam Y mới biết được chuyện gì xảy ra. Về đến nhà lúc, phó cẩm hoành một đường trầm mặt. Phó núi non dày đặc trong nhà khó thở, cho là hắn thật sự cùng Tống Nam yêu đương, mới đưa đến cái này cọc thảm sự, ngẩng đầu liền muốn đánh hắn. Lúc này phó cẩm hoành rốt cục lấy lại tinh thần. Nhất quán ôn nhu lãng diễm thiếu niên, rốt cục mở miệng nói. Ta không có. Hắn cùng Tống Nam, không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chưa hề, chưa hề, chưa hề đã cho nàng một tia đáp lại. Nam y sợ phó núi non dày đặc thật sự đánh hắn, thế là mau tới trước, cản ở phía trước để hắn hảo hảo nói rõ ràng. Thiếu niên lúc này trong lòng đã phân loạn đến cực điểm, hắn không rõ bất quá một buổi tối quan hệ, vì cái gì nên cái gì cũng thay đổi. Hắn lắc đầu, đem hắn cùng Tống Nam chỉ có tiếp xúc mấy lần nói cho cha mẹ. Nam y sau khi nghe xong, cảm thấy cuối cùng yên ổn nàng ôm phó cẩm hoành an ủi nói. Chỉ cần bọn họ tra rõ ràng, liền với ngươi không quan hệ. Không có việc gì. Có thế câu này an ủi cũng không có hiệu quả. Tống Nam cha mẹ không biết từ chỗ nào thăm dò được phó cẩm hoành gia thế, thế mà một mực chắc chắn là hắn hại chết Tống Nam, yêu cầu hắn bồi thường 2 triệu, nếu là không cho, liền mỗi ngày tới trường học bên trong náo, kéo hoành phi. Quả nhiên, người một nhà này giống như là hạ quyết tâm, mỗi ngày ở cửa trường học chờ lấy. Còn có không đến một tháng chính là thi đại học, bởi vì việc này, trong trường học những nhà khác dài cũng tiến oán than dậy đất, đều tại để trường học mau chóng giải quyết vấn đề này. Thế nhưng là dù là đồn công an tới, đem người mang vào trong cuộc cảnh sát, hôm sau phóng xuất, đối phương tiếp tục lại tới náo. Đến mức chuyện này vượt truyền càng lớn, cuối cùng huyên náo nhốn nháo. Các loại lời đồn tầng tầng tần lớp lớp, thậm chí còn có truyền là bởi vì nữ sinh bị làm bụng lớn lại từ bỏ, mới có thể nhất thời không ngờ rằng. Phó Cẩm Hoành một mực bị phó núi non dày đặt nhốt trong nhà, cũng không hứa lại đi trường học. Thẳng đến ngày đó Ngụy Triệt gọi điện thoại tới, nói dịp tự thâm tại cửa ra vào, cùng người nhà kia đánh nhau. Phó Cẩm Hoành lúc chạy đến, cảnh sát cũng đến. Mà dịp tự thâm khóe miệng bị đánh vỡ, còn đang chảy máu, một mặt khó chịu nhìn đối phương, thẳng đến phó cẩm hoành tới, hắn mới kinh ngạc nhìn xem hắn, quay đầu chỗ khác. Hắn thấp giọng mắng câu. Thảo, ai mẹ hắn gọi điện thoại đem ngươi gọi tới. Ngụy triệt cả giận. Đám súc sinh này bây giờ vì đòi tiền, thật sự cái gì nghiệp cũng có thể làm. Bọn họ vẫn là nữ sinh kia thân thích sao? Thế mà chủ động truyền cho nàng là bị người làm loạn mới nghĩ không ra. Nguyên lai like những người này một mực tại cổng ngăn đón đến trường học gia trưởng, bốn phía kể ra cái gọi là quan khuất. Diệp tự thâm cùng Ngụy Triệt bọn họ cũng đều biết sự tình ngọn nguồn, lúc đầu một mực không để ý cái này người nhà. Ai ngờ, buổi trưa hôm nay bọn họ cơm nước xong xuôi trở về, đi ngang qua cổng, lại nghe được bọn họ thế mà đang cùng ven đường các loại xe buýt người tại Tuyên Dương. Nhà mình đứa bé là thế nào bị người vứt bỏ sau nghĩ không ra? Trong ngôn ngữ dơ bẩn để cho người ta nghe không vô thế là dịp tự thâm nhất thời nhịn không được động thủ đánh người chính là hắn cái này con rùa đen rút đầu cuối cùng xuất hiện đối phương vừa nhìn thấy phó cẩm hoành xuất hiện bao bọc vây quanh hắn ta cho ngươi biết đừng tưởng rằng ngươi trốn đi liền không sao nhanh bồi thường tiền náo chết người ngươi còn không bồi thường tiền cẩn thận chúng ta tìm phóng viên lộ ra ánh sáng các ngươi một nhà ta nghe nói nhà các ngươi còn có rất lớn một công ty làm sao liền chút tiền ấy cũng không cho sao nghe đến đó đột nhiên phó cẩm hoành cũng cảm thấy hoang đường hắn mấy ngày nay trong nhà một mực đều đang nghĩ có phải là hắn hay không thật sự làm sai ngày đó tống nam cùng hắn thổ lộ lúc có phải là hắn hay không hẳn là lại ôn hòa chút không trực tiếp cự tuyệt nàng lại hoặc là hắn dứt khoát đợi đến nàng thi đại học kết thúc lại nói rõ ràng muốn là như thế này sẽ có hay không có thay đổi nhưng là hôm nay hắn đứng ở chỗ này, mới phát hiện, nguyên lai người nhà của nàng tịnh không để ý sinh tử của nàng, nàng bất quá chỉ là bọn hắn mang khỏa đòi tiền tài công cụ. Thậm chí đối với bi kịch của nàng, những người này còn không kịp hắn suy nghĩ nhiều. Nguyên bản phó cẩm hoành đáy lòng những cái kia ấy nấy cùng ấy nấy, tại thời khắc này hóa thành lạnh lẽo cứng rắn. Hắn mặt không biểu tình nhìn lên trước mặt hùng hổ dọa người một đám người, lạnh lùng nói ta cùng Tống Nam không có quan hệ, cảnh sát đã điều tra rõ rõ ràng ràng. Các ngươi bất quá là đánh lấy nàng ngụy Trang đến nháo sự đòi tiền thôi. Các ngươi loại người này, nhà chúng ta sẽ không cho một phân tiền. Khi thiếu niên này, còn có mấy phần ngây thơ chính khí. Tống Nam tại nguyên sinh trong gia đình qua nhiều không như ý, hắn có lẽ cũng không thể hoàn toàn rõ ràng. Nhưng là tối thiểu nhất, hắn không muốn để cho nàng thành bọn họ cuối cùng vơ vét của cải công cụ cuối cùng lại là nháo đến đồn công an, phó núi non dày đặc để luật sư tới đem mấy người bọn hắn nhận trở về. Phó Cẩm Hoành cũng không tính lại để ý tới những này, thậm chí còn đang hỏi luật sư, nếu là những người này còn một mực nháo sự, có thể hay không cáo bọn họ phỉ bán. Hắn ấy nấy cùng tiếc hận, cũng không phải là muốn dùng tại những người này trên thân. Có thế mấy ngày kế tiếp, Phó Cẩm Hoành thế mà nghe dịp tự thâm bọn họ nói, cái này người nhà mấy ngày đều không đến trường học, tự hồ không định tiếp tục nháo sự hắn coi là đây hết thảy dừng ở đây cho đến hắn đi ngang qua cửa thư phòng nghe được không đóng chặt cửa phòng nam y nói được rồi coi như dùng tiền tiêu tay thôi đi chúng ta mau chóng đưa a hành xuất ngoại ta không nghĩ lại để cho chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình của hắn phó núi non dày đặc ngươi cùng hắn đi nước mỹ ở một hồi đi nam y hay là hỏi lần này cho tiền người nhà kia sẽ không lại đến náo loạn đi ta đã bàn giao luật sư ký hiệp ước nếu như bọn họ thu tiền dám lại náo ta liền để bọn hắn chịu không nổi nam y thở dài ta không nghĩ tới bọn họ lại còn dám đến công ty cổng kéo hành phi đối với công ty không có tạo thành ảnh hưởng gì a à? dùng tiền tiêu tai đột nhiên phó cẩm hoành đầu óc thình thịch nhảy cuối cùng tại hắn đẩy cửa phòng ra lúc đột nhiên nổ tung ai bảo các ngươi cho đám người kia tiền phó cẩm hoành tay cầm tay cầm cái cửa đang khi nói chuyện bởi vì giận dữ ngực miệng không ngừng phập phồng nam y không nghĩ tới sẽ bị hắn nghe được lập tức đi tới trấn an a à hành ngươi nghe mụ mụ nói nói cái gì phó cẩm hoành hất ra bàn tay của nàng tối như mực con ngươi nhìn chằm chằm nàng các ngươi không tin ta không tin hắn không có quan hệ gì với tống nam Nam Y hoảng loạn nói. Dĩ nhiên không phải, chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Tin ta vì cái gì còn muốn cho bọn hắn tiền. Bởi vì đây là tiền có thể giải quyết vấn đề, phó núi non dày đặt đứng tại bàn đọc sách về sau, ánh mắt trầm ổn nhìn qua hắn. Cẩm hoành, chúng ta làm gia trưởng đương nhiên tin tưởng ngươi, nhưng là hiện tại những người này rõ ràng đã ảnh hưởng đến ngươi, đã bọn họ muốn tiền, liền đưa tiền đuổi bọn họ tốt. Đây là nhanh nhất biện pháp giải quyết. Tại phó núi non dày đặc xem ra, tín nhiệm hắn cùng đưa tiền cũng không xung đột. Đám người kia hắn cũng đã gặp, tựa như là trong bệnh viện y náo đồng dạng, bất quá chỉ là vì tiền. Huống hồ đám người này như thế trong trường học kéo hành phi, rất dễ dàng ảnh hưởng sắp thi đại học học sinh, cho nên lãnh đạo trường học cũng tìm bọn họ thương lượng, nói là trường học nguyện ý ra một nửa tiền. Dù sao thi đại học sắp đến, trường học cũng sợ lại sai lầm phó cẩm hoành con mắt bị thất vọng một chút xíu bao trùm lấy rốt cuộc hắn thất vọng lắc đầu các ngươi đưa tiền đuổi bọn họ nhưng ta thành cái gì bọn họ biết xài tiền không phải liền là nói cho người khác biết tống nam cùng hắn có quan hệ thế nhưng là dựa vào cái gì dựa vào cái gì muốn để hắn gánh vác lấy đây hết thảy cũng bởi vì hắn còn sống cũng bởi vì hắn đã từng bị thích cho nên liền xứng đáng vì đây hết thảy phụ trách sao hắn lắc đầu, lại cảm thấy buồn cười nhìn lên trước mắt cha mẹ. Các ngươi nghĩ tới, ta thành cái gì sao? Phó núi non dày đặc. Hiện tại là lòng dạ đàn bà thời điểm sao? Ngươi cho rằng hơn một năm hai năm, người khác còn nhớ rõ chuyện này sao? Người khác không nhớ rõ, thế nhưng là ta nhớ được. Phó Cẩm Hoành nhìn chầm chầm hắn. Hồi lâu, hắn đột nhiên suy sụp tinh thần gục đầu xuống. Hắn thấp giọng chán nản nói các ngươi bất quá là quan tâm công ty thôi các ngươi sợ chuyện này ảnh hưởng đến công ty danh dự mà thôi cái kia một mực kiêu ngạo thiếu niên tại cái này từng tất từng tất yên tĩnh một chút xíu bẻ sống lưng của hắn từ xảy ra chuyện đến bây giờ hắn cũng sẽ nhịn không được đang tìm mình khuyết điểm cảm thấy mình có lẽ làm tiếp tốt một chút điểm có lẽ có thể vãn hồi thứ gì có thế dạng này tự trách thật là đáng sợ giống như là lỗ đen muốn đem hắn toàn bộ nuốt hết cho nên về sau hắn một mực cố gắng nói với mình, hắn làm không sai. Mặc dù nữ hài kia bi kịch rất đáng tiếc, thế nhưng là thật sự không có quan hệ gì với hắn. Là không sao chứ? Nửa đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ lúc, hắn liền trợn tròn mắt, như thế từng lần một nói với mình. Hắn đã làm thật tốt. Không ai có thể trách cứ. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn tất cả kiên trì đều hóa thành hư không. Thẳng đến cuối cùng, hắn mở miệng này thanh âm dạng thấp lại nhẹ. Các ngươi làm như vậy, là đem tống nam chết vác tại trên người ta. Các ngươi, là để cho ta trên lưng một cái mạng. Ta cổng không nổi. Diệp lâm tây quay đầu nhìn qua người bên cạnh, trong xe an tĩnh rất lâu. Giờ phút này mặt trời đã triệt để rơi xuống, đêm nay trùng điệp mây mù che đậy, ánh trăng đến nay chưa thò đầu ra, chỉ có cách đó không xa bên bờ biển bên trên ánh đèn, xa xa chiếu vào. Hắn cho tại trong xe ẩn ẩn có thể thấy rõ. Diệp Lâm Tây thân tay nắm lấy bàn tay của hắn, nàng không biết nên nói cái gì. Phản phất có thiên ngôn vạn ngữ có thể an ủi hắn. Nói cho hắn biết không quan hệ, hết thảy đều quá khứ. Lại hoặc là nói, nàng biết những chuyện kia không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng là nàng hảo tâm đau. Những cái kia toàn tâm khắc cốt khổ sở cùng đau lòng, lúc này tiến vào thân thể của nàng từng lần một soát qua trái tim của nàng, nàng dương nhẹ lấy môi, giọng điệu ý đồ dễ dàng nói: Ta thật muốn cũng có một cái đo Raemon. Thế nhưng là tiếng nói vừa ra lúc, còn có một viên nước mắt theo khóe mắt nhỏ xuống. Dù là nàng có xuyên qua thời không năng lực, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản hắn nhận tổn thương. Nàng thiếu niên đã từng bị nghiền nát kiêu ngạo, nguyên lai like đã từng phó cẩm hoành, hiện tại phó cẩm hoành là trải qua như thế rút gân lột xương trưởng thành. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75 Chân chính tình cảm, cũng không phải là liên lụy, cũng không phải gánh nặng, mà là chữa trị. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 75 Chân chính tình cảm, cũng không phải là liên lụy, cũng không phải gánh nặng, mà là chữa trị có Cẩm Hoành quay đầu nhìn qua trên ghế lái người, rõ ràng chung quanh đen kịt một màu, liền ánh trăng đều không có, thế nhưng là hắn lại rõ ràng trông thấy trong mắt nàng xúc lấy minh nhuận thủy quan, còn có kia một nhỏ xuống nước mắt. Hắn trở tay đem tay của nàng nắm ở lòng bàn tay, bàn tay của nàng như thế tinh tế mềm mại. Hắn khàn giọng nói, Lâm Tây, ta đã nói với ngươi những này, không là muốn cho ngươi khổ sở. Đợi thân thể của hắn hơi đổi, một cái tay khắc khoác lên dịp lâm tây sau đầu đưa nàng nhẹ nhàng hướng phía trước một vùng xích lại gần chính mình môi của hắn dán tai của nàng tóc mai hồi lâu lại nhẹ giọng mở miệng ta chỉ là muốn nói với ngươi mà thôi đè ép đáy lòng bất tri bất giác lại tất nhiều năm như vậy bên người cũng có cởi mở bạn bè thế nhưng là bọn họ đều là nam nhân dạng này bất đắc dĩ lại xoắn suýt tâm tư nói nhiều rồi liền chính hắn đều sẽ cảm giác đến có phải hay không là mình quá mức hẹp hòi. Huống hồ hắn xưa nay không là cái có thế cùng người mở rộng cửa lòng người. Những này quá khứ, hắn cho tới bây giờ chỉ ép ở trong lòng. Vốn cho rằng thời gian cuối cùng sẽ để cho hết thảy đều tái nhật, quên lãng, có thế là có chút sự tình, dù là lại nhớ lại, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Diệp Lâm Tây ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi không sai nàng thanh âm tuy nhỏ, lại phá lệ kiên định. Ngươi chỉ là làm chuyện nên làm, lương thiện cũng không sai. Sai, chỉ là gắt gao bắt lấy phần này lương thiện, cuối cùng lại hãm hắn vào bất nghĩa kia phần bướng bỉnh cùng tuyệt vọng. Đối với cái kia gọi tống nam nữ hài, Diệp Lâm Tây cũng không muốn nhiều lời. Người chết như đèn diệt. Có lẽ đối với nàng tới nói, hết thảy đều theo nàng rời đi kết thúc. Nàng cũng cũng không biết người sống, bởi vì nàng bị bao nhiêu tội diệp lâm tây hỏi đây chính là ngươi về sau một mực không quá về nước nguyên nhân năm đó nàng còn kỳ quái rõ ràng ca ca cũng xuất ngoại đọc sách vì cái gì hắn hàng năm đều sẽ về nước mấy lần phó cẩm hoành lại là vừa xuất ngoại liền mấy năm chưa về vừa mới bắt đầu ta đối với quyết định của bọn hắn rất không có thể hiểu được cho nên không bằng mắt không thấy tâm không phiền dứt khoát không trở lại phó cẩm hoành giọng điệu bình thản nói bây giờ hắn có thế dễ dàng đem câu nói này nói ra miệng nhưng mà năm đó lại là như vậy thất vọng diệp lâm tây ừ một tiếng nàng nói nếu là ta chỉ sợ sẽ càng tức giận rõ ràng mình chưa từng có sai lại muốn không khỏi trên lưng trách nhiệm như vậy bị không rõ chân tướng người biết sẽ chỉ coi là phó gia là vì ban phó cẩm hoành bãi bình mới tốn tiền sự tình ngày hôm nay ta sở dĩ về nhà cùng mụ mụ nổi giận là bởi vì ta phát hiện nàng cùng người nhà kia lại gặp mặt, phó cẩm hoành nhất quán là làm quyết sách người kia, hắn sẽ rất ít có dạng này cùng người khác thổ lộ hết thời điểm. Bởi vậy một câu còn chưa nói xong, hắn liền dừng hồi lâu. Nửa ngày, hắn mới tiếp lấy còn nói. Đối phương đang cùng Hoa Khang có quan hệ công ty đi làm, lần này mạng lưới dư luận rất có thể chính là nàng nhất lên, kết quả nàng còn lừa gạt mẹ ta nói có thể giúp ta. Dường như giận dữ hắn lại thấp giọng nói. Nàng tính là thứ gì, có tư cách giúp ta? Diệp Lâm Tây vô ý thức nói. Tống Nhân. Phó Cẩm Hoành bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Ta một mực không có cùng ngươi thẳng thắn, là bởi vì ta trước đó cũng không biết người này có quan hệ gì tới ngươi. Diệp Lâm Tây tranh thủ thời gian giải thích nói, trước đó ta cùng lập hạ các nàng đi quy ninh chùa dân hương sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? chính là lần kia ta đang nghe giảng thiền lúc gặp nàng diệp lâm tây vẫn là không có đem tống nhân nói cho nàng biết cái kia cố sự nói cho phó cẩm hoành nghe nói đơn giản chính là để phó cẩm hoành càng thêm tức giận ngược lại là phó cẩm hoành phá lệ bình tĩnh hỏi nàng cùng ngươi nói cái gì diệp lâm tây lắc đầu cũng không có gì chính là nói một chút chỉ tốt ở bề ngoài về sau ta lại tại pháp viện bên ngoài gặp qua nàng chính là cố khải cái kia cạnh nghiệp hạn chế bản án bây giờ xem ra tống nhân đúng là hướng lấy bọn hắn đến phải nói là nàng người sau lưng hướng về phía vân khởi khoa học kỹ thuật đến trên thương trường sự tình vốn là tràn ngập ngươi lừa ta gạt ta tốt nghiệp về sau ở lại nước ngoài làm việc qua mấy năm thỉnh thoảng sẽ tham gia người hoa yến hội có một lần liền gặp được mấy cái mới từ trong nước đến giao lưu học sinh một người trong đó chính là tống nhân Phó Cẩm Hoành giọng điệu không vội không buồn, giống như vừa rồi nhất lên nộ khí đã qua, hắn nói: "Về sau chúng ta lại ngẫu nhiên gặp mấy lần." Bởi vì tống nam sự tình, Phó Cẩm Hoành đối với bên người nữ tính đều cự chi rất xa. Dù là đối phương thật sự gặp được cái gì khó xử, hắn cũng là để người khác hỗ trợ, tình nguyện làm cho tất cả mọi người cảm thấy mình là cái bất cận nhân tình lạnh lùng người. Một khi bị cắn, giống như liền lương thiện loại vật này Đều hận không thể ném đi. Tống nhân đúng là cái am hiểu đánh động nhân tâm cô nương, tướng mạo không sai, lại làm người thương yêu yêu, rất mau đánh tiếng hắn việc xả giao. Thậm chí còn cùng hắn một người trong đó bạn bè kết giao. Bởi vậy Phó Cẩm Hoành cũng không xem nàng như thành tiếp cận mình người. Dù sao hắn cũng không trở thành coi là khắp thiên hạ nữ nhân, đều hướng về phía hắn đến. Ngẫu nhiên tại bạn bè tụ hội bên trên gặp phải, cũng chỉ là sơ giao thẳng đến lần kia bọn họ tập thể đi trên hải đảo lữ hành, đám người nói chuyện phím nói lên trong nước, Phó Cẩm Hoành mới biết được Tống Nhân là Bắc An người. Kỳ thật nàng cùng Tống Nam gián dấp cũng không tính giống, Tống Nam tướng mạo phổ thông đánh liên tục đóng vai đều lộ ra quê mùa, thế nhưng là Tống Nhân tướng mạo xuất chúng, liền tức giận chất đều tự nhiên hào phóng, hoặc nhìn là xuất thân tốt đẹp gia cảnh. Lần kia biết nàng là Bắc An Nhân chi về sau, tâm ta ngọn nguồn luôn có loại không khỏi cảm giác, cho nên ta cũng làm người ta ở trong nước ra xét tống nhân bối cảnh. Phó Cẩm Hoành ít hầu hơi lăng, thanh âm ngầm câm nói. Quả nhiên, nàng thật là tống nam muội muội. Diệp Lâm Tây không nghĩ tới, tống nhân cùng hắn ở giữa, còn có một đoạn như vậy quá khứ. Nàng nhịn không được bắt lấy bàn tay của hắn, thấp giọng nói. Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng cũng cho là nàng tỷ tỷ là ngươi hại chết? Không phải. Phó Cẩm Hoành giọng điệu rất nhẹ. Đại hắn quay đầu, ánh mắt từ trước xe cửa sổ nhìn ra phía ngoài bầu trời đêm, đối diện là nguyên một phiến mặt biển, vào ban ngày xanh thẳm hải vực tại lúc này bị nhuộm thành mặt sắc, trên biển vô phong, mặt biển lộ ra phá lệ bình tĩnh. Phó Cẩm Hoành còn nhớ đến lúc ấy, Tống Nhân cùng hắn nói chuyện lúc bộ dáng, nàng ngửa đầu, bộ dáng sợ sợ nói: "Ta đối với ngươi thật không có ác ý, ta chỉ là muốn đến xem tỷ tỷ của ta thích người." hắn bây giờ dù tính tình ngày càng lạnh lùng động lòng người tính cách thay đổi cũng không phải là một sớm một chiều so với rất nhiều sống an nhàn sung sướng phú nhị đại hắn là như thế ôn nhã sơ lãng đứng tại trong đám người dễ thấy quá phận phó cẩm hoành nghe nói như thế ánh mắt dần dần thả mềm hồi lâu hắn nữa là thở dài nhìn qua nàng ngươi bây giờ nhìn thấy ta là cảm giác gì tống nhân không nghĩ tới vẫn đối với nàng lễ phép xa cách nam nhân thế mà lại dùng loại này giọng điệu nói chuyện với nàng. Có lẽ là bởi vì ngày đó là trời tuyết rơi, bên ngoài cảnh tuyết quá ôn nhu. Tại nhìn thấy người đàn ông này ôn nhu lúc, nàng đáy mắt một mực thu liễm rất tốt thích, ngay ở một khắc đó phóng thích. Nàng vẫn cảm thấy mình không giống, nàng vốn là so tống nam thông minh, so tống nam xinh đẹp. Dù là coi như tại tống gia cái kia trọng nam kinh nữ gia đình, nói ngọt nàng đều so chất phát không biết nói chuyện tỉ tỉ càng làm người khác ưa thích thậm chí về sau nàng dựa vào cố gắng của mình có xuất ngoại giao lưu cơ hội nàng cũng không nghĩ tới mình thế mà lại gặp được phó cẩm hoành tại lần kia trên yến hội nghe tới hắn gọi phó cẩm hoành lúc tống nhân đúng là kinh ngạc thật lâu cả một cái ban đêm đều đang ngó chừng hắn mặc dù người có trùng tên nhưng là phó cẩm hoành cái tên này cũng ít khi thấy huống hồ về sau nàng hơi hỏi thăm một chút liền biết gia thế hắn không tầm thường, du học sinh vòng tròn bên trong đều biết. Lúc đầu gặp phải hắn chỉ là ngoài ý muốn, nhưng là sau tới tiếp xúc về sau, mỗi lần trông thấy ánh mắt đều không thể từ trên người hắn dịch chuyển khỏi. Nàng thấp giọng nói: "Ngươi thật sự rất tốt, ta đối với ngươi." Buồn nôn. Nàng lời còn chưa nói hết, liền nghe đến trước mặt lạnh lùng đến cực điểm. Đợi nàng lại ngẩng đầu nhìn qua Phó Cẩm Hoành, trên mặt hắn không có chút nào vừa rồi ôm nhu, giống như kia là ảo giác của nàng, bởi vì hiện tại thay vào đó, là vô tận chán ghét. Hắn nhìn qua Tống Nhân nói, tỷ tỷ ngươi nàng là cái người đáng thương, mà các ngươi người một nhà này, chỉ làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Nói xong, hắn liền một giây đồng hồ đều không muốn cùng loại người này ở cùng một chỗ. Diệp Lâm Tây nghe xong, hít sâu một hơi, nàng biết trên đời này, người có ngàn ngàn vạn vạn loại, nhưng là nàng xác thực chưa thấy qua sao tống nhân loại người này còn muốn càng khiến người ta chán ghét bọn họ người một nhà này tính là gì phó cẩm hoành đột nhiên cười nhẹ một tiếng giống như là trào phúng người một nhà này quả nhiên là buồn cười và trận chiến đấu lấy nữ nhi một bản nhật ký muốn tiền tiểu nhân cầm nhật ký nói muốn phải biết hắn diệp lâm tây cắn môi nửa ngày mới nói nguyên lai là dạng này khó trách lúc trước ngươi nói như vậy nguyên lai năm đó hắn tự nhủ như vậy là bởi vì dạng này bị dạng này một gia đình cuốn lấy giống như giòi trong xương lại còn thoát không nổi dù là đến nước ngoài đối phương lại còn bởi vì quyển kia cái gọi là yêu đương nhật ký cố ý đến gần hắn diệp lâm tây chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy sợ nổi da gà có lẽ tống nhân ngay từ đầu gặp phải phó cẩm hoành đúng là cái ngoài ý muốn thế nhưng là nàng biết rõ phó cẩm hoành là ai, biết rõ tống gia đối với hắn làm qua cái gì, nhưng vẫn là tại về sau cố ý tiếp cận hắn. Loại này không hiểu thấu thích, bất kể là ai đều cảm thấy buồn nôn đi. Đột nhiên, phó cẩm hoành quay đầu nhìn qua nàng. Ta lúc đầu nói cái gì? Diệp lâm tây khẽ giật mình. Nàng trầm mặt hồi lâu, có lẽ là đêm nay hai người như là muốn triệt để đem mình xé ra, sạch sẽ lộ cho đối phương nhìn. Cho nên chậm một chút, nàng thấp giọng nói. "Ngươi có nhớ hay không, ta lúc lên đại học, có một năm lễ giáng sinh ca Ka ca ta để ngươi cho ta đưa quà giáng sinh." Phó Cẩm Hoành trầm mặt gật đầu. "Kỳ thật đêm hôm đó, ta đi ngươi khách sạn chờ ngươi, ta." Diệp Lâm Tây giống như là khó mà mở miệng, thế nhưng là tim bị ngăn chặn cái chỗ kia đã càng ngày càng lỏng, thẳng đến nàng chậm rãi mở miệng. "Ta muốn gặp ngươi." Dù là Phó Cẩm Hoành biết nàng bây giờ đối với tình cảm của hắn. Thế nhưng là hắn không biết là tại hắn thích nàng cực kỳ lâu trước đó, nàng liền đã thích hắn. Nàng yêu hắn, so với hắn biết đến còn muốn lâu rất nhiều. Sau đó thì sao? Thanh âm hắn ngầm tâm hỏi. Diệp Lâm Tây giờ phút này lại nghĩ lên đêm ấy, không còn có như thế tê tâm liệt phế, bởi vì nàng biết hắn trải qua cái gì, sau đó ta đã nói với ngươi, ta đợi ngươi một buổi tối còn có đây này. Diệp Lâm Tây cũng không muốn nói cho hắn biết, đêm đó hắn say lúc đã nói, bởi vì những cái kia đều đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nàng bây giờ nghĩ nói. Nàng ngẩng đầu thẳng tắp nhìn qua hắn, thấp giọng nói. Phó Cẩm Hoành, mặc dù trễ rất lâu, ta vẫn là muốn đem đêm đó nghĩ muốn nói với ngươi, nói cho ngươi. Phó Cẩm Hoành nhìn chầm chầm nàng. Tốt, ngươi nói. Diệp Lâm Tây. Kỳ thật ngồi tại quán rượu kia trong đại đường, ta liền suy nghĩ, cái này nhất định là ta thích nhất lễ Giáng sinh. Bởi vì cái này lễ Giáng sinh, ta có thể gặp đến ngươi. Ân. Ừ. Ta. Diệp Lâm Tây nhìn qua trong bóng tối mặt mày của hắn hình dáng, đột nhiên nước mắt ý xông lên đầu. Ta rất sớm đã thích ngươi. Kỳ thật ngươi trước kia tới nhà lúc, ta không biết nhiều vui vẻ, ta luôn luôn vụng trộn đi phòng bếp để A-di cho các ngươi cắt hoa quả, dạng này ta bưng quá khứ cho ngươi cùng ca ca lúc liền có thể nhìn ngươi một chút đã từng như thế thận trọng thích tại thời khắc này nàng đều muốn nói cho hắn ngươi nhìn ngươi chính là người như vậy đáng giá tất cả thích phó cẩm hoành cho nên những này đều với ngươi không quan hệ dù là kiêu ngạo như diệp lâm tây dạng này cô nương đã từng có mong mà không được thời điểm chỉ là khi đó nàng liền rõ ràng nàng thích chỉ cùng chính nàng có quan hệ cùng phó Cẩm Hoành không hề quan hệ. Nàng khao khát hắn đáp lại, nhưng là nếu như không chiếm được, cũng bất quá là thất vọng cùng khổ sở thôi. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Nàng chưa hề ý đồ dùng mình phần này thích đi bắt cóc hắn. Ta cho ngươi biết những này, không phải là muốn ngươi đối với ta ấy nấy, ta chính là muốn nói cho ngươi, bất kỳ người nào đều không nên bị bắt cóc, ngươi không làm sai bất cứ chuyện gì ngươi chỉ là không thích mà thôi. Ngươi không thích, cho tới bây giờ đều không sai. Nàng nói xong lời cuối cùng lúc, trước đó còn có chỗ đáp lại phó cẩm hoành, triệt để yên tĩnh trở lại. Tự hồ dạng này quá khứ, cũng làm cho hắn không cách nào lập tức mở miệng. An tĩnh lại trong xe, chỉ còn lại tiếng hít thở của bọn họ. Bên ngoài gió biển dần dần lên, sóng biển đập bên bờ, thanh âm thao thao bất tuyệt. Đã từng bọn họ đều không muốn nhớ lại quá khứ, bị liều mạng che giấu tại thời gian hạ ý đồ quên ký ức, bây giờ lại nhớ lại lúc, lại không phải như thế tối nghĩa cùng khổ sở. Giờ khắc này, khi đoạn ép tại trong đáy lòng bọn hắn như như cự thạch quá khứ, đều theo cái này từng tiếng sóng biển, dần dần hòa tan. Trải qua nhiều năm không cách nào dịch chuyển khỏi nặng nề, rốt cục, hoàn toàn biến mất. Hồi lâu, Phó Cẩm Hoành bàn tay ấm áp phủ tại trên gương mặt của nàng, theo khí tức của hắn dần dần vần quanh ở chung quanh. Diệp Lâm tây môi, bị nhẹ nhàng hôn. Cái này không mang theo bất luận cái gì tình dục. Sắc thái hôn, đơn thuần mà ôm nhuyễn. Phản phất là tại đối đãi trên đời này nhất bảo vật trân quý. Hắn hoa hồng nhỏ. Phó Cẩm Hoành bởi vì đã từng quá khứ một mực kháng cự cái gọi là tình cảm, dù là cùng Diệp Lâm Tây kết hôn, cũng bất quá là bởi vì kia một phần không ghét không kháng cự mà đồng ý. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được nguyên lai like chân chính tình cảm, cũng không phải là liên lụy, cũng không phải gánh nặng, mà là chữa trị. Lâm Tây, ta yêu ngươi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 76 Đời này, đều không cần nhìn chằm chằm chồng của người khác. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 76 Đời này, đều không cần nhìn chằm chằm chồng của người khác chúng ta rời đi nơi này đi. Đột nhiên Diệp Lâm Tây quay đầu nhìn qua bên người Phó Cẩm Hoành, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, thế mà một chút biến thành hiện đang điên cùng nghĩ việc cần phải làm. Diệp Lâm Tây con mắt lóe sáng. Không phải đều nói, chúng ta trong đời tổng hẳn là đến một trận, nói đi là đi lữ hành. Phó Cẩm Hoành bị nàng cái này thiên mã hành không thuyết pháp chọc cười. Hắn hỏi. Ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Ta đến an bài không muốn diệp lâm tây không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nàng nói lần này để ta quyết định nói xong nàng coi là thật phát động xe kỳ thật nàng cũng xác thực chưa nghĩ ra nàng chính là cảm thấy lúc này không muốn để cho phó cẩm hoành lại đầu nhập trong công việc mặc dù gửi gắm tình cảm làm việc xác thực có thể quên rất nhiều chuyện nhưng ở hắn nói xong công việc bề bộn như vậy về sau nàng thật sự muốn mang hắn đi một cái ai cũng tìm tới bọn hắn địa phương dù sao công ty nhiều người như vậy tại, dù là hắn không đi công ty 3 năm ngày, cũng sẽ không có chuyện gì chứ. Phó Cẩm Hoành vẫn thật là dung túng lấy nàng, nàng nói đi liền thật sự đi. Trời đất bao la. Không bằng đi đến vừa đi. Phó Cẩm Hoành nói. Ta không mang hộ chiếu. Hộ chiếu của hắn đồng dạng đều là Tần Chu Thu, bởi vì xuất ngoại sự tình đều là Tần Chu làm. Diệp Lâm Tây. Không cần đến. Phó Cẩm Hoành. Chúng ta đều không mang đổi giặt quần áo. Diệp Lâm Tây. Mua. Phó Cẩm Hoành. Ngươi xác định mình có thể quen thuộc. Kỳ thật hắn ngược lại là có thể nhẫn nại, dù sao hắn thường xuyên đi công tác, thỉnh thoảng sẽ có chỗ không thích hợp, chính hắn cũng có thể nhịn thụ. Thế nhưng là Diệp Lâm Tây cô nương này, bắt bẻ lại yếu ớt, ăn mặc chi phí không chỉ có muốn tốt, còn muốn đỉnh cấp huống hồ phó cẩm hoành trước đó ký qua giấy tờ đều nói cho hắn biết hắn cưới thái thái cũng sẽ không là cái sẽ đem liền diệp lâm tây đương nhiên có thế quen thuộc đã nàng đem khoác lát đều buông xuống phó cẩm hoành dứt khoát tùy ý nàng lái xe bất quá mở một khoảng cách về sau vừa vặn gặp được một cái cửa hàng diệp lâm tây ngầm thầm thở vào nhẹ nhõm còn tốt nhà này cửa hàng xem như cái khu vực này bên trong không tệ một tầng cùng tuyệt đại đa số cửa hàng đồng dạng mở đều là đồ trang điểm quầy chuyên doanh trên thị trường ít có hàng hiệu tử ở chỗ này cũng còn có thế trông thấy diệp lâm tây dừng xe về sau đi vào mua đồ nàng còn cường điệu nói chỉ là vừa vặn đụng phải cái này cửa hàng ta không phải là không thể chịu khổ ăn cái gì đắng phó cẩm hoành bị nàng chọc cười hắn quay đầu nhìn về phía diệp lâm tây chúng ta không phải muốn tới một trận nói đi là đi lữ hành cũng không phải nói đi là đi khổ tu nghĩ như vậy giống như cũng thế dịp lâm tây mua chút tẩy hóa dụng phẩm nàng bình thường dùng một chút cao xa xỉ hệ liệt nơi này mua không được cũng may nàng cũng nghĩ quá nhiều về phần quần áo liền lại càng dễ trên lầu có bán quần áo thể thao một người mua hai bộ cầm lên liền rời đi những này mua xong cũng bất quá mới không đến một canh giờ hai người một lần nữa lên xe lúc, Phó Cẩm Hoành nói. Hay là để ta lái cho? Diệp Lâm Tây suy nghĩ một chút, vẫn là đem ghế lái tặng cho hắn. Tại tay lái phụ ngồi xuống đến thời điểm, nàng nhịn không được nói. Ta giống như rất ít ngồi ngươi lái xe tử. Muốn ngồi. Phó Cẩm Hoành cúi đầu hệ xong dây an toàn của mình, quay đầu trông thấy Diệp Lâm Tây còn không có buộc lên. Thế là hắn nghiêng thân, thay nàng kéo qua dây an toàn, Diệp Lâm Tây tại thân thể của hắn dựa đi tới lúc, vô ý thức ngừng thở. Chỉ là vừa ngừng lại, nàng lại cảm thấy buồn cười, rõ ràng giữa hai người, lại thân mật cử động đều đã làm. Nhưng bây giờ chỉ là chục giây an toàn mà thôi, nàng khẩn trương cái gì? Đừng sợ. Diệp Lâm Tây. Nàng dưới đáy lòng cho mình trống khí, có thế vừa nhìn thấy mặt của hắn, đáy lòng lại dần dần vén lên lửa. Trước đó tại bờ biển, nàng nói cái gì tới? nàng nói cho hắn biết mình từ cực kỳ lâu trước đó kỳ thật liền thích hắn cho dù là trong mộng nàng đều chưa hề vọng tưởng qua chuyện như vậy nàng coi là đã từng thuở thiếu thời liền nảy mầm kia đoạn thích sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn chôn ở nàng trong lòng của mình không vì bất luận kẻ nào biết cho dù là phó cẩm hoành cũng không thể bởi vì nàng không biết mình muốn đang ở tình huống nào tài năng nói với hắn ra như vậy thật không nghĩ đến khi này chút đã từng quá khứ nói ra lúc là dễ dàng như vậy nguyên lai like, năm tháng cuối cùng vẫn là thiện đãi nàng phó cẩm hoành hệ xong dây an toàn vừa mới chuẩn bị quay người nổ máy xe liền chú ý tới trên mặt nàng không khỏi mỉm cười một cái liền cao hứng như vậy diệp lâm tây không hiểu chỉ là lái xe chở ngươi một chút liền vui vẻ như vậy phó cẩm hoành con mắt rơi vào trên mặt nàng đột nhiên lại tiếng cười khẽ hay là nói là bởi vì ta cho ngươi niệp dây niệp an toàn vui vẻ diệp lâm tây lấy lại tinh thần không nghĩ tới hắn còn rất có nhàn tâm dứt khoát khóe miệng dương lên đều vui vẻ vui vẻ rất thẳng thắn rõ ràng phó cẩm hoành là thật ăn nàng một bộ này diệp lâm tây cho tới bây giờ đều là như thế này vui vẻ không vui đều treo ở trên mặt đại khái là nàng không cần quá để ý người khác cách nhìn cho nên dứt khoát tùy tâm sở dục Xe khởi động về sau, Diệp Lâm Tây liếc mắt nhìn hai phía, đột nhiên nói. Ngươi biết không? Trên mạng đều nói, vị trí kế bên tài xế chỉ có thể để bạn gái hoặc là lão bà đến ngồi. Chỉ tiếc, Phó Cẩm Hoành lâu dài bên người có tài xế. Hắn tự mình lái xe đều ít, vị trí kế bên tài xế cơ hồ là tầng chu cố định vị trí. Ân. Hả? Liền một tiếng ân. Diệp Lâm Tây bất mãn hừ một tiếng, lấy đó đáp lễ. Vừa vặn gặp được một chỗ đèn đỏ, xe ngừng lại. Về sau chỉ cần ta lái xe, Phó Cẩm Hoành quay đầu, trên mặt mang theo ý cười, ngữ điệu lộ ra không nhanh không chậm thư giãn. Cũng chỉ có thể để ngươi ngồi tay lái phụ. Diệp Lâm Tây lúc đầu con mắt còn nhìn chầm chầm phía trước nhìn, thế nhưng là hắn nói lúc, trên mặt nàng đã ý cười tràn ra. Sau một khắc, nàng quay đầu. Đây chính là chính ngươi nói. Ân, là chính ta cam đoan trên đường đi diệp lâm tây đều thật vui vẻ mục đích của bọn họ kỳ thật cũng không xa là bắt an phụ cận trong một ngọn núi trước đó diệp lâm tây nghe sở luật bên trong những người khác đang thảo luận nói bên này trên núi không khí đặc biệt tốt nếu là giải sầu nên đi yên tĩnh lại khiến cho người tâm thần thanh thản địa phương đi thế là hai người lái xe một đường đến bên này bởi vì ban đêm chung quanh đều tối như mực, chợt có trong thôn làng lẻ tẻ ánh đèn, xuyên thấu qua màn đêm hắc ám, như chấm chấm đầy sao, rơi vào khe núi ở giữa. Hai người tới trên núi, đã gần 11 giờ. Cũng may hiện tại cũng không phải là du lịch tràn đầy mùa, bọn họ đến khách sạn, còn có rất nhiều còn thừa gian phòng. Trong núi khách sạn, lớn nhất đặc sắc chính là mở cửa sổ nhìn núi. Diệp Lâm Tây tự nhiên là tuyển phong cảnh nhất căn phòng tốt, chỉ bất quá lúc này sắc trời quá muộn nàng tiến phòng ngủ đánh mở màn cửa sổ mới phát hiện bên ngoài đen ngòm một mảnh nguyên một mặt rơi ngoài cửa sổ chỉ còn lại đen nhánh phó cẩm hoành tới ôm nàng đi tắm rửa nghỉ ngơi buổi sáng ngày mai đứng lên liền có thể trông thấy ngươi muốn nhìn gặp cảnh sắc dịp lâm tây cầm quần áo đi tắm rửa kết quả nàng vừa đóng cốt tóc tiến vào gian tắm rửa đột nhiên nghe được cửa phòng tắm lần nữa bị mở ra nàng vô ý thức nhìn sang xuyên thấu qua sương mù tràn ngập gian tắm rửa kính mờ bên trên nam nhân thân ảnh xuất hiện hắn tự hồ đứng ở bên ngoài cởi quần áo đưa tay quần áo tùy ý bị ném về sau gian tắm rửa cửa thủy tinh bị nhẹ nhàng kéo ra diệp lâm tây đứng tại vòi phun dưới tại mở cửa trong nháy mắt nàng vô ý thức lui về sau một bước lần này vừa vặn để cột nước phun đến trên mặt của mình thế là nàng nhắm mắt lại cũng cảm giác được một giây sau trên môi ôm nhuyễn xúc cảm. Thân thể của nàng bị hắn ôm vào trong ngực, tinh tế mềm mại da thịt, cùng với giọt nước, tại lòng bàn tay xúc cảm giống như muốn bạo tạc. Đãi nàng lần nữa mở mắt ra, đã nhìn thấy nam nhân tóc ngắn đã bị ướt nhẹp, cô con ngươi màu đen liền gần ngay trước mắt. Tại nhìn thấy nàng mở mắt, hắn đột nhiên cười hạ. Thường xuyên mang theo tỉnh táo xa lánh biểu lộ khuôn mặt anh Tuấn, lúc này thần sắc không còn là tỉnh táo, hơi có vẻ hẹp dài đuôi mắt giống như lông đuôi nhẹ nhàng bên trên móc lấy, nhiễm lên dục vọng, khuôn mặt giống như cười mà không phải cười. Đợi cúi đầu lúc, lần nữa ngậm lấy môi của nàng. Nụ hôn này quá sâu, cho đến làm cho nàng đuôi mắt phím hồng, nghĩ muốn đẩy ra nàng. Nhưng hắn trong cổ nhẹ nhàng tràn ra hai chữ. Lâm Tây. Chỉ có hai chữ, thanh âm lại thay đổi hoàn toàn điều. Đột nhiên dịp Lâm Tây ý thức được, dạng này hắn chỉ có nàng gặp qua nhiễm lên tình dục chi sắc khuôn mặt anh tuấn đời này kiếp này chỉ có thể nàng gặp qua ý nghĩ như vậy một chút lấy lòng nàng lại điên cuồng tấn công nàng cũng sẽ không tiếp tục kháng cự một đêm này tựa hồ phá lệ dài dằng dặc dịp lâm tây từ toilet bị ôm đến trên giường lúc cả người mềm mại ghé vào trong ngực hắn giống như chỉ cần nhiều lời một chữ đều sẽ có vẻ rất mệt mỏi thẳng đi ra bên ngoài truyền đến tí tách tí tách thanh âm nàng ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, thấp giọng nói. Bên ngoài trời mưa sao? Tự như là. Phó Cẩm Hoành cúi đầu, tại nàng trên lỗ tai mổ xuống. Nàng buồn ngủ thực sự lợi hại, mí mắt nặng nề áp xuống tới. Phó Cẩm Hoành dứt khoát đưa nàng ôm vào trong ngực, ngủ đi. Thế là Diệp Lâm Tây thật sự yên tĩnh ngủ thiếp đi. Cái này một giấc, dường như ngủ phá lệ trầm ổn, khi tỉnh lại nàng đầu tiên là hướng bên cạnh nhích lại gần thẳng đến nàng nhẹ nhàng xốc lên mí mắt cảm giác được chung quanh có chút sáng tia sáng đợi mí mắt nhấc lên đã nhìn thấy phó cẩm hoành đang nằm tại bên cạnh nàng bất quá hắn hiển nhiên đã sớm tỉnh nàng tại trong ngực hắn dễ chịu cọ sát ánh mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn đột nhiên ngồi dậy giường của bọn hắn là hướng về phía kia mặt cửa sổ sát đất lúc này màn cửa chẳng biết lúc nào kéo ra ngoài cửa sổ hết thảy đều bị thu hết vào mắt cái này bên cửa sổ lại vừa vặn đối bên ngoài thanh sơn. Chính vào ngày xuân, trong núi xanh um tươi tốt một mảnh màu xanh lá. Bên ngoài mưa rơi lác đác, trong núi mang theo một chút xíu sương mù, khói mù lượn lờ, còn như yên vũ giang nam. Diệp Lâm Tây yên tĩnh nhìn lấy một màn trước mắt, nàng đi khắp toàn thế giới, nhìn qua càng thêm tuyệt đẹp bao la hùng vĩ phong cảnh, thế nhưng là giờ khắc này nàng lại tại An Tĩnh như vậy núi cảnh bên trong cảm thấy như vậy Ninh Tĩnh nàng tựa ở phó cẩm hoành trong ngực ta quả nhiên vừa tỉnh dậy liền có thể trông thấy ta muốn thấy gặp cảnh sắc phó cẩm hoành cúi đầu tại trên trán nàng hôn một cái thích không đặc biệt thích diệp lâm tây quay đầu nhìn hắn mặc dù ta đi qua rất nhiều nơi nhưng là nơi này ta thật sự thích ta cũng thích phó cẩm hoành vén môi cười yếu ớt diệp lâm tây quay đầu lại nhìn trước mặt núi cảnh đáy lòng như thế ninh tỉnh thư giãn có lẽ là bởi vì lần này có hắn hầu ở bên cạnh mình đi. Hai người sau khi rời giường, trong núi đi dạo, còn đi phụ cận hái được dâu tây. Trong lúc đó hai người đều không có quản điện thoại di động của mình, nguyên bản không thể rời đi điện thoại, xã giao truyền thông, phản phất tại cái này một cái chớp mắt đều triệt để rời xa. Như thế một trận tùy hứng du lịch, kéo dài hai ngày. Hai người tại ngày thứ ba ăn cơm trưa xong về sau, lái xe trở về Bắc An, từ trên núi một đường yên tĩnh đến Bắc An nội thành phồn hoa, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Về đến trong nhà thời điểm, Tần Chu đã đang chờ. Hai ngày này đè ép sự tình xác thực không ít, đều chờ đợi Phó Cẩm Hoành làm quyết định đâu. Cho nên Diệp Lâm Tây cũng không có ý định, để bọn hắn đi trước bận biệu, mình trở về phòng đổi quần áo. Tần Chu đem mấy ngày nay cần ký tên khẩn cấp văn kiện, giao cho Phó Cẩm Hoành sau khi ký xong, lại nghĩ đến hạ hỏi phó tổng trước mắt chúng ta sơ bộ lấy chứng đã hoàn thành trên mạng dư luận đã lắng lại sao phó cẩm hoành hỏi tần chu lập tức gật đầu mặc dù đối phương nhiều lần kích động dư luận dẫn hướng bất quá xác thực như ngài nói như vậy hai ngày này đã lắng lại loại này khoa học kỹ thuật công ty ở giữa nghe đồn mặc dù đại chúng sẽ cảm thấy hứng thú nhưng là một lúc sau chú ý độ tự nhiên mà vậy hạ xuống dù sao loại chuyện này cũng không tính đặc biệt bạo tạc tin tức. Phó Cẩm Hoành ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh xuống. Chờ một chút. Tần Chu gật đầu, sau đó hắn hỏi, "Lần này thế giới AI khoa học kỹ thuật đại hội ở Bắc An tổ chức, người tổ chức bên kia đã lần nữa cùng chúng ta xác nhận ngài có phải không có mặt." Hắn lúc nói những lời này, cửa thư phòng bị đẩy ra. Diệp Lâm Tây vừa vặn tiến đến, hiển nhiên nàng nghe được Tần Chu hỏi, Thế giới AI khoa học kỹ thuật đại hội Quy mô có phải rất lớn hay không? Tần Chu Đây là toàn cầu tính trí tuệ nhân tạo thịnh hội, không chỉ có trong nước công nghệ cao công ty, còn sẽ có nước ngoài công ty tham gia. Có thể nói là quy mô lớn, chú ý độ rộng toàn cầu tính phong hội. Diệp Lâm Tây hé miệng cười dưới, đột nhiên quay đầu hỏi Phó Cẩm Hoành. Ta có thể đi sao? Ngươi! phó cẩm hoành nhìn xem nàng đáy mắt ngậm lấy cười xấu xa lại muốn làm chuyện gì dịp lâm tây buông tay ta lập tức liền muốn chính thức trở thành hành nghề luật sư loại này đỉnh cấp phong hội nhất định sẽ có rất nhiều công ty đi ta đi phát triển một chút nhân mạch về sau tốt phát triển nghiệp vụ a nàng nói chững chạc đàng hoàng trong phòng hai nam nhân nghe không hiểu thấu nàng phát triển nhân mạch còn phát triển nghiệp vụ Tần Chu giống như đều nhanh không biết nhân mạch cùng nghiệp vụ hai chữ này. Vẫn là Phó Cẩm Hoành nói, muốn đi liền cùng đi chứ. Diệp Lâm Tây, loại này phong hội nhất định sẽ có tiệc tối đi, ta liền tham gia tiệc tối tốt. Lão bản đều lên tiếng, Tần Chu cái này mười hạng toàn có thể trợ lý, chỉ có thỏa mãn lão bản nương yêu cầu. Quả nhiên, ngày thứ hai Tần Chu liền đem thư mời tự mình đưa cho Diệp Lâm Tây. Diệp Lâm Tây cầm tới thư mời về sau, tại lòng bàn tay vỗ nhẹ hai lần. Rất nhanh nàng dùng di động đối thư mời vỗ một tấm hình. Đồng thời cấp tốc đăng nhập đến mình hồi lâu không dùng ISN, phát một đầu trạng thái. Diệp Lâm Tây Chờ mong vô cùng đơn giản hai chữ, mà phối đồ chính là cái này thư mời. Trước đó bởi vì tề tri giật sự tình, rất nhiều hắn phan hâm mộ chú ý Diệp Lâm Tây, cho nên rất nhanh nàng dưới đáy liền có không ít đầu nhắn lại, rất nhiều đều tại hỏi cái này là cái gì nàng là không phải muốn đi tham gia diệp lâm tây chuyên môn một đầu phan hâm mộ bình luận hồi phục đây là thế giới ai khoa học kỹ thuật tiệc tối thư mời rất chờ mong tham gia phan hâm mộ một mảnh reo hò tiểu cửu mẫu tham gia hoạt động thật là cao cấp diệp lâm tây nhìn xem bình luận khẽ cười một cái nàng đây coi như là câu cá tống nhân cái loại người này đặc biệt chạy tới quy ninh chùa cùng với nàng ngẫu nhiên gặp cơ hội tốt như vậy, nàng hẳn là cũng sẽ không bỏ rơi đi. Gan dám chạy đến trước mặt mình, nói loại kia cẩu thí cùng với nàng thị uy. Huống hồ loại này khoa học kỹ thuật phong hội, xem xét chính là nàng bồi tiếp phó cẩm hoành có mặt. Cho nên, nàng tốt nhất đừng xuất hiện. Lần này nếu như nàng lại xuất hiện, Diệp Lâm Tây đột nhiên nở nụ cười. Nàng trêu khẽ tóc dài, đem thư mời ép ở lòng bàn tay, xoa nhẹ xuống ngón tay của mình đột nhiên, nàng lại ngóng trong Tống Nhân thật sự xuất hiện. Kha Đường cùng Khương Lập Hạ đều biết Tống Nhân người như vậy xuất hiện, nàng mặc dù che giấu Tống Nam sự tình, nhưng là vẫn đem như thế cái nữ nhân đi nhìn chầm chầm vào Phó Cẩm Hoành nói với các nàng. Hai người đối với nàng câu cá chấp pháp chuyện này đặc biệt đồng ý. Cho nên tại nhìn thấy nàng phát ra ISN về sau, dùng dập đối với nàng cái này thông minh một tay, biểu thị sùng bái. Kha Đường rất là tò mò hỏi, nàng nếu là thật xuất hiện, ngươi làm sao bây giờ a? À? Diệp Lâm Tây cười lạnh một tiếng, ta như thế giảng đạo lý một người cũng sẽ không đánh nàng. Đột nhiên, Khương Lập Hạ nhớ tới, Diệp Lâm Tây vì nàng điên cùng vung người khác hai cái bàn tay sự tình. Thẳng đến Diệp Lâm Tây cười khẽ, ta sẽ chỉ triệt để dạy nàng rõ ràng một cái đạo lý. đời này đều không cần nhìn chầm chầm chồng của người khác. bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 77 Đại kết cục, thường, ta hôm nay giáo huấn chính là ngươi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 77 Đại kết cục, thường, ta hôm nay giáo huấn chính là ngươi. Diệp Lâm Tây luôn luôn không làm không chuẩn bị yêu thiêu thân. Huống hồ nàng cất tâm muốn cho tống nhân thật đẹp, bởi vì từ cầm tới thiệp mời bắt đầu liền tỉ mỉ chuẩn bị cho nên nàng đặc biệt hẹn khương lập hạ cùng kha đường đi làm toàn thân bảo dưỡng một trận spa làm xuống đến ba người dễ chịu nằm trên ghế đều không muốn nhúc nhích phục vụ viên đưa trà bánh tiến đến ba người nằm trên giường bên cạnh ăn cái gì bên cạnh nói chuyện phím khương lập hạ lâm tây ngươi nói cái kia tống nhân thật sự sẽ đi sao kha đường ta cảm thấy sẽ đi ta đã nói với ngươi trên thế giới còn thật sự có loại nữ nhân này rõ ràng người khác vợ chồng khỏe mạnh nàng nhất định phải đáy lòng ảo tưởng người khác là mặt ngoài vợ chồng nghe được cái này kỳ thật diệp lâm tây đáy lòng là có như vậy một tia chột dạ dù sao đã từng bọn họ đúng là mặt ngoài vợ chồng nhưng là bọn họ hiện tại là ân ái vợ chồng diệp lâm tây quang là nghĩ đến cái này khóe miệng liền lộ ra ý cười nàng tốt nhất đừng đến diệp lâm tây khẽ hừ một tiếng nếu là dám đến ta nhất định khiến nàng thật đẹp. Thế là làm trứ danh tiểu thuyết tình cảm tác gia, Khương Lập Hạ đứng ra bắt đầu cho nàng truyền thụ tay xé ác độc trà xanh nhỏ bí quyết. Nghe Khương Lập Hạ đạo lý rõ ràng, đột nhiên Diệp Lâm Tây đánh gãy nàng. Ta nói lần trước ngươi bị người mắng thời điểm, vẫn là ta giúp ngươi xé người khác đi. Khương Lập Hạ. Có chuyện này sao? Tự như là có. Thế là, làm nổi danh miệng mạnh vương giả Khương Lập Hạ ngoan ngoãn ngậm miệng. Một bên Kha Đường ngược lại là nói. Nếu không chúng ta cùng đi với ngươi, đến lúc đó chúng ta thừa dịp nhiều người nhiều miệng, cho nàng chụp vào bao tải đánh một trận. Dịp lâm tây. Khương Lập Hạ. Loại lời này ngươi cũng có thể nói ra được đến, Khương Lập Hạ sợ hãi tháng phục, Tam Lưu viết lách hiện tại cũng biên không ra loại này kịch bản. Kha Đường. Ta nói đùa. Nói xong, ba người dồn dập nở nụ cười. Bất quá Kha Đường mặc dù là nói đùa, Diệp Lâm Tây lại nhẹ chớp chớp mắt, có đôi khi trực tiếp điểm cũng không có gì không tốt. Thế giới AI khoa học kỹ thuật đại hội chính là là trí tuệ nhân tạo lĩnh vực, đỉnh cao nhất phong hội, người tổ chức dùng ra tất cả các thủ đoạn mời khách quý, nghe nói chỉ là thu hoạch được đồ linh thưởng lớn thì có 6 vị, còn có trung ngoại viện sĩ, nhà khoa học, chớ nói chi là chuyên gia học giả còn có xí nghiệp gia chỉ là giá trị thị trường quá ngàn trăm triệu công ty lão bản thì có mấy vị. Mà truyền thông càng là từ ương môi đến nước ngoài truyền thông, nghe nói đến hiện trường phóng viên đều có trên trăm vị nhiều. Ngọn núi này sẽ đem hấp dẫn toàn cầu AI hành nghề người cùng người đầu tư ánh mắt. Bởi vì nghe nói Phó Cẩm Hoành sẽ ở trên đại hội phát biểu, lúc đầu chỉ tính toán tham gia tiệc tối dịp lâm tây, vẫn là quyết định cùng Phó Cẩm Hoành cùng có mặt hội nghị. Dù sao cực kỳ hiếm thấy hắn có mặt dạng này trường hợp. Thế giới AI khoa học kỹ thuật đại hội khai mạc cùng ngày, hiện trường phá lệ náo nhiệt, tham dự hội nghị khách quý cổ xe, liên tiếp trình diện. Người tổ chức bố trí 10 phần thỏa đáng, chỉ là cổng bố trí liền tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác long trọng, treo đến tham dự phóng viên một mực quay chụp không ngừng. Lần này đại hội truyền thông phỏng vấn khu trước, có chuyên môn bối cảnh tấm, không chỉ có lưu cho lui tới khách quý ký tên, vẫn là chụp ảnh chung địa phương. Diệp Lâm Tây đối với dạng này trường hợp đã sớm tập mãi thành thói quen, không chút nào e sợ. Nàng ngồi phó cẩm hoành xe đến hội trường, vừa tới cửa, liền nghe đến cách đó không xa tia sáng huỳnh quang đèn tụ vang thanh âm. Thế mà nhiều như vậy truyền thông, Diệp Lâm Tây sơ lược kinh ngạc. Mặc dù đáy lòng sớm có chuẩn bị, bất quá nhìn xem bên ngoài phóng viên vây quanh một vòng lại một vòng, hơi có chút liên hoan phim thảm đỏ nghi thức khai mạc tư thế, vẫn là khiếp sợ bất quá ngẫm lại cũng thế, cái này không phải liền là thuộc về AI lĩnh vực đỉnh cấp thịnh hội. Phó Cẩm Hoành dẫn đầu sau khi xuống xe, chậm rãi đi đến xe một bên khác, mở cửa xe. Cách đó không xa cũng có người chú ý tới xuống xe Phó Cẩm Hoành. Mau đem ống kính nhắm ngay bên này. Đợi dịp lâm tây xoay người xuống xe, Phó Cẩm Hoành thân tay nắm chặt bàn tay của nàng, giúp đỡ một thanh, nàng vừa đứng vững, cũng cảm giác được đối diện tia sáng huỳnh quang đèn lấp lóe nàng khắc chế nhắm mắt xúc động chỉ là biểu lộ hơi nhíu phó cẩm hoành nghiêng đầu nhìn nàng không thích ứng diệp lâm tây thấp giọng không phải ta sợ mình bị chụp tới biểu lộ không dễ nhìn ảnh chụp nàng luôn luôn tự kiềm chế mỹ mạo động lòng người vốn là cái lại ỷ đẹp hành hung hạng người bên ngoài càng là hận không thể đem mỹ mạo vũ trang đến cộng tóc trình độ sao có thể tha thứ mình bị chụp tới không dễ nhìn biểu lộ phó cẩm hoành một chút nghiêng đầu nhìn về phía nàng ngươi bị chụp tới không dễ nhìn ảnh chụp đợi dừng lại một lát làm sao có thể hời hợt bốn chữ lọt vào dịp lâm tây trong lỗ tai nhất thời nàng hé miệng khẽ nở nụ cười lại không nghĩ vừa vặn lại bị phóng viên chụp hình đến hai người chiếu vào nhân viên công tác dẫn đạo chậm rãi đi hướng thảm đỏ bất quá nghĩ đến đó cũng không phải bình thường từ thiện tiệc tối trường hợp nàng suy nghĩ một chút vẫn là buông ra phó cẩm hoành cánh tay. Dự định quy quy củ củ đi đến đoạn này thảm đỏ. Chỉ bất quá nàng tiểu tâm tư, phó cẩm hoành hoàn toàn không để ý đến, nàng vừa buông ra kéo cánh tay của hắn. Một giây sau, phó cẩm hoành thân tay nắm lấy bàn tay của nàng. Dễ như trở bàn tay đem tay của nàng giữ tại lòng bàn tay. Tại thảm đỏ bên trên ký tên về sau, cách một sợi thường trạng rào trắng một chỗ khác phóng viên bày bắt đầu hô phó tổng liên quan tới trước đó trên mạng đối với vân khởi tranh luận ngài có cái gì nghĩ đối với đại chúng giải thích sao nguyên bản diệp lâm tây thần sắc dễ dàng đang muốn đem ký xong chữ bút đưa cho bên cạnh lễ nghi tiểu thư thế nhưng là một giây sau thân thể nàng vì cương quả nhiên phóng viên sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này phó cẩm hoành nhưng lại chưa biến sắc ngược lại thần sắc dễ dàng nhìn về phía đối phương giải thích làm sai sự tình nhân tài cần giải thích dưới đáy phóng viên nhìn lẫn nhau một chút, dùng dập lộ ra thần sắc tò mò. Thẳng đến phó cẩm hoành không nhanh không chậm nói. Liên quan tới chuyện lúc trước, Vân Khởi về sau sẽ có tuyên bố. Qua. Wow. Cái này thái độ, đủ cứng. Lại có phóng viên vượt lên trước lối ra hô. Phó tổng. Như vậy đối với trên mạng lục gia ra vân khởi khoa học kỹ thuật mới nhất đẩy ra nhỏ ca cùng hoa khang khoa học kỹ thuật tiểu an ở giữa chỗ tương tự, các ngươi sẽ có đáp lại sao? mọi người có thế chỉ chờ mong một chút phó cẩm hoành mỉm cười hắn khó được thật kiên nhẫn liền theo sau lưng tầng chu đô cảm thấy hiếm lạ cũng không biết là hỏi phó tổng bên cạnh ngài vị này chính là ngài thái thái sao phó cẩm hoành cố ý hướng đối phương nhìn thoáng qua sau đó quay đầu nhìn về phía bên người diệp lâm tây hồi lâu hắn lạnh nhạt mở miệng nói trừ ta thái thái ta sẽ không như thế dắt tay của người khác bởi vì thảm đỏ đều là trực tiếp cho nên trên màn hình lúc đầu rất nhiều mưa đạn đều đang mắng phóng viên. Ta đi, cái này cái gì phóng viên A, hỏi cái này vấn đề gì? Hiện tại phóng viên liền cái này tố dưỡng. Cái này mắt trần có thể thấy chính là dịp lâm tây, phóng viên đều không làm làm điều tra. Lại một lần nữa thổi lật tiểu cửu cửu cùng tiểu cửu mẫu nhan giá trị, hai người này rõ ràng là đi nhầm studio đi, bọn họ hẳn là đi sát vách liên hoan phim thảm đỏ. Lúc đầu phó cẩm hoành cầm diệp lâm tay tay đã chuẩn bị đi vào, nhưng là lại có một vấn đề bị hô lên. Dạng này trường hợp, vì sao ngài lại mang theo thái thái cùng một chỗ tham gia? Phó cẩm hoành nguyên bản rời đi bước chân hơi ngừng lại, đại hắn nghiêng đầu nhìn đối phương, chậm rãi nói: Năm nay thế giới AI khoa học kỹ thuật đại hội chủ đề là trí năng thế giới, chung xây gia viên, AI khoa học kỹ thuật cũng không nên là đem gác xó, tương phản trí tuệ nhân tạo bây giờ bị rộng khắp ứng dụng tại từng cái ngành nghề, cũng cùng chúng ta mỗi người đều cùng một nhịp thở. Ta thái thái bản chức làm việc là luật sư, nhưng là nàng đối với trí tuệ nhân tạo cảm thấy rất hứng thú, mà chính cần muốn như vậy người bình thường chú ý cùng quan tâm trí tuệ nhân tạo, dạng này tài năng trong tương lai hấp dẫn càng nhiều người mới dấn thân vào tại trí tuệ nhân tạo ngành nghề. Một phen, lập ý sâu xa, lập tức thắng được một mảnh tán dương âm thanh. Diệp Lâm Tây yên tĩnh nghe lời hắn nói, lúc này ở quay đầu nhìn hắn, một thân Tây trang màu đen sấn cả người hắn trầm ổn nội liễm, mang theo nắm giữ toàn trường thông dong bình tĩnh, nhìn thấy người mê muội. Nàng một trái tim tùy theo bịch bịch nhảy loạn. Quả nhiên, so với tướng mạo, nam nhân khí tràn khiến cho người rung động. Huống hồ hắn vẫn là ít có cả hai gồm nhiều mặt nam nhân, nghiêng nhìn qua khuôn mặt, hình dáng thâm thúy ngũ quan lập thể, ít có tuấn giật lan nhưng tướng mạo, sau đó diệp lâm tây bị hắn nắm hướng trong hội trường đi các loại người chung quanh dần 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 ít đi diệp lâm tây mới nhỏ giọng nói ta không nghĩ tới ngươi lắc lư người khác đứng lên cũng là một bộ một bộ rõ ràng nàng căn bản không có nói cho hắn biết mình không phải muốn đi theo qua tới tham gia cái hội nghị này mục đích kết quả hắn đột nhiên cho nàng cất cao đến một cái độ cao mà lại người khác thật đúng là bị hắn lừa gạt được Phó Cẩm Hoành lạnh nhạt nói. Bằng không liền có thể là xí nghiệp gia. Diệp Lâm Tây. Ý của ngươi là, xí nghiệp gia đều sẽ lắc lư. Đối với vấn đề này, Phó Cẩm Hoành không chút do dự nói. Có lẽ ngươi nên quan tâm kỹ càng một chút, tối thiểu nhất hiện tại khoa học kỹ thuật công ty rất nhiều người sáng lập, đều có một trường có thế nói tốt cố sự miệng. Diệp Lâm Tây lại muốn cười. Bất quá Phó Cẩm Hoành sau đó nghiêm mặt nói nhưng là rất nhiều người giảng cố sự cuối cùng đều trở thành thật sự cái thứ nhất nói mình có thể bay lên trời người là tên điên mà cái thứ nhất có thể thật sự bay lên trời người chứng minh cái kia cố sự cũng không phải là không thể thực hiện mà đương đại khoa học kỹ thuật chính là như vậy đem cái này đến cái khác kể chuyện xưa người giảng cố sự biến thành hiện thực mười năm trước chúng ta nói cho người khác biết điện thoại có thể thay thế tiền mặt tiến hành thanh toán nhất định sẽ bị khịt mũi coi thường. Nhưng là bây giờ, tiền mặt thanh toán xâm nhập rộng, xa, chi tiện lợi, đã sớm ban ơn cho đến xã hội này mỗi một cái góc. Cái nào sợ sẽ là sáng sớm ven đường một cái sạp bán bánh rán, đều có chuyên môn lấy tiền mã hai chiều. Nguyên bản đối với cái này đại hội, cũng không quá cảm thấy hứng thú dịp lâm tây, đột nhiên mới phát hiện mình nông cạn. Trên đường đi, bọn họ gặp rất nhiều người, hoặc tuổi trẻ hoặc đã có tuổi, thế nhưng là trên mặt mỗi người đều mang hưng phấn. đợi tiến vào, mới phát hiện này hội trường phá lệ lớn, đầy đủ dung nạp hơn nghìn người cái chủng loại kia, làm người khác chú ý nhất vẫn là ngay phía trước trên sàn nhảy, kia cái cự đại led màn hình, khoảng chừng mười mấy mét bên trên, giờ phút này đang tại phát ra một chút tân khoa kỹ video. toàn bộ hội trường bị bố trí tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác, bởi vì còn chưa bắt đầu, người trong sân đều vẫn chưa hoàn toàn ngồi xuống có ít người đang cùng mình quen biết người chào hỏi. Phó Cẩm Hoành mang theo nàng sau khi ngồi xuống, quả nhiên cũng không ngừng có người tới. Diệp Lâm Tây không chỉ có thu không ít danh thiếp, cũng phát ra ngoài không ít danh thiếp, rất nhiều người đại khái cũng là vì cùng Phó Cẩm Hoành giao hảo, khi biết nàng là luật sư về sau, đều dùng dập biểu thị hy vọng có có thế cơ hội hợp tác. Thẳng đến nàng thoáng nhìn cách đó không xa vừa vào một đoàn người. Khóe mắt nàng hơi nhảy kia là hoa khang khoa học kỹ thuật một đoàn người cầm đầu là công ty người sáng lập hàng khánh đông mà đứng tại bên cạnh hắn một thân màu trắng nghề nghiệp bộ váy khí chất tươi mát nữ nhân hiển lại chính là tống nhân nữ nhân này thật đúng là tới nha diệp lâm tây đáy lòng chèo qua một tia quả nhiên về sau hơi liễm biểu lộ rất nhanh nàng phát hiện cái kia hàng khánh đông cùng tống nhân tựa hồ quan hệ rất gần bởi vì hai người nói chuyện lúc đối phương nghiêng đầu bờ môi sắp áp vào tống nhân vành tai. Tống nhân trên mặt không có chút nào biểu tình không vui. Rất nhanh, Diệp Lâm Tây quay đầu cùng sau lưng Tần Chu hỏi, hoa khang lão bản kia, kết hôn rồi sao? Tần Chu mặc dù không rõ nàng hỏi như vậy, lại vẫn là nói. Hắn cùng Thái Thái là nước Mỹ du học lúc bạn học, trước mắt hai người có một đứa con gái. Diệp Lâm Tây lại quay đầu nhìn thoáng qua, loại kia tăng cao buồn nôn cảm giác, nhất thời sông lên đầu. Nàng cuối cùng rõ ràng, cái này tống nhân là cái thứ gì? Đại khái chỉ cần nguyện ý lên câu nam nhân, nàng đều không ngại lợi dụng đi. Cũng may, đại hội rất nhanh bắt đầu, dịp lâm tây không nhìn lại đối phương. Người chủ trì lên đài đi theo quy trình, đầu tiên là giới thiệu có mặt khách quý, sau đó chính là tiến vào ngày hôm nay đại hội chủ đề. Lần này đại hội hết thảy mở 3 ngày, cho nên phân biệt có tam đại đề tài thảo luận. Mà ngày thứ nhất đề tài thảo luận chính là AI khoa học kỹ thuật phát triển xu thế. Đây coi như là một cái lớn đề tài thảo luận, có thể giảng nội dung có rất nhiều, cho nên mỗi cái khách quý sau khi lên đài đều tuyển cùng mình lĩnh vực cùng một nhịp thở diễn thuyết phương hướng. Diệp Lâm Tây biết Phó Cẩm Hoành diễn thuyết ngay tại ngày đầu tiên. Nàng cầm lấy trong tay đại hội quá trình, biết hắn xếp tại cuối cùng, bởi vậy cũng không nóng nảy. Thẳng đến người chủ trì rốt cục tuyên bố đến tên của hắn. Diệp Lâm Tây vô ý thức hướng sân khấu một bên nhìn sang, lúc trước một vị lên đài lúc, Phó Cẩm Hoành liền được mời đi sớm chuẩn bị. Lúc này nàng nhìn xem hắn sơ lược sửa sang lại mình ống tay áo, dường như vì lên đài làm chuẩn bị. Đại hắn dạo bước lên đài, Diệp Lâm Tây ngẩng đầu nhìn đi đến chính giữa sân khấu nam nhân, thẳng đến ánh mắt của hắn cũng tại cái này một cái chớp mắt rơi vào nàng chỗ phương hướng. Hắn lúc đầu hơi có vẻ trang nghiêm biểu lộ, đột nhiên buông lỏng xuống sau đó lộ ra một tia cười khẽ bởi vì sau lưng màn ảnh khổng lồ giờ phút này vừa vặn hướng ngay hắn cho nên trên mặt hắn kia vi diệu biểu tình biến hóa đều tại thời khắc này thôi rõ ràng ghi chép lại liền ngay cả hắn ánh mắt rơi xuống phương hướng đều bị người khác bắt được đến mức trong lòng mọi người vi kinh dạng này thanh lãnh cấm dục một người cũng sẽ có dạng này nụ cười ôn nhu cũng may nụ cười này thoáng qua liền mất bởi vì rất nhanh hắn tiến vào diễn thuyết chủ đề tựa như dịp lâm tây tại vân khởi khoa học kỹ thuật sáp nhập lúc nhìn thấy quy hoạch như thế vân khởi sự phát triển của tương lai cũng không chỉ là một cái tiểu tiểu người mấy phó cẩm hoành mặc đồ tây dày da thần sắc tự nhiên nói trí tuệ nhân tạo phát triển đem tiến một bước đào mốc trí tuệ thành thị rộng lớn khả năng mà trí năng an phòng cũng theo trí tuệ thành thị đến nên đón cao tốc phát triển thời đại Trí tuệ nhân tạo Hòa An phòng tại gặp phải bộc phát thức tăng trưởng. Mà trong tương lai trí tuệ nhân tạo An phòng thị trường thì đem đạt tới nghìn tỷ quy mô. Kỳ thật trí tuệ nhân tạo lĩnh vực dễ dàng nhất rơi xuống đất chính là An phòng, bởi vì video phân biệt công năng là thành thị nơi công cộng mang đến toàn chỗ không có an toàn bảo hộ. Hắn ngữ điệu thanh lãnh mà chậm chạp, cũng không cao, nhưng lại rất dễ dàng đem mỗi người đưa vào trong giọng nói của hắn. Tống Nhân ngồi ở sơ lược đằng sau mấy hàng địa phương, hơi ngửa đầu nhìn qua trên sàn nhảy nam nhân. Dù là nhiều năm như vậy không có giao tế, thế nhưng là mỗi một lần nhìn thấy hắn, kiểu gì cũng sẽ nhịn không được rối loạn tâm. Đột nhiên, nàng liền nghĩ tới Tống Nam, cái kia sớm đã qua đời vài chục năm. Chỉ sợ trong nhà này, trừ nàng thỉnh thoảng sẽ nhớ tới bên ngoài, người khác đã sớm đem Tống Nam quên sạch đi. Đợi Phó Cẩm Hoành diễn thuyết kết thúc lúc Tống Nhân đột nhiên đang nghĩ, Tống Nam cái gì đều không xuất chúng. Ngược lại là cái này nhìn người ánh mắt, quá mức xuất chúng. Hội nghị sau khi kết thúc, chính là người tổ chức chuẩn bị tiệc tối. Diệp Lâm Tây đặc biệt lên trên lầu đi đổi một bộ quần áo, dù sao nàng trước đó vài ngày chuẩn bị, có thế cũng là vì giờ khắc này. Bởi vì loại trường hợp này cũng không thích hợp quá mức khoa trương lễ phục, cho nên Diệp Lâm Tây tuyển chính là một đầu màu đỏ chót nghiêng vai váy dài, thiết kế cực giản, váy là bất quy tắc. Cái váy này trọng yếu nhất chính là xuyên nhân thân của nó tài, nhiều một phần thì diễm tục, thiếu một phần thì thanh đạm. Diệp lâm tây tướng mạo vốn là xinh đẹp, bây giờ trang dung càng là cường thế lăng lệ vẻ đẹp, lúc đầu nàng muốn cũng chính là loại này lão nương muốn slay toàn trường trương dương. Thế là, nàng tiến tiệc tối sảnh lúc, quả nhiên rất nhiều người hướng bên này nhìn qua. Tóc xoăn dài áo choàng, đại hồng lễ phục váy, một trương xinh đẹp đến cực điểm phi lệ khuôn mặt, đẹp trương Dương Vũ Trảo. Đợi bầu không khí rốt cục tô đậm không sai biệt lắm, nàng tìm cái cớ đi đi toilet. Nàng còn đặc biệt tuyển một cái khác tầng lầu toilet. Nơi này yên tĩnh, người lại không nhiều. Đãi nàng từ trong phòng kế ra, quả nhiên trông thấy cái kia đứng tại trước gương đang tại bộ trang nữ nhân, Tống Nhân cũng đổi một bộ quần áo, không phải tham gia hội nghị lúc bộ kia đồ công sở váy. Mà là mười phần tươi mát trà xanh nhỏ thuần bạch sắc váy liền áo nàng cùng dịp lâm tây tướng mạo chính tương phản thanh tân đạm nhã có loại người vật vô hại ôn nhu tống nhân quay đầu nhìn về phía nàng thật là đúng dịp lại gặp mặt dịp tiểu thư dịp lâm tây đúng vậy a à, ta đặc biệt tuyển người ít tầng lầu kết quả ngươi vẫn là đuổi tới tống nhân xem ra ý nghĩ của chúng ta đồng dạng đâu nàng cười đến ôn nhu chỉ là cái này nụ cười ôn nhu thấy Diệp Lâm Tây đáy lòng từng trận cười lạnh. Diệp Lâm Tây là ý nghĩ đồng dạng, vẫn còn có chút người cố ý. Tống Nhân nghe được cái này, thần sắc không thay đổi, ngược lại vén môi nói. Xem ra Diệp Tiểu Thư là có chuyện muốn nói với ta, cho nên cố ý ở chỗ này chờ ta. Không phải ta cố ý chờ ngươi, mà là ngươi tựa như chuột trong khe cống ngầm đồng dạng, nhất định phải nhìn ta chầm chầm tống nhân đối với loại này chế nhạo không quan tâm chút nào thế nhưng là dịp tiểu thư ngươi đối với ta không phải cũng rất để ý trên mặt nàng mang tới một tia nụ cười chiến thắng đại khái là cảm giác đến kế hoạch của mình rốt cục đạt được thế nhưng là một giây sau dịp lâm tây đột nhiên tiến lên một bước nguyên bản nụ cười trên mặt đều biến mất nàng một phát bắt được tống nhân tóc trực tiếp mở ra bên cạnh vòi nước đem đầu của nàng trực tiếp đặt tại trong ao ngươi tính là gì cũng dám đến trước mặt ta đến diễu võ dương oai. Nàng một bên án lấy Tống Nhân, một bên âm thanh lạnh lùng nói. Tống Nhân liệu định đêm nay giữa các nàng sẽ đánh lời nói sắc bén, nhưng là nàng không nghĩ tới dịp lâm tây lại là như thế này, một lời không hợp trực tiếp động thủ tính cách. Nàng căn bản không muốn cùng Tống Nhân đánh cái gì miệng cầm. Thắng thì đã có sao? Nàng đêm nay chính là thuần tâm muốn cho Tống Nhân thật đẹp. Tống Nhân hét lên một tiếng, vòi nước bên trong nước hướng trên đầu của nàng bay thẳng. Con mắt của nàng vừa lúc bị nước trôi, đau dữ dội. Nàng vừa muốn dãy dụa lấy nâng lên, thế nhưng là dịp lâm tây bắt lấy tóc của nàng, một chút không có thể diện, nàng quằn quại, da đầu tức thì bị kéo tới toàn tâm đau. Tỷ tỷ ngươi là cái người đáng thương, thế nhưng là ngươi chính là cái rác rưởi, ngươi dựa vào cái gì còn dám xuất hiện tại trượng phu ta thế giới bên trong, ngươi dựa vào cái gì còn dám xuất hiện tại thế giới của ta bên trong. Không bao lâu, tống nhân tóc tất cả đều bị hướng ướt, quần áo trên người cũng ẩm ướt không ít. Thế là, Diệp Lâm Tây trực tiếp buông tay ra. Tống nhân mạng mạng hướng trên mặt đất co quách quá khứ, nàng đùa bẩn tâm cơ là cao thủ, thế nhưng là đầu một gặp được loại này không nói lý. Hoàn toàn mộng. Diệp Lâm Tây cư cao lâm hạ nhìn qua nàng, đãi nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay chụp lấy tống nhân cái cầm. Khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Nhìn xem ngươi, nhìn nhìn lại ta, ngươi cảm thấy ngươi có chỗ nào có thế cùng ta so. Hình dạng, gia thế, học thức, ngươi liền cho ta sách dày tư cách đều không có. Diệp lâm tây hất ra nàng cái cầm đứng lên, sau đó nàng từ bên cạnh rút một trang giấy xoa mình tay, tống nhân giống như là rút cục lấy lại tinh thần, ngẩng đầu ánh mắt quán độc nhìn qua nàng. Ngươi cho rằng ngươi có tiền, liền có thể làm sằng làm bậy sao ngươi không phải thật biết đùa bẩn thủy quân dẫn đạo dư luận dịp lâm tây kinh bỉ nhìn qua nàng sau đó nàng đem xoa tay giấy ném vào thùng rác giống như cười mà không cười nói ngươi cứ việc vào internet lộ ra ánh sáng ta ta hôm nay giáo huấn chính là ngươi tống nhân loại người này tự cho là thông minh có thế đùa bẩn tất cả mọi người cùng trống trong lòng bàn tay vô sự đều có thể nhấc lên ba tầng lãng Diệp Lâm Tây nếu là sợ hãi nàng, ngày hôm nay liền sẽ không chơi một màn như thế. Đợi nàng nhất chân ra bên ngoài, đột nhiên lại dừng lại. Diệp Lâm Tây quay đầu nhìn qua tống nhân, "Còn có, ta không chỉ có là Diệp tiểu thư, ta vẫn là phó thái thái. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 78. Đại kết cục, hạ, nguyên lai, like, ký ức hắn chưa hề rời xa." Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 78 Đại kết cục, hạ, nguyên lai, like, ký ức hắn chưa hề rời xa. Diệp lâm tây mảy may không có quản trong nhà vệ sinh tống nhân, nên ngang rời đi. Nàng về chỗ ngồi vị bên trên, nguyên bản đang cùng người bên cạnh nói chuyện phó cẩm hoành, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó hắn từ trong túi móc ra một tấm khăn, nghiêng người tới tại tóc nàng bên trên nhẹ nhàng lao. Diệp lâm tây cúi đầu, Mới phát hiện chẳng biết lúc nào, mình tóc dài cũng bị bắn lên nước. Phó Cẩm Hoành thấp giọng hỏi, "Vui vẻ?" Diệp Lâm Tây khẽ giật mình, trố mắt nhìn về phía hắn, trong lòng hoảng hốt. Một lát, nàng trong mắt đột nhiên thấp nở nụ cười, nguyên lai like hắn đều biết nha. Cho nên hắn dứt khoát nói ra, "Vui vẻ, đừng đề cập nhiều vui vẻ." Loại người này nàng thật đúng là nghĩ gặp một lần đánh một lần phó cẩm hoành cũng không nhiều hỏi những khác ngược lại là nói vừa rồi lên một đạo canh ta uống còn cảm thấy có thể diệp lâm tây nhìn xem trước mặt nàng bày biện nhỏ chung thế là bưng lên đến tinh tế thưởng thức đợi uống xong mấy miệng nhỏ nàng nhìn qua hắn nhẹ nhàng gật đầu uống ngon thật tiệc tối về sau hai người dắt tay rời đi ngày thứ hai diệp lâm tây bởi vì không cần đi làm trong nhà nằm cái đang sảng khoái kết quả lại ngủ cái ngủ một giấc ai ngờ liền bị đặt ở đầu giường điện thoại đánh thức nàng đưa tay sờ qua đi kết nối về sau nghe được khương lập hạ trách trách hô hô thanh âm lâm tây lâm tây chúng ta ở trong bầy cho ngươi gửi tin tức ngươi làm sao đều không trở về a à? ta đang ngủ dịp lâm tây thanh âm còn mang theo vừa tỉnh ngủ mông lung khàn khàn khương lập hạ ta đi lớn như vậy một màn kịch ngươi thế mà không có gặp phải còn ngủ cái gì mà ngủ nha, mau dậy nha. Nàng còn kém hô to một tiếng, đứng lên cùng một chỗ này. Diệp lâm tây bất đắc dĩ từ trên giường ngồi dậy, tự ở đầu giường nhắm mắt lại vài giây, lúc này mới chậm rãi hỏi. Thì thế nào? Thì thế nào? Ngươi thế mà không biết. Khương Lập Hạ có loại, toàn thế giới đều biết ngươi thế mà còn không biết, kinh ngạc. Diệp Lâm Tây. Có chuyện nói thẳng nhanh đi nhìn vân khởi khoa học kỹ thuật quan bác, thật sự thật là tốt đẹp đại nhất trận vỡ kịch. Vân khởi khoa học kỹ thuật. Diệp Lâm Tây tranh thủ thời gian cúp điện thoại, mở ra Weibo. Mà điện thoại Weibo một chỗ khác Khương Lập Hạ chỉ nghe trong điện thoại, truyền đến túc 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 âm thanh. Ngược lại cũng không cần treo nhanh như vậy đi. Diệp Lâm Tây đăng nhập bên trên Weibo, vừa điểm khai lục soát cột, chuẩn bị lục soát vân khởi khoa học kỹ thuật danh tự, kết quả là trông thấy học sức, vân khởi khoa học kỹ thuật đáp lại tranh luận, cái từ này đầu treo ở phía trên. Mà lại đằng sau còn đi theo một cái bạo chữ. Nàng tranh thủ thời gian điểm đi vào, quả nhiên đầu thứ nhất quầy bộ chính là vân khởi khoa học kỹ thuật quan bác. Vân khởi khoa học kỹ thuật quan bác. Gần đây liên quan tới đối với vân khởi khoa học kỹ thuật công ty sự kiện tương quan tuyên bố. Một liên quan tới phát biểu tại nào đó diễn đàn khoa học kỹ thuật cự đầu quan hoàng phía dưới từng đống thi cốt một văn bên trong văn đặc biệt là nào đó tầng dưới chót nhân viên trải qua xác minh chính là an hàng khoa học kỹ thuật trước viên chức cố mổ cố mổ cùng năm 2016 cùng an hàng khoa học kỹ thuật ký kết hợp đồng sau rời chức nhưng trải qua tra hắn rời đi công ty về sau đang cùng an hàng khoa học kỹ thuật có trực tiếp cạnh tranh quan hệ công ty nhậm chức bởi vậy An Hàng Khoa học Kỹ thuật đưa ra lao động trọng tài. Sau khi được trọng tài đình phán quyết, đối phương trái với cạnh nghiệp hạn chế hiệp nghị, yêu cầu lập tức kết thúc mới lao động hợp đồng. Trở lên phán quyết là trải qua pháp viện công bằng, công chính, công nghĩa chi phán quyết. 2. Cố mổ trước đó nhậm chức An Hàng Khoa học Kỹ thuật, chính là bản công ty mới đẩy ra sản phẩm nhỏ ca hạng mục tổ viên một trong trước mắt bởi vì cố mổ dính líu trái với thương nghiệp cơ mật tiết lộ, bản ti đã đối với cố mổ nhất lên tố tụng. ba Bởi vì diễn đàn văn chương nghi có thủy quân thôi động, tại văn chương phát biểu ngay lập tức, ta ti đã báo cảnh xử lý. Vân khởi khoa học kỹ thuật từ thành lập ngày lên, liền khắc sâu lo liệu lấy sáng tạo cái mới bản thân xí nghiệp lý niệm. Đạo văn một chuyện, thật không phải bản công ty việc làm, cũng thật không phải bản công ty chi am hiểu. Đối với việc này đối với xã hội công cộng dư luận tài nguyên lãng phí, chúng ta thâm biểu ấy nấy về sau, chúng ta cầm lấy pháp luật vũ khí, bảo vệ mình, đối với dài như vậy một thiên tuyên bố, dịp lâm tây cơ hồ là từng chữ đều xem hết, mà dưới đáy bình luận sớm đã đến hơn 50.000. Đạo văn một chuyện, thật không phải bản công ty việc làm, cũng thật không phải bản công ty chi am hiểu. Cho nên am hiểu đạo văn chính là ai? Ta liền biết chuyện này khẳng định phải đảo ngược. Bởi vì lúc trước nhìn người kia bán thảm nói cạnh nghiệp hạn chế bồi thường tiền, Ta liền muốn nói, ngươi nếu là không trái với cạnh nghiệp hạn chế, pháp viện làm sao có thể phản ngươi bồi thường tiền đâu? Đầu năm nay, tin tức quả nhiên muốn chờ mấy ngày lại nhìn, cái này chẳng phải đảo ngược. Ta tới cấp cho mọi người giải thích một chút chuyện này a, à, hiện tại xem ra là cái này cố mổ đi ăn mán khác đến Hoa Khang công ty, sau đó bị phán trái với cạnh nghiệp hiệp nghị. Sau đó Hoa Khang đâu trước thượng thị một cái sản phẩm gọi Tiểu An, tiếp lấy Vân Khởi khoa học kỹ thuật lại ra thị trường một cái sản phẩm gọi nhỏ ca, nhưng là cái này cố mổ đâu trước đó vừa lúc ở nhỏ ca hạng mục này tổ làm việc qua. Cho nên ai đạo văn ai, các ngươi xem hiểu đi, đầu chó. Đầu năm nay vừa ăn cướp vừa la làng, cũng dám hô lớn tiếng như vậy rồi. Ta nói các ngươi đều là Vân Khởi thủy quân đi, rõ ràng Hoa Khang sản phẩm lên trước thị. Bởi vì chuyện này quá mức đảo ngược, bởi vậy dưới đáy bạn trên mạng cũng là ồn ào lật ra. Lúc đầu chỉ là bạn trên mạng ồn ào, thẳng đến một cái khác quan bác xuất hiện. Bắc An Công An Bắc An Công An quan bác bên trên tại 12 giờ lúc, chính thức ban bố một đầu cảnh sát thông báo. Quan bác Minh xác thực biểu thị, tại cảnh sát nhận được vân khởi khoa học kỹ thuật công ty báo cảnh về sau, đối với văn chương một chuyện tiến hành điều tra xác minh, phát hiện người hiềm nghi tống mổ nhân viên thuê tiến hành mạng lưới lẫn lộn, lấy đạt tới hãm hại đối thủ công ty mục đích bởi vì nhân viên tương quan hành vi nghiêm trọng nhiễu loạn trật tự xã hội cảnh sát trước mắt đã lập án điều tra đồng thời theo nếp đối với người hiềm nghi tống mổ khai thác biện pháp đều nói thương trường như chiến trường đối thủ công ty tương hổ căm thù xác thực là chuyện thường xảy ra về phần bí mật làm thủ đoạn cái gì cũng đều không hiếm thấy bất quá cái này mua thủy quân hãm hại đối thủ cạnh tranh còn bị cảnh sát như thế sống sờ sờ đánh mặt thật đúng là chuyện hiếm có Đại khái bởi vì quá mức hiếm có, bởi vậy dưới đáy bình luận cũng đều là khiếp sợ. Hoa Khang khoa học kỹ thuật, mau chạy ra đây bị đánh đi. Một cái công nghệ cao công ty cũng chơi loại này bị ổi thủ đoạn. Ta thật là mở mang kiến thức. Hiện tại mạng lưới thủy quân thật sự quá hung hăng ngang ngược, tranh thủ thời gian quản quản đi, suốt ngày lợi dụng vô tội bạn trên mạng đạt tới mục đích của mình, ta nói các ngươi có phải hay không cũng quá bị ổi lại là cùng một chỗ kẻ ngu bị tên lừa đảo đùa bẩn án lệ, kẻ ngu là bạn trên mạng, lừa đảo là ngươi hoa khang khoa học kỹ thuật. Diệp Lâm Tây nhìn đến đây, cũng không khỏi cảm thấy thống khoái, thoải mái, hả giận. Nàng rời khỏi Weibo, cấp tốc mở ra điện thoại di động của mình bản ghi nhớ. Kỳ thật trước đó kia thiên văn chương mới ra lúc đến, nàng liền viết một đầu thật dài làm sáng tỏ Weibo, chỉ tiếc khi đó không có cơ hội phát ra ngoài. Bây giờ Vân Khởi khoa học kỹ thuật Weibo đã phát, nàng cũng không để ý tại góc một viên gạch một chút. Bỏ đá xuống giếng loại vật này, cũng phải nhìn là đối ai. Thế là Diệp Lâm Tây lại đem viết Weibo, cẩn thận kiểm duyệt một lần, lúc này mới phát tại Weibo. May mắn trước đó nàng đặc biệt xin một cái Diệp Lâm Tây luật sư Weibo. Bây giờ ngược lại là phát huy được tác dụng. Diệp Lâm Tây. Mọi người tốt, ta là Diệp Lâm Tây là cố mổ trái với cạnh nghiệp hạn chế hiệp nghị một án luật sư một trong. Trước đó bởi vì thu thập chứng cứ không thể tới lúc làm sáng tỏ, bây giờ may mắn chính là có thể nhìn thấy chân tướng rõ ràng một ngày. Mà vân khởi khoa học kỹ thuật quan bác chưa thể kỹ càng làm sáng tỏ địa phương, ta nghĩ thân là bản án luật sư ta, có thể làm một chút bổ sung. Đầu tiên, ta muốn làm sáng tỏ chính là, lần này tố tụng cũng không phải là thiết mời bên trong nói tới trả thù tính tố tụng, An hàng khoa học kỹ thuật đúng là trước đó tiến hành cổ quyền cùng thay đổi nhân sự, nhưng là cái này cùng bản án hoàn toàn không có quan hệ. Về phần cố mổ tại văn chương bên trong nói tới gia đình đứng trước vỡ vụn, sinh hoạt không cách nào bảo hộ, dùng cái này tranh thủ đại chúng đồng tình tâm, càng là hoang đường đến cực điểm. Bởi vì đây hết thảy là cố mổ bản người tạo thành, cũng không phải là công ty sai lầm. So với công ty, nhân viên đúng là thuộc về yếu thế phương, nhưng là cũng không phải là tất cả sai lầm đều có thể dùng một câu ngươi yếu thế liền có thể đền bù. Nếu như chỉ là bởi vì ngươi yếu ngươi thì có lý sao? Về phần trên mạng tin đồn cái gì nội ứng, gián điệp, an hàng khoa học kỹ thuật bị thu mua một chuyện hoàn toàn là hợp lý hợp pháp chương trình. Ta hy vọng một vị nào đó trước người sáng lập nói, quá khứ tổng tổng, không nghĩ nhắc lại. Ngươi xác thực không nên nhắc lại, bởi vì nhắc lên mất mặt chỉ có chính ngươi làm một tên nghề nghiệp luật sư ta làm việc xứng đáng nghề nghiệp của mình phẩm hạnh liền như là hôm nay cảnh sát nói mạng lưới cũng không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa bất kỳ người nào nói chuyện làm việc đều hẳn là tại pháp luật cho phép phạm vi về phần đối với nào đó công ty vừa ăn cướp vừa la làng hành vi ta cực kỳ tiếc nuối dù sao ta tin tưởng quý công ty tuyệt đại đa số nhân viên hẳn là cẩn trọng tốt nhân viên chỉ tiếc một ít người lãnh đạo viên chỉ có thể thông qua mạng lưới thủy quân hãm hại phương thức như vậy cạnh tranh, thủ đoạn đúng là bị ổi. Hy vọng nhìn thấy các ngươi không muốn cô phụ mỗi một cái muốn làm việc tốt nhân viên. Vấn đề khác, chúng ta tòa án gặp. Diệp lâm tây cái này ủi bộ phát ra ngoài, ngay từ đầu là đá chìm đáy biển. Dù sao nàng cũng không có mấy cái phấn, thẳng đến sau mười mấy phút, một vị nào đó đỉnh lưu đại minh tinh điểm tán bất ngờ tới lập tức dẫn nổ lưu lượng, tề tri giật cũng không biết từ chỗ nào tìm được nàng uy bồ, lại còn điểm cái tán, thế là đầu này dài uy bồ, số liệu một chút bay lên, thậm chí cấp tốc bình luận cùng phát đều phá vạn, tiểu cửu mẫu tốt cương, tòa án gặp yêu yêu, ông trời của ta, tiểu cửu cửu cùng tiểu cửu mẫu quá thảm, gặp được loại này vừa ăn cướp vừa la làng tiện nhân công ty, thủ hộ toàn thế giới tốt nhất tiểu cửu cửu cùng tiểu cửu mẫu ô ô ô ô, ta rất thích luật sư tiểu thư tỷ. Trong lúc nhất thời, hoa khang khoa học kỹ thuật quả thực thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Dù là về sau hoa khang khoa học kỹ thuật phát một thiên không đau không ngứa tuyên bố, kết quả dẫn tới chính là càng lớn chửi rủa. Diệp Lâm Tây ngược lại là không có trông cậy vào bạn trên mạng đem công ty này xử lý, dù sao hoa khang sản phẩm cũng không phải mặt hướng người bình thường, loại này công nghệ cao công ty chỉ cần kỹ thuật quá cứng, thật đúng là sẽ không bị trên mạng mấy lời đồn đại nhảm nhí này làm bị thương. Diệp Lâm Tây chỉ muốn để bọn hắn biết, cái gì gọi là đã có thể hại người, lại có thể tổn thương mình. Bọn họ có thế đùa bẩn mạng lưới thủy quân, cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ bị hại. Ban đêm, Phó Cẩm Hoành nói không trở lại ăn cơm, Diệp Lâm Tây lắm miệng hỏi một câu, mới biết được là ba ba gọi hắn về đại trạch. Diệp Lâm Tây nghe xong, còn đến mức nào sợ hắn trở về lại chịu giáo huấn, mau nhường lái xe đưa nàng trở về. Đến đại trạch, nàng cùng phó Cẩm Hoành chính là trước sau chân sự tình. A Di vừa nhìn thấy nàng, chính vui vẻ đâu, liền nghe nàng hỏi. Cẩm Hoành trở về rồi sao? A Di lập tức chỉ chỉ thư phòng, đang cùng tiên sinh trong thư phòng nói chuyện đâu. Xong, xong. Nhất định là bị mắng. Vừa nghĩ tới trước đó hắn đứng ở chỗ này bị mắng bộ dáng, Diệp Lâm Tây đáy lòng liền hiện ra đau. Dù là mắng hắn người kia là cha của hắn, thế nhưng là nàng vẫn là không vui. Thế là Diệp Lâm Tây đi thẳng tới cửa thư phòng, tranh thủ thời gian gõ cửa phòng một cái, cũng không đợi bên trong nói mời đến, đẩy cửa đi vào đi. Nàng mặc dù là kiên trì đi đến xong, thế nhưng là nói cái gì đáy lòng đã nghĩ kỹ. "Ba ba, ngài đừng trách cứ." Diệp Lâm Tây đi vào, liền muốn mở miệng khuyên có thế đợi nàng thấy rõ ràng bên trong phát hiện phó cẩm hoành yên tĩnh ngồi ở một bên phó núi non dày đặc thì đang ngồi ở bàn đọc sách đằng sau hai cha con trên mặt đều là bình tĩnh biểu lộ nhìn không ra mảy may dương cung bạc kiếm vẫn là phó núi non dày đặc gặp nàng xông tới thản nhiên hỏi lâm tây có chuyện gì sao không có không có có thế hết lần này tới lần khác phó núi non dày đặc giống như là đâm xuyên nàng đáy lòng ý nghĩ cho là ta gọi hắn trở về lại là muốn mắng hắn diệp lâm tây không có ngoài miệng nói không có thế nhưng là hành động lại hoàn toàn là một bộ khác kỳ thật phó núi non dày đặc cũng xác thực không có chuyện gì vân khởi khoa học kỹ thuật sự tình tại trên mạng làm ầm ĩ nhốn nháo hắn cũng chỉ là gọi phó cẩm hoành trở về tìm hiểu một chút tình huống thôi hắn cái tuổi này đã từ từ bắt đầu ủy quyền Bây giờ dưới đáy đứa con trai này có tiền đồ, người bên ngoài ghen tị cũng không kịp, hắn như thế nào lại trách móc nặng nề quá mức. Huống hồ trước đó chuyện của Tống Gia, hắn cũng hỏi qua Nam Y, nói đến thật đúng là không lạ bên trên phó Cẩm Hoành. Ai, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi đi. Phó núi non dày đặc cũng không muốn nhiều lời, phất phất tay ra hiệu phó Cẩm Hoành cùng Diệp Lâm Tây một khối ra ngoài. Diệp Lâm Tây đáy lòng lại xấu hổ lại chột dạ, một bên đi ra ngoài còn một bên quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh hắn bày biện cái chén, hỏi. Ba ba, cần ta cho ngài rót cốc nước sao? Khoe mẻ, nàng vẫn là rất am hiểu. Phó núi non dày đặc cười khẽ. Nước cũng không cần ngươi đổ. Diệp lâm tây a à xong một chút, liền nghe hắn lại mở miệng. Đứa bé ngược lại là hy vọng ngươi tranh thủ thời gian sinh một cái. Diệp lâm tây cái này dục sinh đến cũng quá xảy ra bất ngờ đi, cái này đều có thể cùng sinh con dính liếu quan hệ. cũng may nàng bị phó cẩm hoành một đường dắt lên trên lầu gian phòng của bọn hắn, ngẩng đầu một cái liền lên mặt dáng hoành liên trăm năm hảo hợp. vừa vào cửa, diệp lâm tây chính ngẩng đầu chuẩn bị hỏi phó cẩm hoành, vội vã kéo chính mình lên lầu tới làm gì? ai ngờ còn chưa mở miệng, trên môi mềm mại đã nghiêng vượt trên đến, hắn cấp tốc lôi cuốn lấy đầu lưỡi của nàng, như treo đùa, treo đùa cái này hôn sâu, giống như là muốn hao tổn không hô hấp của nàng. Đợi cái này dài dằn giặt lại truyền miên hôn kết thúc, Phó Cẩm Hoành cúi đầu nhìn xem nàng. Làm sao đột nhiên tới? Biết hắn về nhà, sợ hắn bị giáo huấn. Diệp Lâm Tây trong đầu lóe lên ý nghĩ này, liền nghe hắn còn nói. Sợ ta bị chửi. Không nghĩ tới, hắn cũng đoán được. Không phải sợ, là đau lòng, Diệp Lâm Tây dứt khoát ngửa đầu nhìn xem hắn diệp lâm tây đặc biệt nói nghiêm túc phó cẩm hoành kỳ thật ta người này có thế bao che khuyết điểm phó cẩm hoành khẽ miếng môi môi nhìn qua nàng vẫn như cũ yên tĩnh tựa hồ đang chờ lấy nàng tiếp tục nói đi xuống thẳng đến nàng mở miệng nói về sau ta đến che chở ngươi ngươi chính là ta muốn hộ cái này trịnh trọng hứa hẹn hết lần này tới lần khác từ một cô nương trong miệng nói ra phó cẩm hoành nghe lại cũng không cảm thấy buồn cười, bởi vì hắn biết đây là nàng một viên chân thành trái tim. Hoa khang khoa học kỹ thuật công chuyện của công ty, vốn cho là trên Internet đảo ngược, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Có thế về sau, lại giống như tuyết băng. Ngay sau đó người sáng lập hàng khánh đông thê tử phát thư ngõ, chỉ trích một vị nào đó họ tống nữ tử tham gia gia đình, muốn làm cho nàng tuổi nhỏ nữ nhi mất đi phụ thân. Cái này thư ngõ, cấp tốc, tốc tại trên Internet lên men ra. Rất nhanh, mọi người lại phát hiện cái này tiểu tam tống mổ, liền là trước kia cảnh sát nói tới thuê thủy quân lẫn lộn tống mổ. Cái này còn như chắc chắn chứng cứ, nói rõ hai người này chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Tự nhiên Hoa Khang Khoa học kỹ thuật lại một lần nữa phát biểu tuyên bố phủ nhận, kết quả không nghĩ tới chính là bạn trên mạng thực sự quá mức thần thông quảng đại không chỉ có tống nhân ủy bộ cùng ISN số tài khoản bị lột da, liền ngay cả vị kia người sáng lập hàng thánh đông ủy bộ cũng bị lột da, phát hiện hai người thường xuyên trước sau chân phát ủy bộ không nói, rất nhiều ủy bộ sở định vị địa chỉ vẫn là cùng một nơi. Đồng thời tống nhân ISN trên có một cái cầm cái thì chụp ảnh ảnh chụp, cuối cùng bị lột da cái thì bên trên cái bóng chính là hàng thánh đông. Thế là hai người này bị chữa chính là cẩu huyết lâm đầu. Rất nhanh tống nhân liền gạch bỏn cùng ủy bộ. Lúc đầu tất cả mọi người coi là đây chỉ là một cọc màu hồng phấn tai tiếng, thẳng đến hoa khang khoa học kỹ thuật bởi vì tài vụ làm giả sự tình bị điều tra, nguyên lai hoa khang vi có thể mau chóng đưa ra thị trường, thế mà ngụy trang mình tài báo. Loại này thế nhưng là chạm đến pháp luật sự tình, trong lúc nhất thời, phong thanh hạt lệ. Trước đó mấy vòng đầu tư bỏ vốn phía đầu tư, dùng dập yêu cầu rút vốn lui cổ. Phó Cẩm Hoành mắt lạnh nhìn bọn họ rơi vào như thế cái hạ tràng, liền bỏ đá xuống giếng tâm tư đều chẳng muốn động một cái ngược lại là gần nhất công ty đem nước mỹ phân người của công ty triệu hồi đến hắn đặc biệt gặp một người trong đó người kim diệu là phó cẩm hoành trước trợ lý tại tầng chu trước đó một mực là kim diệu đi theo hắn về sau kim diệu lưu tại nước mỹ phân công ty gần nhất vừa bị triệu hồi tới nghe được phó cẩm hoành muốn thấy mình hắn lập tức tới tiến vào văn phòng tại đơn giản hàng huyên về sau, Phó Cẩm Hoành nhìn xem hắn hỏi. Sáu năm trước ngươi cùng ta tại bốt tần đi công tác sự tình, còn nhớ rõ sao? Kim Diệu không nghĩ tới, mình bị kêu đến lại là vì hỏi xa xưa như vậy sự tình. Hắn suy nghĩ một chút, ngươi là cụ thể muốn hỏi cái gì sự tình? Năm đó tự thâm để cho ta tặng quà cho Lâm Tây, ta nhớ được cuối cùng là ngươi đưa qua đúng không? Trải qua hắn như thế nhắc một điểm, Kim Diệu lập tức nghĩ tới, hắn gật đầu đúng đúng là ta nói đến còn chưa kịp tự mình chúc mừng ngài cùng dịp tiểu thư vui kết liền cành đâu kim diệu cũng xác thực không nghĩ tới nhà mình lão bản thái thái sẽ là vị này phó cẩm hoành xoa nhẹ hạ mi tâm rút cục lại mở miệng lần nữa vậy ngươi còn nhớ rõ đêm hôm đó nàng tại khách sạn đại sảnh các loại ta sự tình sao kim diệu cứng lại lại không lập tức mở miệng hiển nhiên hắn là nhớ kỹ đêm đó ta đến cùng nói qua với nàng cái gì phó cẩm hoành nhẹ giọng hỏi kỳ thật về sau suy nghĩ kỹ một chút liền biết đêm đó hắn thương nàng hẳn là sâu vô cùng bằng không từ thuở thiếu thời liền bắt đầu thích hắn cô nương không đến mức về sau thấy hắn bộ kia trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau bộ dáng có thể thấy được ngày đó hắn nhất định nói cái gì làm cho nàng đáy lòng quá thương tâm về sau gặp lại nàng thay đổi hoàn toàn phó bộ dáng kim diệu há to miệng có chút không có dám mở miệng phó cẩm hoành ta muốn biết hắn muốn biết đã từng hắn đến tột cùng nói qua nhiều đã thương người hồi lâu kim diệu cuối cùng mở miệng nói đêm đó dịp tiểu thư tại khách sạn đại sảnh đợi ngài ngài cũng uống rất nhiều rượu phó tổng có đôi khi người say rượu nói lời cũng không phải là lời thật lòng nói đi thế là kim diệu đem đêm đó một năm một mười nói ra đặc biệt nói đến, hắn trên mặt trào phúng nhìn về phía Diệp Lâm Tây, chất vấn nàng, cho nên, ta yêu cầu ngươi đợi ta một buổi tối sau. Ngươi có phải hay không là còn muốn nói ngươi thích ta? Ta có phải là còn muốn đối với ngươi phụ trách nhiệm, cũng bởi vì ngươi thích ta, ta nhất định phải đối với ngươi nửa đời sau phụ trách đúng không? Bằng không ngươi liền nhảy lầu, ngươi liền tự sát. Thật buồn cười. Kỳ thật đêm đó Kim Diệu nghe được đối thoại của bọn họ, chỉ bất quá hắn sợ Diệp Lâm Tây quá mức xấu hổ, liền giả trang cái gì đều không nghe thấy. Gặp đối diện Phó Cẩm Hoành trên mặt không mang theo mảy may biểu lộ, Kim Diệu nghĩ nghĩ, vẫn là đem nên nói nói tiếp xong. Về sau ta đưa Diệp Tiểu Thư về trường học, nàng cố ý căn dặn ta, không muốn ban đêm nàng tới qua sự tình nói cho ngài. Phó Cẩm Hoành ngẩng đầu, nhìn hắn chầm chầm. Kim Diệu thở dài. Nàng nói sợ ngày ngày thứ hai nhớ tới, sẽ cảm thấy xấu hổ đột nhiên phó cẩm hoành trên mặt lộ ra một tia nói không rõ biểu lộ đây chính là hắn yêu người đi đấy lòng mềm mại đến tận đây dù là hắn say sau đối nàng nói lời ác độc nói lấy hết những cái kia làm cho nàng tuyệt vọng khổ sở có thế nàng duy nhất sợ xác thực hắn tỉnh lại sẽ xấu hổ thuở thiếu thời đã từng khí thịnh cảm thấy toàn thế giới đều có lỗi với mình liền ngay cả tính tình từ đây cũng biến thành trầm mặt lãnh đạm. Thế nhưng là, tại địa phương hắn không biết, có cái cô nương dùng mềm mại nhẹ nhàng bảo hộ lấy hắn. Nửa năm sau, tới gần Giáng sinh, Diệp Lâm Tây lại vẫn cứ bị chọc tới đi công tác. Vân khởi khoa học kỹ thuật một vòng mới đầu tư bỏ vốn lửa xém lông mày, thế là nàng cần muốn đi theo vân khởi khoa học kỹ thuật người cùng nhau đi nước Mỹ gặp một chút phía đầu tư. Đối với chuyện này nàng vốn là có oán niệm, Kết quả vừa nghe đến cậu nam nhân cũng cùng nhau đi, ngược lại là cái gì cũng bị mất. Bọn họ một nhóm đi trước New York, Diệp Lâm Tây là làm luật sư tham gia thương vụ hội đàm. Ngược lại là hết thảy coi như thuận lợi. Về sau còn nói đi vòng đi bốt tần, Diệp Lâm Tây nghe xong còn thật vui vẻ. Dù sao nàng tại Harvard đợi lâu như vậy, đối với bốt tần kia thật là quen đến không thể quen thuộc hơn nữa. Bọn họ đến thời điểm, đúng lúc là lễ Giáng sinh trước một đêm đêm Giáng sinh. Trên đường phố cửa hàng toàn treo đủ loại Giáng sinh trang trí, rực rỡ muôn màu, thấy cũng làm người ta cảm thấy vô cùng náo nhiệt. Diệp Lâm Tây ngồi ở trong xe, một đường nhìn ngoài cửa sổ. Thẳng đến xe lái vào cửa tử điếm, nàng sau khi xuống xe, Phó Cẩm Hoành tự hồ muốn gọi điện thoại, liền để nàng trước đến trong hành lang ngồi chờ một chút. Diệp Lâm Tây ngoan ngoãn đi vào, khách sạn đại sảnh sáng tỏ lại ấm áp. Cách đó không xa còn có một viên rất lớn cây thông Noel, dưới đáy bày biện một vòng giáng sinh trang trí hộp quà. Nàng nhìn một chút, đột nhiên đã xuất thần. Bởi vì một màn này thật sự quá mức quen thuộc, quen thuộc đến nàng khóe mắt giật một cái. Đại nàng ngẩng đầu, đánh giá đến cảnh trí xung quanh, càng phát ra có loại cảm giác quen thuộc. Chỉ có kia một tia không xác định, đại khái là bởi vì quán rượu kia, nàng cũng chỉ ghé qua một lần vội vàng mà đến lại vội vàng rời đi, trong lúc nhất thời thế mà phân biệt nhận không ra. Thẳng đến cửa xoay bên trong, đi tới một người mặc màu đen áo khoác nam nhân. Nam nhân mày kiếm mắt sáng lộ ra tuấn lãng, một thân khí chất trầm ổn tự phụ, màu đen áo khoác nổi bật lên dáng người thẳng tắp cao lớn. Đại hắn quay đầu nhìn qua lúc, ánh mắt va chạm bên trên lúc, đáy mắt hiện ra quan dẫn tới dịp lâm tây chậm rãi đứng lên. Làm nàng như ký ức, chậm rãi đi qua, đứng ở trước mặt hắn. Nàng ngước đầu nhìn lên lấy nam nhân trước mặt, nhẹ giọng hô: "Phó Cẩm Hoành." Phó Cẩm Hoành cúi đầu nhìn xem nàng, nhìn nàng hốc mắt chỗ dần dần nổi lên đỏ, liền biết nàng đã đoán được mình muốn làm gì. Nơi này chính là đã từng hắn thương hại nàng địa phương. Đại khái cũng là nàng nhất không muốn nhớ lại quá khứ. Cho nên hắn muốn dẫn nàng một lần nữa trở về, dùng hiện tại đi đền bù quá khứ. Diệp Lâm Tây Phó Cẩm Hoành trong mắt đen nhánh cục xuống, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, nhẹ nói. Thật xin lỗi. Có lẽ một tiếng này đến quá trễ, nhưng lại không muộn. Diệp Lâm Tây hút nhẹ hạ chóp mũi, thấp giọng nói. Ta không muốn nghe cái này. Tốt lắm. Hắn nhẹ giọng trả lời một câu. Tiếp xuống, chính là nàng thích nghe a. À. Sau một khắc, hắn hầu kết hơi lăng, giống như là muốn há mồm, lại lại bởi vì quá nồng đậm cảm xúc mà nhất thời không có mở miệng. Diệp Lâm Tây, cảm ơn ngươi yêu ta. Cảm ơn ngươi từ đầu đến cuối đều yêu ta. Diệp Lâm Tây nhìn qua ánh mắt của hắn, yên tĩnh chờ lấy hắn lời kế tiếp. Thế nhưng là nàng cũng không có chờ đến. Bởi vì một giây sau, hắn chậm rãi cầm bàn tay của nàng, sau đó một chút xíu uống gối. Trước mắt nam nhân động tác giống như là một cái chậm chạp động tác chậm, quỳ một chân trên đất. Gương mặt khẽ nâng, liền ngay cả ánh mắt đều hiện ra chói mắt sắc thái, giống như là muốn đưa nàng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Diệp Lâm Tây, cảm ơn ngươi gả cho ta. Trong trí nhớ thiếu niên kia, giống như cùng nam nhân ở trước mắt dần dần trùng hợp. Nguyên Lai, ký ức hắn chưa hề rời xa. Diệp Lâm Tây cúi đầu nhìn qua hắn, trái tim giống như là bị ôm nhu bao trùm. Nguyên Lai chân chính yêu, cũng không phải là liên lụy, cũng không phải gánh nặng mà là chữa trị. Đây là hắn yêu, cũng là nàng yêu. Chính văn xong. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 79 Kết hôn 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 79 Kết hôn 1 Mặt trời chiều ngã về Tây Ở chân trời còn sót lại lấy thản nhiên dư huy, Phó Cẩm Hoành xe chính là tại đạo này dư huy bên trong lái vào nhà mình trong viện, các loại tiến vào trong nhà, A Di ra ngoài đón hắn. Phó Cẩm Hoành đem áo khoác thoát đưa tới, nhẹ giọng hỏi. Lâm Tây đâu? Ngày hôm nay có người đưa quần áo tới, thái thái chính trên lầu thử đâu, A Di cười tủm tỉm nói. Phó Cẩm Hoành gật đầu, sau đó mạng mạn lên lầu. Quả nhiên phòng giữ quần áo đèn sáng rỡ. Nơi này ánh đèn là trải qua chuyên môn điều phối, có thể so với cao xa xỉ trong tiệm bách vạn ánh đèn. Bởi vì cửa không khóa, Phó Cẩm Hoành đi qua, đã nhìn thấy đang đứng tại trước gương người. Nàng mặc vào một đầu cạn phan hâm mộ lụa quấn ngực váy, thân eo chỗ là nhíu chặt điệp thiết kế, dùng thủy tinh bảo thạch tô điểm thành đóa hoa đường vân. Váy nghiêng sẽ tà, đi đường ở giữa dáng dấp yểu điệu. Bất quá đặc biệt nhất vẫn là lễ phục váy chỗ ngực tô điểm, là cùng bên hông đóa hoa đường vân tôn nhau lên sấn dáng ngực thiết kế chập trùng đường cong lả lướt ngươi nhất định phải xuyên cái váy này đi tham gia hôn lễ của người khác diệp lâm tây nguyên bản chính đối kính tử thưởng thức mỹ mạo của mình đột nhiên bị một câu nói kia dọa đến quá sức quay đầu nhìn xem chính tựa ở khung cửa bên cạnh nam nhân sắc mặt đều khó coi ngươi dọa ta diệp lâm tây nhịn không được nhẹ giọng phàn nàn lúc này trái tim còn phù 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 nhảy loạn đâu phó cẩm hoành chậm rãi đi đến trước mặt nàng đưa tay đem nàng ôm lấy, nhát gan như vậy. Đúng thế, ta chính là nhát gan như vậy, như thế nũng nịu, Diệp Lâm Tây cùng hắn làm nũng nói. Diệp Lâm Tây tính cách này vốn chính là cho ba phần thuốc màu có thế mở phường nhuộm, huống chi, hiện tại nàng ỷ vào phó cẩm hoành thích mình, làm nũng khoe mẻ, hạ bút thành văn không có chút nào lạnh nhạt. Đợi nàng ngửa đầu nhìn qua hắn. Ngươi vừa rồi hỏi ta câu nói kia là có ý gì? Đột nhiên nàng nhẹ nhàng đẩy ra Phó Cẩm Hoành, thân thể lui về sau hai bước, lúc này mới hỏi: "Ngươi là cảm thấy cái váy này không đủ xem được không?" Đầu này thế nhưng là nàng năm nay đặc biệt định cao định khoảng, đợi nửa năm mới cầm tới váy. Cái này không đồng nhất đưa tới, nàng mau mặc vào thử một chút. Lúc đầu nàng chính đẹp đây, không nghĩ tới bị Phó Cẩm Hoành một câu nói như vậy hỏi qua đến, giống như quay đầu tạt một chậu nước lạnh nàng một đôi trong suốt mắt đen nhìn chầm chầm hắn, chỉ kém không có ở trong mắt viết lên, ngươi nếu là dám nói ra một câu êm tai ngày hôm nay liền để ngươi đẹp mặt. Về phần phó cẩm hoành đi cùng với nàng lâu như vậy, làm sao có thể không hiểu nàng điểm ấy nhỏ lòng hư vinh. Phàm là cái gì đều muốn nhất tốt. Không thể chịu đựng bị người khác làm hạ thấp đi một tơ một hào. Cũng may phó cẩm hoành cũng vui vẻ đến luôn chiều nàng, trong mắt nhìn xem nàng nói ta sợ ngươi sẽ có đập phá quán hiềm nghi. Cái gì nha? Diệp Lâm Tây nhất thời nghe không hiểu. Nàng là đi tham gia tiệc cưới, em đẹp đập cái gì tràn tử. Thẳng đến nàng nhìn thấy nam nhân ngậm lấy ý cười mắt đen, không khỏi nở nụ cười. Ý của ngươi là ta mặc cái này thật xinh đẹp, sẽ đem tân nương tử làm hạ thấp đi. Cho nên mới sẽ có đập phá quán hiềm nghi. Phó Cẩm Hoành trao lên lông mày, Đưa tay tại nàng trên lỗ tai nhéo nhẹ một cái. Cũng là không ngu ngốc. Diệp Lâm Tây đáy lòng mặc dù bị hống thật cao hứng, thế nhưng là lại cảm thấy cậu nam nhân cái này miệng quả thực là lạ thường, trực tiếp khen nàng xinh đẹp, tiên nữ hạ phàm chẳng lẽ không được sao? Còn nhất định phải quanh co lòng vòng. Diệp Lâm Tây, nào có khen người giống như ngươi, không được, ngày hôm nay ngươi nhất định phải nói. Nói cái gì? nói ta mặc vào cái váy này, để ngươi giống như nhìn thấy tiểu tiên nữ, Diệp Lâm Tây không có chút nào nửa phần do dự nói. Phó Cẩm Hoành nghe nàng giỏng dạc, tại dừng một giây sau. Ta cảm thấy ta là mỗi ngày đều nhìn thấy tiểu tiên nữ. Diệp Lâm Tây quả thực không biết nên nói thế nào cái này cậu nam nhân, ngươi nếu là nói miệng hắn cùng vỏ sò đồng dạng gấp, có đôi khi khen nàng một câu đều muốn quanh co lòng vòng. Có thế có đôi khi, hắn lại là phá lệ sẽ thẳng cầu đập cho nàng đầu óc choáng váng. Bọn họ xác thực muốn tham gia một cái hôn lễ, Tân Lan Quang là một cái thế giao nhà bên trong đứa bé. Phó Cẩm Hoành cùng Diệp Lâm Tây quan hệ cũng còn tính quen, mà lại bình thường cũng thường xuyên tại xã giao trường hợp gặp mặt, bởi vì đối phương kết hôn hai người đều sẽ trình diện. huống hồ vị này trước hôn nhân hiệp nghị, vẫn là kha đường giải quyết. Sắp sửa trước, Diệp Lâm Tây nhớ tới một sự kiện nói. Đúng rồi, Kha Đường nói, nghĩ lúc nào mời ngươi ăn cơm. Ta. Phó Cẩm Hoành kinh ngạc. Diệp Lâm Tây một mặt lấy lòng nói. Đây không phải ngươi cho nàng giới thiệu chúng ta người bạn này nghiệp vụ, nàng liền muốn cám ơn ngươi. Kha đường là chuyên làm gia sự cái này một khối, cái gì ly hôn, kế thừa, trước hôn nhân hiệp nghị đều thuộc về nàng nghiệp vụ phạm vi. Diệp Lâm Tây cho lúc trước nàng giới thiệu một cái nhựa plastic hoa tỉ muội, kết nếu như đối phương chuyện kết hôn thất bại về sau thật đúng là nhất thời không nghe thấy ai muốn kết hôn ai ngờ lần trước kha đường trực tiếp chạy đến nàng công vị bên cạnh ông nàng nói là có người chủ động gọi điện thoại cho nàng muốn trưng cầu ý kiến liên quan tới trước hôn nhân hiệp nghị sự tình kha đường hơi hỏi một chút đối phương nói thẳng là phó tổng đề cử tới được ngay từ đầu nàng đầu óc là mộng bởi vì nhìn chung nàng nhân mạch bên trong họ phó còn có thể bị được xưng tụng tổng giống như chỉ có như vậy một vị chỉ là vị này có thể xem như nhân mạch của nàng sao? Nàng nói như vậy sẽ sẽ không thái quá đi quá giới hạn. Ai ngờ đối phương hỏi vài câu, liền trực tiếp cùng với nàng ước định câu thông thời gian, Kha Đường một cái vui vẻ liền đến tìm dịp lâm tây, trước mặt mọi người nhiều như vậy đồng sự, đem nàng bế lên. Kỳ thật chuyện này nếu không phải Kha Đường nói, dịp lâm tây chính mình cũng không biết. Lúc này Phó Cẩm Hoành tựa ở đầu giường, lạnh nhạt từ chối không cần phiền toái như vậy, tiện tay mà thôi. Lần kia hắn vừa vặn cùng Tân Lan Quang cùng một chỗ tham gia một cái yến hội, đối phương cười hỏi hắn chuyện kết hôn, hỏi hắn lúc trước ký trước hôn nhân hiệp nghị sự tình, Phó Cẩm Hoành liền nhớ lại Diệp Lâm Tây người bạn này. Diệp Lâm Tây bạn bè ít, chân chính có thể nói giao hảo chỉ có hai cái. Nàng lại thường xuyên treo ở bên miệng, cho nên Khương Lập Hạ cùng Kha Đường là làm cái gì, hắn cũng rất rõ ràng huống hồ trước đó diệp lâm tây bởi vì cho kha đường giới thiệu hộ khách thất bại cũng ghé vào lỗ tai hắn đề cập qua vài câu nói là hắn có bằng hữu kết hôn hoặc là ly hôn nhất định phải đề cử kha đường loại chuyện nhỏ này phó cẩm hoành vốn là không để trong lòng có thế hết lần này tới lần khác là nàng nói ra được giống như bất tri bất giác liền nhớ nhung ở đối phương vừa nhắc tới trước hôn nhân hiệp nghị phó cẩm hoành trong đầu liền nhớ lại nàng ở trước mặt mình làm nũng bộ dáng thế là tự nhiên mà vậy đề tên Kha Đường. Diệp Lâm Tây. Nàng đặc biệt nhớ cảm ơn ngươi. Thật sự không cần, Phó Cẩm Hoành quay đầu nhìn nàng, thấp giọng nói. Ta chỉ hy vọng nàng về sau có thế cùng ngươi cùng một chỗ tốt như vậy tốt ở Trung Hạ đi là được rồi. Diệp Lâm Tây há to miệng, hồi lâu, mới thấp giọng nói. Ngươi đây là vì ta, thu mua nàng. Khi bằng không thì đâu. Kha đường nghiệp vụ năng lực dù là lại không sai, nhưng là nhiều khi luật sư cái nghề này cũng là nhìn nhân mạch, bằng không sở luật những cái kia đối tác liền suốt ngày ra bên ngoài chạy, không ngừng giao tế không ngừng xả giao. Gặp dịp lâm tây không nói lời nào, phó cẩm hoành để điện thoại di động xuống, đem người ôm vào trong ngực. Ta chỉ là muốn để ngươi cao hứng. Nàng luôn luôn đem cái này hai cái bằng hữu để ở trong lòng. Ban bằng hữu của nàng hẳn là cũng chính là giúp nàng đi. Diệp Lâm Tây nghiêng đầu nhìn qua hắn. Ngươi bây giờ làm sao tốt như vậy? Đại khái là muốn đem trước đó không tốt, phó cẩm hoành mắt đen nhìn chăm chú nàng, đợi chấp mũi nhẹ nhàng dựa vào nàng, toàn bộ đều đền bù cho ngươi. Diệp Lâm Tây bị hắn nói đáy lòng lại tô vừa mềm, nhịn không được ôm hắn. Có thế một giây sau, nam nhân đưa nàng đè xuống giường hôn xuống dưới, ngay từ đầu nụ hôn này coi như ôm nhu, tràn đầy nhu tình cùng yêu thương, có thế theo nam nhân hô hấp dần dần tăng thêm, Diệp Lâm Tây mới phát giác không thích hợp. Nàng nhịn không được viện bờ vai của hắn, thấp thở. Ngươi! Phó Cẩm Hoành trực câu câu nhìn qua nàng. Muốn! Đối với loại chuyện này, nam nhân luôn luôn không có gì tốt khó mà mở miệng, ngược lại là Diệp Lâm Tây, bị hắn nói sững sờ. Các loại lấy lại tinh thần, mới nhớ tới muốn đưa tay kéo tủ đầu giường, xuất ra biện pháp ai ngờ phó cẩm hoành trực tiếp đem bàn tay của nàng nhẹ nhàng nắm chặt đêm nay không cần dịp lâm tây vừa lộ ra kinh ngạc biểu lộ liền nghe phó cẩm hoành còn nói về sau đều không cần lâm tây cho ta sinh đứa bé đi phó cẩm hoành thanh âm hơi câm dịp lâm tây nháy mắt nguyên bản định bật thốt lên câu kia nghĩ hay lắm thế mà đến bên miệng biến thành nhìn ngươi biểu hiện phó cẩm hoành nhếch miệng lên một vòng cười tuân mệnh diệp lâm tây nhìn qua hắn cái này không quá hài hòa nụ cười đột nhiên ý thức được mình câu nói này có nghĩa khác chờ một chút nàng nói biểu hiện không phải cái này biểu hiện a à. hôn lễ cùng ngày phó cẩm hoành cùng diệp lâm tây dắt tay quá khứ hiện tại người trẻ tuổi đều không thích xử lý truyền thống hôn lễ rất nhiều đều phải chạy đến hải đảo hoặc là nước ngoài tổ chức ngày hôm nay đôi tân nhân này cũng thế, bọn họ trước đó tại trên hải đảo đã làm qua một lần. Chỉ bất quá lần kia là xin rất ít tân khách. Lần này xử lý tiệc cưới xem như đại yến tân khách, hôn lễ hiện trường bị bố trí sắc màu rực rỡ, màu hồng màu trắng thành hiện trường chủ sắc điệu. Người mới đứng tại cửa ra vào nên đón lui tới tân khách. Phó Cẩm Hoành cùng Diệp Lâm Tây trình diễn lúc, một đôi người mới đặc biệt nhiệt tình. Dù sao cho dù là cùng một vòng người, cũng có phân chia cao thấp phó cẩm hoành nghiễm nhiên là trong hội này tất cả mọi người thổi phòng tồn tại hai người tiến vào yến hội sảnh về sau rất nhanh tại vị trí bên trên ngồi xuống tiệc cưới trường hợp lại không giống với địa phương khác ầm ỉ đặc biệt lợi hại yến hội sảnh còn đang phát hình người mới quay chụp kết hôn mv âm nhạc hỗn tạp la hét ầm ỉ âm thanh phó cẩm hoành phiền chán đóng hạ con mắt nguyên bản hắn cũng rất ít có mặt loại trường hợp này là tân nương mời diệp lâm tây nàng trở ngại đối phương trước hôn nhân hiệp nghị là kha đường làm thế là rất nể tình tới nàng quay đầu đã nhìn thấy phó cẩm hoành trên mặt nhẫn nại biểu lộ thấp giọng hỏi có phải là rất nhàm chán còn tốt phó cẩm hoành lại nhìn về phía nàng lúc thần sắc đã như thường diệp lâm tây biết hắn là vì bộ chính mình mới tới được thế là đưa tay bắt lấy hắn tay thấp giọng nói ngoan nhẫn nại một chút nha nghe nàng dùng hống tiểu hài tử giọng điệu hống chính mình. Phó Cẩm Hoành nghiêng đầu nhìn qua nàng, không khỏi cười. Cũng may bàn này đều là người trẻ tuổi, cũng đều là nhận biết, Ngụy Triệt cùng Lục Ngộ Thần còn có dịp tự thâm mấy người đều tới. Phó Cẩm Hoành cùng bọn hắn nói chuyện phím, vừa rồi dâng lên kia một chút phiền chán, cuối cùng tan thành mây khói. Diệp Lâm Tây thì cùng bên cạnh nhựa plastic tiểu tỷ muội nói chuyện phím, gặp nàng là cùng Phó Cẩm Hoành cùng đi đám người dồn dập bắt đầu thổi phòng. Thật ghen tị lâm tây, kết hôn lâu như vậy, cùng lão công vẫn là ngọt như vậy mật. Đúng vậy nha, ta vừa mới nhìn hai người bọn họ còn tay trong tay vào. Nói đến luận kết hôn phô trương, dịp lâm tây cái kia hôn lễ ta nhưng đến hiện tại đều nhớ đâu. Dịp lâm tây bị đám này nhựa plastic hoa tỉ muội thổi nâng, vừa mới bắt đầu nghe còn mới mẻ, về sau nghe được các nàng bắt đầu kéo dẫm người ta người mới, tranh thủ thời gian tìm cái lý do đi toilet ai ngờ trên đường trở về hơi kém đụng bên trên một cái nam nhân đối phương vừa muốn mở miệng nói xin lỗi ai ngờ khi nhìn rõ sở diệp lâm tây lúc sửng sốt một cái diệp lâm tây trông thấy hắn cũng có chút ngơ ngẩn bởi vì đối phương xem như nàng trước người theo đuổi mà lại nói đứng lên hắn vẫn là diệp lâm tây cùng phó cẩm hoành kết hôn công thần lớn nhất chỉ bất quá nàng sau khi kết hôn đối phương giống như rời đi bắc an đi mặt khác thành thị phát triển không nghĩ tới thế mà lại vào hôm nay gặp phải dịp lâm tây nhất thời cũng không khỏi bị lôi trở lại lúc trước ký ức khi đó dịp lâm tây còn không có tốt nghiệp hàng năm nghỉ nàng đều sẽ trở về lúc đầu nước ngoài tiệp tùng văn hóa liền thịnh hành dịp lâm tây bên ngoài lâu như vậy cũng sớm biến thành tiệp tùng động vật mỗi ngày ngợp trong vàng son tốt không vui chỉ là chơi lấy coi như chơi xảy ra chuyện rồi bọn họ cái này một người thường xuyên sẽ một khối chơi ai ngờ chơi lấy chơi lấy có người liền bắt đầu theo đuổi dịp lâm tây chỉ bất quá dịp đại tiểu thư đối với yêu đương thật sự là không có hứng thú gì nàng có tiền có mạo được cho muốn cái gì có cái đó cái nào còn muốn cái gì xuống nam nhân ai ngờ người kia tại dịp lâm tây mấy lần minh xác cự tuyệt về sau như trước vẫn là một bộ không từ bỏ bộ dáng Diệp Lâm Tây thực sự phiền chán đối phương loại này thuốc cao da chó dạng, dứt khoát đẩy trước đó vòng tròn bên trong hết thảy tụ hội, xem như nhắm mắt làm ngơ. Ai ngờ đối phương lại còn cùng với nàng muốn chết muốn sống lên. Một hồi cho nàng biểu diễn cái gì vì yêu phát cuồng, uống say như chết. Bên cạnh hắn bạn bè còn không phải đem người này uống say video phát cho Diệp Lâm Tây, tốt giống như vậy liền có thể nhấc lên Diệp Lâm Tây lòng thương hại. Đáng tiếc, Diệp Lâm Tây đối với mình người theo đuổi, luôn luôn ý chí sắt đá. Nàng lười nhát làm hải vương, cũng không nghĩ nuôi một ao cá, cho nên đều là tới một cái cự tuyệt một cái. Kết quả thật đúng là gặp mắt mù. Không chỉ có không cự tuyệt, còn một bộ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh không từ bỏ bộ dáng. Đối phương mà lại càng ngày càng quá mức, phát triển đến cuối cùng, thậm chí lấy cái chết uy hiếp để Diệp Lâm Tây đi gặp hắn một lần. Ngày đó Diệp Lâm Tây vừa lúc ở hội sở bên trong chơi, tiếp lấy đối phương điện thoại của bạn nói hy vọng nàng hỗ trợ đi gặp hắn một chút diệp lâm tây lúc này liền cự tuyệt nàng vẫn cảm thấy nam nữ hai bên chia tay muốn chết muốn sống làm ầm ĩ thực sự quá mất mặt huống hồ nàng còn không phải đối phương bạn gái đâu lần này lấy cái chết uy hiếp nàng đi gặp mặt lần sau có phải là lấy cái chết uy hiếp nàng gả cho hắn huống hồ trận kia nàng tâm tình thật sự là không tốt bởi vì lần này về nước nàng liền nghe đến một chút lời đồn đại phong ngữ liên quan tới phó cẩm hoành. Nàng vẫn cảm thấy mình sớm liền để xuống người đàn ông này, không muốn đi chú ý cùng hắn chuyện có liên quan đến. Có thế nàng không quan tâm, lại luôn có người sẽ nâng lên. Cái này không ở một lần châu báo nhãn hiệu tư nhân chia sẻ sẽ lên mặt. Thì có người nói chuyện trời đất, nói đến phó cẩm hoành. Nghe nói phó gia muốn cùng đoàn gia thông gia, đoàn thiên hàm cũng thật sự là tốt số nha. Không thể nào, ta làm sao nghe nói phó nhị thiếu đối nàng căn bản không có ý nghĩa. Nào có, bên ngoài đều đang đồn nói hai nhà bọn họ muốn thông gia, kỳ thật hai người cũng rất xứng a, à, niên kỹ, gia thế. Nó thực hiện tại vẫn là chấp nhận môn đăng hộ đối, chỉ cần gia thế phù hợp, tình cảm có thể bồi dưỡng nha. Diệp Lâm Tây vốn đang bởi vì mua xinh đẹp châu báu, tâm tình đủ tốt, kết quả nghe được loại chuyện này, cái gì hảo tâm tình đều tan thành mây khói đoàn thiên hàm. Diệp Lâm Tây đương nhiên nhận biết người này, rõ ràng đáy lòng nói không thèm để ý, thế nhưng là lại nhịn không được cầm đối phương cùng chính nàng so. Không có nàng dung mạo xinh đẹp, gia thế càng là không bằng nàng. Dù là thật là thông gia, nàng lại đi nơi nào. Chỉ bất quá Diệp Lâm Tây đáy lòng vừa nghĩ như vậy, liền kinh sợ đến mức hận không thể cho mình một cái tác. Thật đúng là tốt vết sẹo quên đau. Chẳng phải không phải liền là một cái cẩu nam nhân. Hiếm lạ. Nàng mới không thèm để ý đâu. Quản hắn kết hôn với ai, dù sao nàng không cần thiết. Diệp Lâm Tây rất nhanh lại cùng người khác thảo luận lên ngày hôm nay châu báu, đem những này không chuyện vui không hề để tâm, tự nhiên, quét thẻ thời điểm cũng phá lệ tiêu sái. Đến mức đêm hôm khuya khoác Diệp tự thâm nhìn thấy ký giấy tờ, trái tim hơi kém hụt một nhịp. Hắn đang cùng phó cẩm hoành bọn họ uống rượu, thuận miệng phàn nàn nói. Nhà đầu này tranh thủ thời gian lấy chồng đi, còn tiếp tục như vậy, nhà chúng ta sớm muộn sẽ bị nàng bại quan. Tiểu cô nương nha, thích mua một chút đồ vật bình thường. Ngụy Triệt rất hiểu nói. Diệp tự thâm hướng hắn liếc qua, một chút. Hắn trực tiếp đưa di động ném cho Ngụy Triệt, các loại Ngụy Triệt cúi đầu nhìn thoáng qua, hít vào một hơi. Cái này về sau nếu ai lấy chúng ta lâm tây, đó chính là cả một đời đều phải cho nàng làm trâu làm ngựa." Lục Ngộ thần cười nói, "Các ngươi cũng quá khoa trương, ta đến xem." Hắn liếc một cái, lập tức ngậm miệng kinh diễm. Một bên phó Cẩm Hoành từ đầu đến cuối yên tĩnh nghe, cũng không tham dự cái đề tài này. Diệp Lâm Tây cũng không biết chuyện này, vẫn như cũ mỗi ngày sống phóng túng, mỗi ngày đám tiểu tỷ muội ở giữa ngược lại là có tham gia không hết hoạt động. Thẳng đến có người sinh nhật, tại hội sở bên trong thuê bao sương. Diệp Lâm Tây bởi vì đi có chút muộn, bị phạt mấy chén, uống có chút say khước. Cũng không biết là ai cho nàng vị kia điên cùng theo đuổi người mật báo, thế mà để hắn đuổi tới tới bên này, Diệp Lâm Tây dứt khoát đứng dậy rời đi bao sương. Kết quả nàng uống thật sự là có chút nhiều, trên chân lại xuyên 10cm dày cao gót. Nhất thời, choáng đầu tựa ở vách tường. Đối phương đuổi theo muốn đỡ lấy nàng đi nghỉ ngơi, Diệp Lâm Tây bình thường cũng không nguyện ý cùng người này ở cùng một chỗ, chớ nói chi là uống say thời điểm, vạn nhất đối phương thừa lúc vắng mà vào. Nghĩ tới đây, nàng ra sức hất tay của hắn ra bàn tay, đừng đụng ta. Thế nhưng là người này giống như hạ quyết tâm muốn đi theo nàng, dù là nàng đẩy hắn ra, đối phương vẫn là đi lên viện nàng. Thẳng đến Diệp Lâm Tây thân thể rơi vào một cái khác ôm ấp, còn có đỉnh đầu chỗ một cái thanh lãnh thanh âm. Nàng đã nói, để ngươi đừng đụng nàng. Ngươi là ai, ngươi mới là đừng đụng nàng. Đợi vòng ôm nàng người, hơi cúi đầu, nhéo nhẹ một cái gương mặt của nàng, thấp giọng hỏi. Còn nhớ ta không? Diệp lâm tây mở to hai mắt nhìn qua hắn, đen nhánh đồng tử bên trên che đậy một tầng thanh nhuận thủy quang, tự hồ là bởi vì uống rượu. Một lát, nàng thấp giọng nói. Phó Cẩm Hoành. Nàng đương nhiên nhận biết. Vẫn là một chút liền nhận ra sau đó nàng suy nghĩ một chút cảm thấy đây đại khái là một giấc mộng đi có lẽ là bởi vì trước mấy ngày nghe được tin tức liên quan tới hắn cho nên ngày hôm nay nằm mơ mơ tới hắn mà dịp lâm tây người theo đuổi mắt thấy nàng rõ ràng hô lên tên phó cẩm hoành lập tức như lâm đại địch nhìn qua phó cẩm hoành đối phương suy nghĩ một chút hay là hỏi coi như ngươi cùng lâm tây nhận biết nhưng là nàng uống say ta cũng không thể đem nàng giao cho ngươi chẳng lẽ muốn giao cho ngươi? Phó Cẩm Hoành vừa rồi vừa ra tới, đã nhìn thấy có hai người tại trên hành lang dây dưa. Vốn cho là là tình nhân cãi nhau, lại thấy được Diệp Lâm Tây. Cho nên hắn lập tức tiến lên đem Diệp Lâm Tây kéo qua, lại nhìn thấy nàng uống nhiều như vậy, không khỏi đáy lòng có chút tức giận. Rõ ràng nhiều năm như vậy, chưa thấy qua nàng. Lần trước chỉ là xa xa nhìn nàng một cái, lần này gặp lại, chính là không chút do dự xuất thủ cứu nàng. Sở dĩ tức giận cũng là bởi vì cảm thấy tiểu cô nương trưởng thành, xác thực sống được tùy ý tư sống, nhưng là hơi bị quá mức tùy ý. Liền loại này ý đề phòng người khác đều có thể không có. Thế là phó Cẩm Hoành xuất thủ đem nàng mang đi, xuống lầu dưới về sau, dịp Lâm Tây bị gió thổi qua, cả người tựa hồ thanh tĩnh không ít, cũng ý thức được đây không phải mộng. Là sống sờ sờ phó Cẩm Hoành đứng ở trước mặt nàng nhưng sắc mặt của đối phương phá lệ không dễ nhìn, Diệp Lâm Tây bây giờ đối với hắn đã không còn ý nghĩ xấu, tự nhiên không cần nhìn sắc mặt hắn. Gặp hắn thối lấy khuôn mặt, lập tức cũng phủi miệng. "Cảm ơn." Một tiếng này nói lời cảm tạ, nói tâm không cam tình không nguyện. Phó Cẩm Hoành lặng lẽ nhìn qua nàng. "Ngươi có biết hay không vừa rồi nguy hiểm cỡ nào, vạn nhất hắn muốn đối ngươi làm được gì đây?" Ngươi có phải hay không là hẳn là suy tính một chút mình nhìn bạn bè ánh mắt. Diệp Lâm Tây lúc đầu đối với hắn liền cảm xúc phức tạp, giờ phút này còn muốn nghe hắn châm chọc khiêu khích, trong lòng đương nhiên khó chịu. So ra kém ánh mắt của ngươi kém. Thua người không thua trận. Ta. Phó Cẩm Hoành cười nhạo, thấp giọng ép hỏi. Ta cái gì ánh mắt kém? Diệp Lâm Tây không nhanh không chậm nói. Chọn đối tượng kết hôn ánh mắt kém. Phó Cẩm Hoành liền giật mình. Thế nhưng là trước mặt tiểu cô nương thân thể đột nhiên lung lay dưới, một đôi đựng đầy thủy quan mắt đen vẫn như cũ nhìn chầm chầm hắn, ngươi đừng nghĩ phủ nhận, ta đều nghe nói. Ánh mắt kém. Là thật sự kém. Phó Cẩm Hoành không nghĩ tới mình cứu được nàng, ngược lại bị dội cho một thân nước bẩn. Còn nàng nói đối tượng kết hôn, hắn đại khái cũng đoán được. Đoàn thiên hàm đối với hắn từng bước ép sát, bây giờ đã đem làm việc làm được trong nhà hắn trưởng bối trước mặt trong nhà nhất thời là không trông cậy được vào hắn ca kết hôn bây giờ đều nhìn chằm chằm phó cẩm hoành tập trung tinh thần muốn để hắn mau chóng kết hôn phó cẩm hoành lúc đầu đối với kết hôn chuyện này cũng không thèm để ý kết hôn cũng chưa chắc không thể liền ngay cả đối tượng kết hôn hắn đều không lắm để ý thế nhưng là nhưng vào lúc này này đôi ánh mắt liễm diễm con mắt nhìn chằm chằm hắn lúc trong lòng hắn lại đột nhiên có ý nghĩ có lẽ từ ngày đó tại hội sở bên trong trông thấy nàng lúc ý tưởng này liền lặng yên sinh ra bóng đêm hơi lạnh thế nhưng là thanh âm của hắn lại không bình thường băng lãnh ngược lại mang theo một tia khô ý hỏi ngược lại ánh mắt của ta kém ngươi phải làm sao làm sao bây giờ hắn đang hỏi nàng phải làm sao sao dịp lâm tây bị hỏi ngơ ngẩn đột nhiên phó cẩm hoành nhìn qua nàng nếu không, ngươi cứu vớt một chút ta. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 80 Kết hôn 2 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 80 Kết hôn 2 Ta điên rồi. Mới cùng ngươi kết hôn. Tại phó Cẩm Hoành nhìn về phía nàng, hỏi ra câu nói này lúc, Diệp Lâm Tây đáy lòng là nghĩ như vậy. Thế nhưng là giờ phút này, nàng ngồi ở nàng cùng phó cẩm hoành lễ đính hôn hiện trường, còn có loại nàng đến cùng là cái nào gân dựng sai hoang đường. Hai nhà người vui vẻ hòa thuận, tối thiểu nhất các trưởng bối đều đúng thế. Phó gia cho dù đối với dịp lâm tây cái này đột nhiên xuất hiện con dâu nhân tuyển, rất là kinh ngạc. Thế nhưng là dịp lâm tây dù sao không là người khác, là dịp tự thâm thân muội muội. Dịp tự thâm thuở thiếu thời cùng phó cẩm hoành lăn lộn quá quen, đến mức phó gia thì tương đương với hắn nửa cái nhà tại phó gia ngủ lại chơi đùa là chuyện thường xảy ra các trưởng bối đều thích dịp tự thâm mặc dù đối với dịp lâm tây còn không tín hiểu rất rõ nhưng cũng yêu ai yêu cả đường đi huống hồ như thế xinh đẹp hào phóng tiểu cô nương ngồi ở trước mặt mang trên mặt cười lúc cả gian phòng ốc đều đang phát sáng cảm giác thế nhân yêu mỹ nhân tất cả mọi người không thể ngoại lệ nam y nghiêng đầu nhìn xem ngồi ở nhà mình con trai bên người cô nương cười nói lâm tây cẩm hoành mặc dù trên mặt lạnh một chút nhưng là đáy lòng lại đem người nhà đặt ở phía trước nhất về sau các ngươi kết hôn hắn nhất định sẽ thương ngươi diệp lâm tây thẹn thùng cười một tiếng hơi cúi đầu chỉ bất quá đáy lòng xem thường đang ngồi các trưởng bối đều cho là bọn họ là bởi vì tình cảm kết hôn thế nhưng là diệp lâm tây đáy lòng rõ ràng cái này kết hôn có bao nhiêu hờn dỗi nhiều ít tùy tiện nhiều ít không quan trọng ở bên trong. Các trưởng bối nói chuyện trời đất, nàng quay đầu nhìn bên người nam nhân. Đã nhìn thấy khóe miệng của hắn bên trên vết thương còn phá lệ rõ ràng. Suy nghĩ một chút, Diệp Lâm Tây vẫn là mở miệng. Ngươi cùng ta ca thật sự đánh nhau. Ân. Phó Cẩm Hoành ứng tiếng, bưng lên trước mặt nước trà chén uống một ngụm. Diệp Lâm Tây nhìn hắn một bộ, ta không muốn nhiều lời biểu lộ, liền đánh đáy lòng tức giận, hết lần này tới lần khác chung quanh cũng đều là trưởng bối. Thế là nàng không nhanh không chậm nói. Bất quá nếu là vì cưới ta, coi như chịu bỗng nhiên đánh cũng là đáng đi. Diệp đại tiểu thư một thân ngạo khí, con mắt chỉ hận dài lên đỉnh đầu, không coi ai ra gì. Giống như trên đời liền không ai có thể xứng với nàng người. Lúc này dù là đè ép thanh âm nói câu nói này, trong ngữ điệu vẫn như cũ tràn đầy tự hạ thấp địa vị, giống như hắn có thể lấy lấy mình là tổ tiên bốc lên thanh yên. Phó Cẩm Hoành cũng là hứa nhiều năm không gặp qua nàng, còn làm nàng là thuở thiếu thời, dịu dàng ngoan ngoãn ngoan nhu tính tình, thật không nghĩ đến hiển nhiên ương ngạnh đại tiểu thư bộ dáng. Hắn cũng đã gặp không ít vênh váo tự đắc đại tiểu thư, nếu là người khác, hắn nhất định phiền chán đến cực điểm. Nhưng Diệp Lâm Tây nói ra, rõ ràng đồng dạng vênh váo tự đắc lại không khiến người ta sinh chán ghét đại khái là nàng trương này xinh đẹp đến không gì sánh được mặt lên tuyệt đối tác dụng phó cẩm hoành nhìn qua nàng chậm rãi lộ ra một vòng cười về sau nói nói là a à, đúng là đáng giá diệp lâm tây chính hài lòng mà cười cười ca của ngươi chịu cái này bỗng nhiên đánh đáng giá diệp lâm tây bất quá nói đến dịp tự thâm hắn xem như phó lá hai nhà duy nhất không tới trận trực hệ liền ngay cả phó cẩm hoành thân ca ca phó lúc tầm ngày hôm nay đều đến đây dịp đóng buổi sáng trong nhà cho dịp tự thâm gọi điện thoại mắng kinh thiên động địa liền ngay cả nếu là không tham gia lâm tây lễ đính hôn ta liền không nhận ngươi đứa con trai này loại này uy hiếp đều hô lên tới đều không thể thay đổi dịp tự thâm ý nghĩ dịp lâm tây cũng không biết vì cái gì anh của nàng lần này tức thành dạng này chẳng lẽ là bởi vì nàng cùng phó cẩm hoành là tại sinh nhật của hắn bữa tiệc thông đồng thành công, cho nên hắn ghen ghét. Trước đó phó cẩm hoành một câu kia nếu không ngươi cứu vớt một chút ta, giống như là một đạo lôi thẳng tắp bổ vào dịp lâm tây trên đầu. Vài ngày, nàng đều đầu óc choáng váng. Chỉ cần nghĩ đến đêm đó, nghĩ đến hắn lúc, đầu óc liền không cầm được choáng váng. Hắn là có ý gì? Hắn muốn làm gì? vẫn là nói chó nam nhân này tại mấy năm này bên trong đã dưỡng thành tùy tiện trêu chọc người khác tật xấu vừa nghĩ tới phó cẩm hoành khả năng cũng là những cái kia dầu mở nam một trong số người nàng cái này trong lòng liền vừa xót vừa tê nguyên vốn còn muốn có thể an ủi mình dù sao nàng không thích hắn dù là coi như hắn biến thành dầu mỡ cẩu nam nhân lại mắc mớ gì đến nàng đâu thế nhưng là đáy lòng lại phiền muộn lên đã từng đáy lòng tấm lòng rộng mở thiếu niên đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy còn có so cái này càng khiến người ta khổ sở diệp lâm tây cảm thấy mình thật kiên cường thế mà không có khóc ngày đập đất ai điếu mình mất đi mối tình đầu thẳng đến hai người tại dịp tự thâm tiệc sinh nhật bên trên một lần nữa gặp được bọn họ một cái làm dịp tự thâm bằng hữu tốt nhất một cái làm dịp tự thâm thân muội muội nghĩ không gặp phải cũng khó trừ phi phương nào có thể tránh phó cẩm hoành đương nhiên sẽ không tồn lấy ý định này dịp lâm tây nhưng là đáy lòng kìm nén một hơi nếu là nàng cố ý không đi giống như sợ gặp hắn giống như cho nên ngày đó nàng không chỉ có đi mà lại cách ăn mặc đặc biệt xinh đẹp động lòng người một thân sáng phiến đai đeo váy dài tóc xoăn dài áo choàng giống như từ trước đây trong phim ảnh đi tới đại mỹ nhân thấy một phòng nam nhân đều không dời mắt nổi con ngươi nàng bởi vì một mực tại nước ngoài đọc sách dù là về nước cũng có mình vòng tròn cũng đều là nữ sinh nhiều bởi vậy không ít người cũng bắt đầu cùng Diệp Tự Thâm nghe ngóng Diệp Lâm Tây. Biết được Diệp Lâm Tây không có yêu đương cũng không có bạn trai, từng cái ma quyền sát trưởng kích động bộ dáng. Diệp Tự Thâm thấy thế, lập tức hừ lạnh. Đừng trách ta không có đem xấu nói trước, ai dám đối với muội muội ta ra tay, từ đây ta cũng đừng ngươi người bạn này. Ta đi, Tự Thâm, nhìn không ra ngươi vẫn là muội khống thuộc tính đâu. Đúng thế, vạn nhất là Lâm Tây muội muội mình thích lâm tây tuổi tác đàm cái luyến ái cũng không có gì đi đám người ngươi một lời ta một câu đều đang nói trêu ghẹo hắn dịp tự thâm bình tĩnh khuôn mặt cũng là khó chơi bộ dáng vẫn là đám người có người nhớ tới ngày hôm nay vị này chính là thọ tinh công mở miệng nói ra đã tự thâm lên tiếng các ngươi từng cái đều cho ta tỉnh táo lấy điểm a mọi người dồn dập ứng thanh tốt duy chỉ có tại ngồi bên cạnh phó cẩm hoành từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Bữa tiệc sinh nhật phi thường náo nhiệt, người mặc dù nhiều, thế nhưng là gặp được xác suất nhưng cũng không phải không có. Diệp Lâm Tây mặc dù không am hiểu uống rượu, nhưng là không chịu nổi bên cạnh có người khuyên. Uống hai chén liền mặt đỏ tới mang tai, người khác chào hỏi nàng cùng một chỗ chụp ảnh thời điểm, nàng nhìn lên gặp trong màn ảnh mình phím hồng gương mặt, đâu còn có chụp ảnh tâm tư, tranh thủ thời gian tìm cái cớ liền hướng bên ngoài trượt bên ngoài vườn hoa, mơ hồ lại vài chiếc đèn chiếu sáng, giống như cho bên ngoài hoa cỏ cây cối lồng một tầng nhàn nhạt khói xa. Diệp Lâm Tây hưởng thụ lấy gió lạnh lúc, liền nghe đến bên cạnh có động tĩnh. Vừa quay đầu, mới phát hiện lại có thế có người tại nói chuyện với Phó Cẩm Hoành. Là cái nữ nhân xinh đẹp, lại một cẩn thận nghe, vẫn là thổ lộ. Đối phương nói, ta biết một mực là đoàn thiên hàm cuốn lấy ngươi, bên ngoài thật nhiều ngươi cùng với nàng tin đồn. Ngươi nếu là nghĩ làm sáng tỏ, ta, ta có lẽ có thể giúp đỡ." Diệp Lâm Tây nhíu mày lại. Vị này xem ra trà nghệ tinh xảo nha, liền đào chân tường loại chuyện này đều nói như thế tươi mát độc đáo. Tốt một đóa tươi mát trà xanh nhỏ. Rất nhanh, Phó Cẩm Hoành âm thanh âm vang lên. "Thật có lỗi, ta cùng với nàng xác thực không quan hệ, nhưng là ta cũng vô ý cùng ngươi dính líu quan hệ." Gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, giải quyết dứt khoát đến để dịp lâm tây trong đầu cái gì suy nghĩ cũng còn không có dâng lên đâu. Cái này, cái này cự tuyệt. Dịp lâm tây trước mấy ngày còn đang suy nghĩ, chó nam nhân này bây giờ là không phải thành thay đổi thất thường dầu mỡ nam nhân. Nàng lặng lẽ thăm dò nhìn sang, vị này trà xanh nhỏ bàn về dài tướng thật sự cũng không tệ lắm, thanh lệ ôm nhu, đen sa tanh đồng dạng tóc dài thẳng tắp khoát tại sau lưng. Đen dài thẳng có lẽ là nam nhân thống nhất thẩm mỹ liền dạng này hắn đều không thích cho nên hắn đến cùng thích gì dạng diệp lâm tây lại nghĩ tới hắn đêm đó trêu chọc chính mình sự tình thế là trong lòng nhất thời có chút loạn loạn đến phó cẩm hoành đứng ở trước mặt nàng nàng mới ý thức ngươi làm gì nàng bật thốt lên hỏi phó cẩm hoành cúi đầu nhìn nàng nghe góc tường thú vị sao là ta tới trước diệp lâm tây lẻ thẳng khí hùng không chút nào xấu hổ nói ai bảo các ngươi nói chuyện trước đó cũng không xem trước một chút chung quanh ngươi cho rằng ta muốn nghe những sự tình này a à? cũng không phải cái gì có dinh dưỡng đồ vật phó cẩm hoành nghe nàng lại không tức giận ngược lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu tinh không kim dạ tinh đẩu đầy trời giống như bị chiếu xuống chỉ đen nhung phía trên kim cương thỉnh thoảng có một viên chiếc xạ ra chói mắt ánh sáng rốt cục hắn nhẹ nói đúng vậy a à, ai muốn nghe những sự tình này Diệp Lâm Tây nghe được hắn lạnh nhạt giọng điệu phía dưới sự bất đắc dĩ, còn đang suy nghĩ, người này chuyện gì xảy ra? Nào có người thích không tốt sao? Thế nhưng là rất nhanh, nàng lại nghĩ tới cái kia Giáng sinh tuyết dạ, hắn tự nhủ. Nàng kỳ thật rất thông minh, tối thiểu nhất trí nhớ rất tốt, bằng không cũng không trở thành dựa vào mình liền có thể thân mời đi Harvard. Cho nên không nên nhớ kỹ không nghĩ nhớ kỹ sự tình, nàng cũng vẫn là có thế nhớ kỹ nhất thanh nhị sở nàng cũng đi theo trầm mặt nhìn lên bầu trời. Giống như cái này rực rỡ tinh không, ký thác cái gì giống như. Rốt cục, Phó Cẩm Hoành Thanh âm vang lên lần nữa, hắn hỏi. Ta lần trước nói lời, ngươi còn nhớ rõ sao? Diệp Lâm Tây cũng không biết ra tại tâm tình gì, vô ý thức nói. Nhớ kỹ. Quả nhiên nàng vừa dứt lời, Phó Cẩm Hoành quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt của hắn có chút hẹp dài, đặc biệt là đôi mắt chỗ hơi nhếch lên phát họa ra một tia kiều diễm khí tức làm sao hắn khí chất quá mức lạnh lẽo cứng rắn ngạnh sinh sinh đem cái này một vòng kiều diễm biến thành muộn tao diệp lâm tây nếu không cùng ta kết hôn thử một chút câu nói này so trước đó câu kia còn muốn điên hết lần này tới lần khác lần này đi theo một khối phát hiện còn có diệp lâm tây cùng hắn kết hôn thử một chút hắn có tiền có mạo còn như thế quý hiếm cùng hắn kết hôn, nàng thấy thế nào đều là chỉ kiếm không uổng công cái kia. Thế là nàng trực câu câu nhìn về phía hắn. Tốt lắm. Diệp Lâm Tây cái này suy nghĩ không biết bị kéo đến nơi nào, vẫn là người đối diện có chút kinh hỉ hô. Lâm Tây. Đã lâu không gặp. Diệp Lâm Tây ngược lại cũng không trở thành thật sự nhân tình gì lõi đời cũng đều không hiểu. Bây giờ nàng kết hôn, nàng vị này trước người theo đuổi nhìn cũng sớm buông xuống. Trước người theo đuổi đại khái xác thực không nghĩ tới ở đây đụng tới nàng, một bộ muốn hàng huyên đến cùng bộ dáng. Ta nghe nói ngươi bây giờ về Bắc An, hơn nữa còn tại làm luật sư đúng không? Ngươi ở đâu cái sở luật? Bê vấn. Đối phương nghe xong càng cảm thấy hứng thú hơn, truy vấn nói. Nguyên lai là bê vấn, ngươi trước mắt chủ yếu làm chính là nghiệp vụ gì phạm vi? Nếu là có cơ hội, chúng ta cũng có thể hợp tác. Đúng rồi ta tháng trước vừa về nước, ta. Lâm Tây, đột nhiên sau lưng một thanh âm đánh gãy người này liếu lo không ngừng. Diệp Lâm Tây nghe thấy lấy thanh âm, liền biết là ai tới. Chỉ là nàng Thái Dương hơi nhảy, có loại đại sự không ổn chột dạ cảm giác. Quả nhiên, Phó Cẩm Hoành một đi tới, trực tiếp nắm ở eo thân của nàng, nghiêng đầu lúc, thanh âm mang cười mà hỏi Lâm Tây, gặp phải bằng hữu. Những lời này là khẳng định câu nhưng là hắn khẳng định diệp lâm tây không dám khẳng định a à. nàng lập tức nói trước đây quen biết vừa rồi trong lúc vô tình gặp được còn không có trò chuyện đâu ngươi liền đến có thế câu nói này nói xong diệp lâm tây ngây ngẩn cả người bởi vì nàng vừa nhớ lại một sự kiện đó chính là phó cẩm hoành nhận biết người này lúc trước đối phương quấn lấy diệp lâm tây vẫn là phó cẩm hoành hỗ trợ giải vây phó cẩm hoành vừa rồi câu này hỏi thật là có một chút câu cá chấp pháp hương vị. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm Tây đáy lòng lại thầm mắng cậu nam nhân, đem ý nghĩ thế này tiêu vào lão bà của mình trên thân. Thua thiệt nàng còn nói nhiều lời như vậy, làm bộ mình cùng đối diện người này không quen đâu. Cũng may nàng vị này trước người theo đuổi, hai năm này đầu óc hẳn là thanh tĩnh nhiều, không có làm năm bị Diệp Lâm Tây cự tuyệt lúc, muốn chết muốn sống kia cổ sức lực. Hắn còn rất bản thân cảm giác rất tốt nói. Phó tiên sinh, ta cùng Lâm Tây cũng là đã lâu không gặp." Diệp Lâm Tây bên tai nghe hắn, bị dọa đến quá sức. Còn kém trước mặt mọi người hét lớn ra, ta cùng hắn không quen, không quen. Làm sao, Phó Cẩm Hoành thực sự không phải người bình thường. Người bình thường nghe được câu này, như thế nào đi nữa, vì trên mặt mũi không có trở ngại, đại khái cũng muốn giả khách khí hai câu. Phó Cẩm Hoành ngẩng đầu nhìn đối phương lúc, mí mắt vén lúc đồng tiệp đều nhiễm lên mấy phần lãnh đạm, nếu là dạng này, kia tốt nhất về sau đều đừng gặp. Diệp Lâm Tây cùng đối diện vị này không tính vô tội trước người theo đuổi, nghe nói như thế, đều trợn mắt hốc mồm. Thẳng đến Diệp Lâm Tây bị lôi đi, nàng đều còn không có lấy lại tinh thần. Ngươi làm sao, một chút thể diện cũng không lưu lại. Diệp Lâm Tây rốt cục trở lại bình thường, có chút trố mắt nói. Ta cùng hắn chính là ngẫu nhiên gặp phải. Phó Cẩm Hoành. Về sau loại người này, ngẫu nhiên gặp phải, cũng không cần chào hỏi. Diệp Lâm Tây nghe muốn cười. Mặc dù Phó Cẩm Hoành tính cách rất thanh lãnh, nhưng là cách đối nhân xử thế ngược lại không đến nỗi thật sự lạnh lùng như vậy, tương phản mà hắn thân ở cửa hàng, phải làm được đạo lý đối nhân xử thế, hắn có thể làm làm cho tất cả mọi người đều tìm không ra mau bệnh. Kết quả, ở chỗ này cùng một cái không biết từ cái kia xó xỉnh xuất hiện người đưa khí thật đúng là thật không nghĩ hắn diệp lâm tây nói ta nói ngươi cái này bay dấm có phải là ăn quá không hiểu thấu bay dấm phó cẩm hoành quay đầu nàng thật sự cho rằng ta đã quên hắn là ai ai còn không có mấy người trước người theo đuổi a à? diệp lâm tây một trái tim nghịch phản đứng lên nàng còn muốn kích thích hắn nói mà lại nói đứng lên hắn còn tính là chúng ta nửa cái bà mối đi nếu không phải là bởi vì hắn quấy rối ta ngươi cũng sẽ không cứu ta. Sẽ không cứu ta, liền sẽ không nói ra câu nói kia. Hết thảy phản phất từ đêm đó, từ nơi sâu xa có cố định vận mệnh. Phó Cẩm Hoành yên tĩnh nhìn qua nàng, không phải là bởi vì hắn. Diệp Lâm Tây hỏi, đó là bởi vì ai? Bởi vì ngươi. Như thế lý trực khí tráng nam nhân, giống như cũng có khó có thể dùng mở miệng thời điểm, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác, hồi lâu nói là bởi vì ngươi, ta mới muốn theo ngươi kết hôn. Dù là không có kia việc nhỏ xen giữa, không có kia cái ngoài ý muốn. Nàng tổng sẽ xuất hiện, tổng khả năng hấp dẫn hắn. Hết thảy sớm trong năm tháng được an bài thỏa đáng. Rất nhanh, hôn lễ bắt đầu, nguyên bản rải rác ở các nơi người, dồn dập trở lại mình trên bàn tiệc ngồi xuống. Toàn trường tại hôn lễ người chủ trì ra hiệu dưới, dần dần an tĩnh lại. Diệp Lâm Tây ngẩng đầu nhìn sân khấu, xích lại gần bên người nam nhân. Ngươi còn nhớ hay không cho chúng ta chuyện kết hôn? Hôn lễ của bọn hắn. Cái kia danh xưng là xính lễ hơn trăm triệu, tốn hao nghìn vạn lần chi cự hôn lễ. Diệp Lâm Tây phát hiện ngày hôm nay vẫn là câu lên hồi ức thời cơ tốt. Hôn sự của nàng giống như là bị nhấn xuống tiếng nhanh khóa, đại khái cũng là hai nhà quá mức có tiền nguyên nhân, tân nương định chế áo cưới, người khác từ thiết kế đến chế tác liền muốn hơn nửa năm. Nàng món kia đẹp đến làm người ta nín thở áo cưới, từ thiết kế đến cầm tới trong tay nàng, chỉ dùng 4 tháng. Về phần phía trên suýt nhiều ít xoa rovi thủy tinh, dùng nhiều ít thủ công người chế tác, hao tốn bao nhiêu giờ công, nàng đều chưa từng có hỏi. Dù sao cuối cùng, nàng sẽ xuyên cái này áo cưới trở thành xinh đẹp nhất tân nương. Hết thảy phồn hoa mê hoa mắt. Cho dù là dịp lâm tây dạng này bình thường động một tí xuất nhập tuần lễ thời trang, tham gia cao định người biết đều bị đưa tới từng bộ từng bộ châu báu đồ trang sức bị hoa mắt con ngươi có thế bề ngoài càng là sắc màu rực rỡ nàng đáy lòng càng phát ra ăn ngủ không yên ngay từ đầu quỷ thần xuôi khiến đáp ứng kết hôn thế nhưng là theo hôn kỳ càng ngày càng gần nàng cũng sinh ra mấy phần sợ hãi liền chính nàng đều nói không nên lời rõ ràng đến cùng sợ hãi cái gì có lẽ là sợ sau cưới một lần nữa yêu hắn sợ mình lại giống như kiểu trước đây chỉ một lòng nhìn về phía hắn, cuối cùng rơi vào một cái ảm đạm thương tâm hạ tràng. Lại có lẽ là giống tất cả đợi gã tân nương như thế. Sợ hôn nhân không may. Cho nên lần kia phó Cẩm Hoành đang ăn cơm tối xong, đưa nàng về nhà lúc, nàng tại chuẩn bị hướng trong nhà chạy, đột nhiên quay người gọi lại đang muốn lên xe nam nhân. Phó Cẩm Hoành. Hắn đã đem cửa xe mở ra. Ngày hôm nay khó được không phải lái xe lái xe, là chính hắn lái xe hắn đơn tay viện cửa xe, mặt mày thanh nhã nhìn chăm chú nàng. Thế nào? Nếu không, chúng ta quên đi thôi. Diệp lâm tây thanh âm có chút hư, đại khái là nghĩ cảm thấy loại này lâm trận bỏ gánh hành vi xác thực rất nhu nhược, còn nhất định phải biện giải cho mình mấy phần. Ta cảm thấy ta niên kỹ còn nhỏ, còn giống như không quá sốt ruột kết hôn. Mà lại giữa chúng ta hiểu rõ vẫn là quá ít, đều nói giữa phu thê cần muốn thêm giải nàng nói gần nói xa chính là một cái ý tứ, nàng nghĩ hối hôn. Nàng sợ. Thế là nguyên vốn đã muốn lên xe nam nhân, một lần nữa đi tới, đứng ở trước mặt nàng, lâm tây, ngươi đang lo lắng cái gì? Dịp lâm tây đáy lòng đánh sớm cốt bản nháp, chờ hắn mới mở miệng hỏi. Hận không thể lôi ra cái liệt biểu, phía trên viết đầy 1, 2, 3, 4, 5. Đều là không kết hôn lý do. Vẫn là phó cẩm hoành nói kỳ thật trước hôn nhân sợ hãi, rất nhiều người đều sẽ có. Hắn đưa tay đem bàn tay của nàng kéo lên, giữ tại trong lòng bàn tay mình. Hai người bọn họ kỳ thật thật đúng là không có gì trước hôn nhân cử chỉ thân mật, đây cũng là dịp lâm tây do dự bộ dáng, cảm thấy hắn tựa như là nhìn tùy ý chọn cái chính mình. Cũng không thân thiện, cũng không phải không nàng không thể. Nhưng hắn tự hồ muốn bỏ đi nàng đầu óc những này ý niệm kỳ quái, thấp giọng hỏi, là ta làm không tốt đi không có diệp lâm tây cảm thấy đại bộ phận vấn đề vẫn là ở nàng trên người mình đi không trách người khác loại kia thế nhưng là phó cẩm hoành đột nhiên cười một tiếng vậy là ngươi muốn để ta khổ sở uổng phí dịp tự thâm một trận đánh diệp lâm tây có ý tứ gì nàng nếu là nghĩ không kết hôn liền phải làm cho nàng ca đem cái này bỗng nhiên đánh còn trở về vẫn là chính nàng đưa qua cho đánh hắn một trận phó cẩm hoành đưa tay đem người kéo diệp lâm tây ít có cùng hắn thân mật như vậy nhất thời toàn thân đều có loại cảm giác không khỏe hết lần này tới lần khác loại tâm tình này lại không có chán ghét thế là nàng dứt khoát ghé vào trong ngực hắn nghe hắn nói đổi ý vô hiệu diệp lâm tây cũng không thể chỉ là ngươi nói cũng được a à. sự tình khác ngươi cứ việc nói ra tính phó cẩm hoành đưa tay xoa nhẹ hạ bên nàng bên cạnh sợi tóc duy chỉ có cái này ta không đồng ý dịp lâm tây khi kết hôn có chỗ tốt gì nàng đây là trước hôn nhân sợ hãi chứng cho nên muốn làm dịu nhất định phải đúng bệnh hốt thuốc tối thiểu nhất đến làm cho nàng biết không phải kết hôn không được lý do chứ có lẽ vấn đề này xác thực đem hắn làm khó dù sao đều là lần đầu tiên kết hôn ai có thể nghĩ tới trước hôn nhân còn lại không đến một tháng tân nương tử đột nhiên liền muốn hối hôn hồi lâu hắn rốt cục nhẹ giọng mở miệng nói bởi vì ngươi muốn gả cho người gọi phó cẩm hoành dịp lâm tây không nghĩ tới mình đợi nửa ngày nghe được lại là một câu nói như vậy nàng muốn cười có thế lại cảm thấy thanh âm của hắn vô cùng nghiêm túc trong lúc nhất thời nàng thì thầm nói không biết xấu hổ phó cẩm hoành gặp giọng nói của nàng nhẹ mềm lộ ra một tia làm nũng lại cười xuống lúc này mới đưa nàng nhẹ nhàng buông ra giữa hai người kéo ra một chút xíu khoảng cách lâm tây ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi cùng ta kết hôn hắn ngừng tạm hầu kết tại cần cổ nhẹ nhàng lăn một vòng còn nói về sau ngươi có thể làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm bởi vì ta sẽ đem ngươi đặt vào ta cánh chim phía dưới chỉ cần cả đời này ngươi nguyện ý ta đều sẽ vì ngươi che gió che mưa. Ngươi không cần nên đón trên đời này bất luận cái gì một trận mưa gió, một mực tự do nở rộ, làm ngươi bất luận cái gì chuyện muốn làm. Lúc đó, Diệp Lâm Tây chưa nghe ra hắn trong giọng điệu trân trọng. Thẳng đến hồi lâu sau, nàng mới biết mình cái này một phần tùy ý tư sống, là bị hắn như thế nào thích đáng bảo hộ lấy. Khi đó hắn còn vẫn chưa chân chính yêu nàng. Liền là nàng ưng thuận như thế lời thề, mà ngày sau hắn chân chính yêu nàng lúc, nàng tức thì bị để trong lòng trên ngọn. Tinh tế bảo hộ, thích đáng an tồn. Cho nên tại hôn lễ lúc, nàng ngược lại không có trước đó khẩn trương, thông dong kéo tay của ba ba cánh tay, từng bước một đi hướng trên sàn nhảy đứng đấy nam nhân. Liền như hôm nay cái này xuyên trắng ngoãn áo cưới tân nương đồng dạng. Diệp lâm tây nhịn không được cảm khái nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước ta lại dám cùng ngươi kết hôn phó cẩm hoành nghe nàng không hiểu thấu cảm khái quay đầu mắt nhìn thần sắc lạnh nhạt hỏi không cùng ta kết hôn ngươi nghĩ kết hôn với ai không phải kết hôn với ai vấn đề diệp lâm tây nói là ta lại dám bị ngươi mấy câu liền hống tới tay trên đài quá trình vẫn còn tiếp tục tân nương đại khái là cái đa sầu đa cảm còn chưa tới chỗ nào liền khóc diệp lâm tây nói ta lúc ấy giống như không có khóc hốc mắt đỏ lên một bên nam nhân giống như chuyên môn muốn cùng với nàng đối nghịch giống như nàng nói một câu hắn liền muốn phản bác một câu làm cho diệp lâm tây còn nói không có ta tuyệt đối không có nhưng là phó cẩm hoành lại không giống lại đùa nàng giống như chỉ là đưa tay đem bàn tay của nàng nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay không nói thêm gì nữa diệp lâm tây nhìn trong chốc lát trên sàn nhảy lại nghiêng đầu nhìn bên cạnh nam nhân. Đáy lòng dần dần bốc khí một cái ý niệm trong đầu có lẽ, vận mệnh thật sự từ đầu đến cuối đều thiên vị lấy nàng. Làm cho nàng tại xúc động phía dưới, đáp ứng cùng hắn kết hôn. Từ đó để lẫn nhau đi thêm gần, cuối cùng thật sự yêu đối phương. Mặc kệ ban đầu là bắt đầu tại cái gì hôn nhân, bây giờ lại có một cái làm cho nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chuyện cổ tích phần cuối, từng tại trong mộng không dám nghĩ sự tình bây giờ lại thật sự rõ ràng bày ở trước mặt nàng hắn yêu nàng thật sự rốt cục diệp lâm tay phản tay nắm lấy bàn tay của hắn mượn cơ hội xích lại gần bên tai của hắn trên đài tân nương tân lan đang tại tuyên thệ thề muốn cả đời chung với đối phương tình cảm chân thành đối phương nàng nhẹ nói kỳ thật ta cũng một mực có một câu muốn nói với ngươi phó cẩm hoành nghiêng đầu nhìn nàng Diệp Lâm tây mắt đen trung thịnh đầy ánh sáng, nàng nói. Ta lúc đầu nghĩ muốn gả cho ngươi, nhưng thật ra là bởi vì, ta vẫn là đối với ngươi mưu đồ làm loạn. Những cái kia muốn buông xuống tình cảm, từ đầu đến cuối không cách nào buông xuống. Cuối cùng, cũng không cần lại buông xuống. Phó Cẩm Hoành, cảm ơn ngươi yêu ta. Cảm ơn ngươi cho ta một cái so truyện cổ tích còn tươi đẹp hơn cố sự phần cuối. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video